chương 700 linh một lời lệnh sấm sét nguyên khí đáp lời. Âm thanh này vừa vang lên, mây đen trên bầu trời bỗng nhiên phóng ra một tia xét dữ vô số thiên địa nguyên khí tuôn trào vào sâu bên trong chùa miếu. Lời lệnh sấm sét nguyên khí đáp lời. Một tiếng bụp vang lên, đồ thành ngay lập tức quỳ xuống hướng về chùa miếu, đầu ông ta cúi thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, cung kính nói chúc mừng thầy nhập thần hải. Tôi còn muốn bế quan thêm một khoảng thời gian anh hãy đi tìm dấu vết của tên đường Tuấn đi, sau 3 tháng nữa ở Đại hội Võ Đạo Hà Nam, tôi sẽ khiêu chiến với giới võ đạo ở Việt Nam, cũng thuận tay lấy đi tính mạng của anh ta luôn. Một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu Đồ Thành. Đồ Thành không hề kinh hoàng, vẻ cung kính trên mặt càng sâu hơn, nói, vâng. Tinh thần truyền âm, võ đạo và cả tinh thần của thầy đều đột phá cả. Đồ Thành hơi ngẩng đầu lên, trong đáy mắt đều là vẻ ngạo nghế, võ đạo giới của Việt Nam, lần này tôi sẽ nhìn xem các người còn ai có có thể ngăn nổi thầy của tôi còn tên đường tuấn mày hãy chuẩn bị chờ chết là vừa hai ngày sau đường tuấn lên đường rời khỏi dãy núi mênh mông của dân tộc mèo anh lúc này đang ngồi ở bên trong khoang hạng nhất của một chiếc máy xuất phát từ lai châu tiến về thành phố vì vị trí của dân tộc mèo vắng vẻ cũng không có chuyến bay rời thẳng khỏi đây cho nên đầu tiên đường tuấn đã đi máy bay đến lai châu sau đó chuyển về thành phố ngừng mặt dựa vào ghế, Đường Tuấn vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, ngón tay vừa gõ nhẹ lên lan can, trong đầu lại tự suy nghĩ sự việc, tính thời gian, tiệc mừng thọ của ông cụ Hoàng Phủ hẳn là sắp bắt đầu rồi. Chờ đến khi trở lại thành phố, sau khi gặp mấy người béo bọn họ, thì phải đi tới Hà Nội hủy bỏ chuyện hôn ước kia. Audio điện tử võ tấn bền, trong đầu anh hiện ra khuôn mặt giống như tiên nữ của Hoàng Phủ Ngọc kia, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hoàng Phủ Ngọc cô cảm thấy tôi không xứng với cô nhưng cô lại không biết, làm sao tôi có thể để nhà họ Hoàng phủ cô vào trong mắt chứ. Từ khi tiếp xúc với võ đạo đến nay, một số quan niệm mà Đường Tuấn xây dựng trước kia dần dần bị lật đổ và được xây dựng lại. Quyền thế và tài phú ở cuộc đời là những chuyện có một không hai vinh quang lừng lẫy, không thể so sánh với một cao thủ cảnh giới thần hải. Phải biết rằng, nếu là cao thủ cảnh giới thần hải có ý nghĩ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thành lập được một gia tộc võ đạo đỉnh cao kéo dài mấy trăm năm. Nhà họ Hoàng phủ mạnh hơn nữa, nhưng cũng chỉ có thể đi vào mắt người bình thường, vẫn kém hơn rất nhiều so với các gia tộc võ đạo. Giống như sau 3 tháng nhà họ từ tổ chức đại hội võ đạo ở Hà Giang, mặc dù nhà họ từ chưa hề xuất hiện một phú hào giàu nhất tỉnh hoặc là giàu nhất nước gì, nhưng quyền thừa kế gia tộc võ đạo mấy trăm năm này đã sớm đem sản nghiệp dính đến tất cả mọi mặt, bọn họ chỉ điều khiển ở phía sau màn. Nếu thật sự mà tính ra, tài sản của nhà họ từ e rằng đã gần trăm tỷ mà nhà họ từ ở Hà Giang chưa từng xuất hiện cao thủ cảnh giới thần hải, vẫn chưa được tính là gia tộc võ đạo đỉnh cao, chỉ xếp tối đa ở bình thường trách lên thôi. Bởi vì vậy có thể biết được cao thủ cảnh giới thần hải rất kinh khủng, có một người đã là một gia tộc võ đạo đỉnh cao. Mà đường tuấn hoàn toàn chính là dạng người này, không phải là thần hải, mà còn hơn hẳn thần hải. Tổng giám đốc ngụy, mặc dù lượng tiêu thụ của thuốc thông thần và bột viết cơ hai tháng nay không tệ, nhưng mức tiêu thụ một năm của những thứ này ngay cả một phần mười lợi nhuận một năm chế dược thiên tinh của chúng ta cũng không bằng, có cần phải để toàn bộ đoàn thể của chúng ta đặc biệt chạy tới thương lượng không? chương 702, Chế dược thiên tinh Chế dược thiên tinh, đường tuấn nhíu mày, trong đầu hiện ra thông tin liên quan đến chế dược thiên tinh. Sinh ra trong nhà họ đường, có thể nói là các công ty y dược ở trong nước Việt Nam, đường tuấn thuộc như lòng bàn tay. Xét về thực lực, Y thánh nhà họ đường lúc đỉnh cao tạm thời có thể xếp vào một trong năm công ty y dược hàng đầu ở trong nước. Nhưng chế dược thiên tinh lại chắc chắn chính là số một ở trong nước. Bởi vì phía sau chế dược thiên tinh chính là tập đoàn thiên tinh, mà tập đoàn thiên tinh được coi là công ty lớn nhất nhì nằm trong nước Việt Nam, chỉ có nhà họ Hoàng Phủ thuộc tập đoàn Yến Hoa mới có thể so sánh cùng với mấy tập đoàn đỉnh cao khác trong nước. Mà tập đoàn thiên tinh phụ thuộc vào sản nghiệp của nhà họ Phạm ở Yên Kinh, xét về sức mạnh tài sản, Nhà họ Phạm chỉ mạnh chứ không yếu so với nhà họ Hoàng phủ, thậm chí mấy năm trước còn có người nhà họ Phạm leo lên vị trí giàu nhất của nước Việt Nam. Bởi vì vậy có thể thấy được tài sản nhà họ Phạm kinh khủng cỡ nào. Đường Tuấn hơi thả ra một luồng tinh thần lực, ngay lập tức đã tìm được nơi phát ra âm thanh, một chút hình ảnh như máy chiếu 3D xuất hiện trong đầu anh. Người nói chuyện chính là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trên người mặc một bộ Âu phục làm bằng tay được đặt ở ý, đường nét trên khuôn mặt thì kiên cường hai đầu lông mày mang theo một thái độ kiêu ngạo và uy nghiêm, phong thái không tầm thường. Vừa nhìn đã biết là nhân vật hàng năm ngồi ở vị trí cao chỉ huy. Sau khi anh ta nói xong câu đó, người ngồi bên cạnh anh ta mở miệng nói, trường thông, chuyện này là những người cấp cao của tập đoàn quyết định, hơn nữa thuốc thông thần và bột tuyết cơ có thể đạt được lượng tiêu thụ kinh khủng như vậy trong thời gian ngắn, quả thực là đáng để chúng ta học tập. Người nói chuyện bây giờ lớn tuổi hơn một chút so người đàn ông trước kia, to béo hơn, Uy nghiêm hơn, từ việc được gọi là Tổng giám đốc Ngụy, có thể đoán được chắc chắn ông ta có địa vị không thấp trong tập đoàn chế dược Thiên Tinh. Thôi đi, có gì đáng để học tập chứ? Chẳng lẽ từ những chỗ nhỏ bé như vậy còn có thể nuôi dưỡng ra một nhân vật lớn nào hay sao? Thuốc Thông Thần và bột Tuyết Cơ kia mà tôi nói, cũng như thế. Những phương thuốc này, chế dược Thiên Tinh chúng ta không biết rõ tất cả, nếu không được thì tiến hành cuộc chiến trả giá. Phía sau chúng ta lại có tập đoàn Thiên Tinh chẳng lẽ lại không thể đấu lại công ty nhỏ này sao? Người đàn ông khinh thường nói. Tổng giám đốc ngụy khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác, trong mắt cũng lộ ra vẻ khinh thường và khó hiểu. Ông ta là tổng giám đốc thị trường của chế dược thiên tinh, xét về quyền lực thật sự ở trong công ty thì chỉ đứng sau vị tổng giám đốc kia. Ông ta cũng nghĩ không ra chỉ là thuốc thông thần và bột tuyết cơ có thật sự cần thiết để bọn họ gióng chống khua chiêng như vậy không? Người đàn ông bên cạnh ông ta tên là Triệu Trường Thông, là người đứng thứ hai phụ trách thị trường của chế dược Thiên Tinh. Lần này ngoại trừ hai người bọn họ ra, đi cùng còn có mấy người bộ phận PA và một số quản lý khu vực lớn khác của chế dược Thiên Tinh. Mỗi một ngành công nghệ y dược đặt ở trong nước đều có một nhân vật nổi tiếng, có một người có thể ra mặt hợp tác gần như là tốt nhất. Vì việc hợp tác lần này cùng với tập đoàn Thanh Nang, công ty lại cử tất cả bọn họ đi, thực sự khiến cho bọn họ không thể hiểu nổi. Xem ra việc tiêu thụ thuốc mới thực sự là đã khiến cho một số công ty y dược đứng đầu chú ý đến. Đường Tuấn thu hồi tinh thần lực, âm thầm suy nghĩ. Trong mắt anh hiện lên một tia sắc bén, nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười lạnh, nếu thật sự muốn hợp tác thì thôi đi, nhưng nếu trong lòng có ý đồ xấu, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Sau một tiếng, máy bay Bình An đáp xuống đất. Chương 703, bé Ú đang ở đâu? Đường Tuấn đi ra từ trong lối đi chuyên dụng của khách VIP, đang muốn gọi điện thoại cho Ninh Đình Trung, một tiếng quát truyền đến từ phía sau, tránh ra. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nhóm 7, 8 người đang hùng hổ tiến về phía anh. Lúc này Đường Tuấn đang ở giữa lối đi, tất nhiên tiếng quát vừa rồi là nói với anh. Trong số 7, 8 người, dẫn đầu chính là hai người nhân viên trên máy bay vừa rồi của công ty chế dược Thiên Tinh. Này, nói cậu đó, cậu không thấy được là đang cản đường chúng ta sao? Triệu Trường Thông thấy Đường Tuấn giống như tên ngốc đứng ở đó, nhướng mày không vui nói. Dường như Đường Tuấn không nghe thấy, hơi híp mắt nói, con đường này biến thành của anh từ khi nào vậy? Triệu Trường Thông không nghĩ rằng Đường Tuấn sẽ không biết điều như thế, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, muốn mở miệng dậy bảo. Tổng giám đốc Ngụy bên cạnh xua tay, ngăn anh ta lại, nói chúng ta đi chuyến này không phải là đến để gây chuyện. Nói xong khẽ gật đầu với Đường Tuấn, chủ động đi vòng qua Đường Tuấn lúc mà triệu trường thông đi qua bên cạnh đường tuấn trên mặt lộ ra vẻ khinh thường lên tiếng nói thành phố vinh đúng là một chỗ nhỏ bé không có chút nhân phẩm nào nếu là ở hà nội loại người nhà quê như cậu đã sớm bị người khác đánh chết nói xong cười khẩy tự nhiên rời đi đường tuấn nhìn bóng lưng mấy người rời đi sắc mặt có chút khó coi anh bạn nhỏ đừng nhìn người ta là nhân vật lớn tới từ hà nội không phải là người mà cậu có thể đắc tội đâu một người tốt bụng thấy thế, tốt bụng nhắc nhở. Ồ, thật vậy sao? Đường Tuấn lộ ra nụ cười đầy thú vị. Anh vừa đi ra ngoài hành lang vừa bấm điện thoại gọi Ninh Đình Trung, bé ú, đang ở đâu? Ninh Đình Trung đầu bên kia điện thoại hình như đang bận gì đấy, thở hồn hển nói ở sân bay chuẩn bị tiếp người. Người của chế dược thiên tinh ở Hà Nội nói rằng muốn hợp tác với chúng ta, tôi đang đợi bọn họ đây. Cậu tới rồi sao? Đường Tuấn nói, tôi đến rồi. Anh đợi tôi một lát, lát nữa cùng về với nhau. Được, Ninh Đình Trung nói. Cúp điện thoại, Đường Tuấn đi ra khỏi lối đi chuyên dụng dành cho khách VIP. Anh không chào hỏi, trên người mặc bộ quần áo vừa mới mua ở Lai Châu. Hai tay sỏ vào túi, đi ra ngoài phía sân bay, rất nhanh Đường Tuấn đã nhìn thấy Ninh Đình Trung. Năm chiếc xe Mercedes-Benz màu đen nằm ngang trên đường chờ ở ngoài sân bay, ở giữa là một chiếc xe con Lincoln dài hơn tên mập ninh đình trung lúc này đang dựa ngay ngắn trên xe Lincoln, mà ở trước mặt anh ta lại là mấy người nhân viên kia của chế dược thiên tinh. Tất cả chúng tôi đều đã đến đông đủ, tại sao còn không cho chúng tôi ngồi vào? Đây là cách tập đoàn thiên thanh các người tiếp đón khách sao? Vẫn là triệu trường thông bày tỏ sự không vừa lòng trước tiên. Ninh Đình chung nhếch miệng nói, tôi còn phải đợi người. Các người không muốn chờ, có thể ra đằng sau đón taxi. Nhớ rõ hóa đơn, tập đoàn chúng tôi sẽ thanh toán cho các người. Trường 704 hậu quả như vậy chắc là anh sẽ không gánh vác nổi đâu. Triệu Trường Thông vô cùng tức giận, anh ta là một trong những giám đốc cấp cao mới được lên chức của chế dược thiên tinh, hai năm nay tình thế càng tiến thêm một bước nữa, ngay cả tổng giám đốc ngụy bên cạnh có vị trí cao hơn ở anh ta ở cũng đều phải nói chuyện hòa thuận với anh ta. Bình thường đi tới chỗ nào cũng đều được người khác tâng bốc, từ lúc nào lại phải chịu sự đối xử như vậy anh ta chỉ vào Ninh Đình Trung, buột miệng mắng, chờ người. Còn người nào có thân phận cao quý hơn so với chúng tôi, tôi ra lệnh cho các người, ngay bây giờ, lập tức chở chúng tôi tới tập đoàn Thiên Thanh, nếu không thì chế dược thiên tinh sẽ hủy bỏ hợp tác với các người. Tôi nghĩ, hậu quả như vậy chắc là anh sẽ không gánh vác nổi đâu. Sắc mặt Ninh Đình Trung thay đổi, tập đoàn Thiên Thanh là do Đường Tuấn bỏ vốn thành lập công ty. Chủ tịch là Đường Tuấn, Tổng Giám đốc điều hành là Dương Lộc, anh ta coi như là đứng đầu thứ ba. Nếu thật sự mất đi đơn hàng lớn là chế dược thiên tinh này, mặc dù Đường Tuấn sẽ không nói gì anh ta, nhưng chỉ sợ trên dưới công ty kín đáo phê bình anh không ít. Triệu Trường Thông nhìn thấy dáng vẻ của Ninh Đình Trung, lập tức khoanh tay trước ngực, lấy lại thái độ cao cao tại thượng kia, giống như là đã giải quyết được Ninh Đình Trung. Hủy bỏ thì hủy bỏ đi, tập đoàn Thiên Thanh không cần đối tác không có đủ tư cách như vậy. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên sau lưng mọi người. Ninh Đình Trung là người đầu tiên nhìn thấy Đường Tuấn, trên mặt lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Mà khi Tổng Giám Đốc ngụy dẫn đầu nhân viên chế dược thiên tinh quay người lại nhìn, thấy được Đường Tuấn chậm rãi đi về hướng bọn họ. Là cậu, triệu trường thông cắn răng nghiến lợi nói. Làm sao anh ta không nhận ra cậu nhóc vừa mới chặn đường của mình được? Đường Tuấn lại không để ý tới anh ta, đi thẳng tới bên cạnh Ninh Đình Trung, đập một cái vào vai của anh, nói, sắc mặt rất tốt, xem ra cô U Dương đã chăm sóc anh rất tốt. Ninh Đình Trung cười ha ha một tiếng, giác ý nói tất nhiên. Vậy chúng ta đi, đường Tuấn ôm bả vai Ninh Đình Trung, muốn ngồi vào trong chiếc xe Lincoln. Khốn kiếp, các người đang làm gì vậy? Triệu trường thông bị người khác coi thường, tức giận nói. Đường Tuấn cười cười nói, anh nhìn cũng không thấy sao, bạn cũ chúng tôi đang ôn lại chuyện cũ, làm sao mà một tên không có mắt nhìn giống như anh lại có thể tiến vào chế dược thiên tinh vậy? Lại có thể không bị đánh chết ở Hà Nội, thật sự kỳ lạ. Sắc mặt Triệu Trương Thông tái nhợt, những lời này là anh ta vừa nói với Đường Tuấn, ngược lại bây giờ bị đối phương dùng trên người mình, quả thực rõ ràng là tát một cái vào mặt. Tổng giám đốc Ninh, chuyện này anh nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời. Cậu ta là ai, không chỉ để chúng tôi đợi lâu như vậy? còn dám mở miệng sỉ nhục chế dược thiên tinh chúng tôi. Nếu như không có cách nào cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng, chúng tôi chỉ có thể đem chuyện này báo cho chủ tịch và tổng giám đốc của anh, tôi phải hỏi xem rốt cuộc anh ta dùng người như thế nào đây. Triệu trường thông lên tiếng lạnh lùng uy hiếp nói. Anh ta vốn cho rằng nói xong lời này, Ninh Đình Trung chắc chắn sẽ bị dọa sợ phải ngay lập tức nói lời nhẹ nhàng, không ngờ rằng Ninh Đình Trung ngược lại còn dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu để nhìn anh ta. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, nhún vai nói, "Tôi quên tự giới thiệu bản thân. Tôi tên là Đường Tuấn." Vừa đúng lúc là ngài chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh như ở trong miệng của anh. "Còn dùng người như thế nào thì không cần anh đến dạy bảo. Chương 705 không đáng để lãng phí thời gian. Nếu như các ngài còn muốn nói chuyện hợp tác, có taxi phía sau, có thể tự mình đón xe đi tới công ty của chúng tôi. Công ty chúng tôi sẽ thanh toán tiền xe cho các người." Đường Tuấn chỉ vào một loạt taxi đang chờ khách phía sau lưng nói. Nói xong, Đường Tuấn và Ninh Đình chung ngồi vào trong xe, khởi động xe, mấy chiếc xe đằng sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Triệu Trường Thông vẫn chưa lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, sao bọn họ dám làm như vậy? Tổng giám đốc Ngụy, tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ? Trong nhóm người, có người hỏi. Tổng giám đốc Ngụy liếc nhìn Triệu Trường Thông, có chút không vui nói, đương nhiên là đón xe trước. Người của tập đoàn Thiên Thanh lại có thể đối xử với chúng ta như thế, chẳng lẽ chúng ta vẫn còn phải nói chuyện hợp tác với bọn họ sao?" Triệu Trường Thông căm hận lên tiếng. Tổng giám đốc Ngụy Khinh Bỉ liếc nhìn anh ta, nói: "Ha ha. Việc hợp tác lần này là trụ sở chính của tập đoàn trực tiếp truyền chỉ thị xuống, cho nên chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức thúc đẩy việc hợp tác lần này. Hủy bỏ hợp tác, trách nhiệm như vậy cậu gánh nổi không?" Triệu Trường Thông mồ hôi lạnh lập tức chảy dòng trên trán. Những người khác thấy vậy, tranh thủ thời gian chạy đi đón xe. Trong xe, Đường Tuấn lật lên một xấp tài liệu lớn mà Ninh Đình Trung đưa cho anh. Những tài liệu này là do Ninh Đình Trung đặc biệt chuẩn bị cho sự hợp tác lần này cùng với tập đoàn chế dược Thiên Tinh. Ngụy Tiện, Phó tổng kiêm tổng giám đốc thị trường của chế dược Thiên Tinh. Triệu Trường Thông, phó tổng giám đốc thị trường của chế dược Thiên Tinh. Lý Danh, quản lý bộ phận PA của chế dược Thiên Tinh tên và tư liệu của từng người được Đường Tuấn lướt qua, nhưng Đường Tuấn cũng chỉ nhìn thoáng qua, không dừng lại chút nào. Những ngày này quan chức cấp cao của chế dược thiên tinh trong mắt anh cũng không có bất kỳ khác biệt gì so với người bình thường khác. Rất nhanh Đường Tuấn đã lật đến trang cuối cùng, phía trên cùng của trang giấy viết bôi đen ba chữ, Phạm Nam Châu, một đống tư liệu lớn ở phía dưới. Nhưng trong đó làm cho người khác không thể nào coi nhẹ nhất chính là thân phận Tổng Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn Thiên Tinh. Tư liệu về Phạm Nam Châu chỉ là tôi tiện tay thu thập, đều có thể tìm được ở trên mạng. Nếu như cậu muốn biết chi tiết hơn, tôi có thể để người khác đi thăm dò. Ninh Đình Trung thấy ánh mắt của Đường Tuấn dừng lại trên tư liệu của Phạm Châu Nam, hơi ngạc nhiên. Phạm Nam Châu, Phạm Nam Thiên, Đường Tuấn đọc lên hai cái tên, chẳng lẽ vị tông sư số một kia là người nhà họ Phạm ở Hà Nội. Đóng tư liệu lại, Đường Tuấn lắc đầu, nói, không cần. Chỉ là Phạm Nam Châu mà thôi, không đáng để lãng phí thời gian. Audio điện tử võ tấn bền chương 706 cho dù tới lượt cũng không đến e đâu. Trong 2 tháng nay, tập đoàn Thiên Thanh bất ngờ trở thành tin tức lớn nhất thành phố Vinh. Đầu tiên là số vốn đầu tư cao tới 2.000 tỷ, tiếp theo là đoạt lại quyền sở hữu hai loại thuốc mới từ trong tay một công ty lâu đời của tập đoàn Nam Nhật ở thành phố Vinh, bởi vì chuyện này mà tập đoàn Nam Nhật suýt chút nữa thì sụp đổ. Lượng tiêu thụ của thuốc thông thần và bột tuyết cơ càng liên tiếp đạt kỷ lục cao, thậm chí có tin tức truyền ra ngoài, tập đoàn Thiên Thanh đã hợp tác thân thiết cùng với tổ chức nội bộ của nhà họ Mộ Dung ở phương Bắc và một chuỗi thương hiệu làm đẹp nào đó. Điều này càng khiến cho tập đoàn Thiên Thanh mang tới một sắc thái bí ẩn, vô số công ty tranh giành nhau vỡ cả đầu vì muốn có được quyền làm đại lý. Trong lúc mơ hồ, chuyện này làm cho công ty chỉ mới thành lập chưa đến 2 tháng đang có xu hướng nhảy vọt lên trở thành công ty bậc nhất thành phố Vinh. Bé Vân, em có nghe chưa, ngài chủ tịch trẻ tuổi bí ẩn kia của công ty chúng ta đã trở về. Một cô gái ở quầy lễ tâm của tập đoàn Thiên Thanh nói với bạn của mình một cách bí ẩn. Thật hay giả vậy, bé Vân kinh ngạc nói, đôi mắt đẹp toát ra vẻ kỳ lạ. Hai người trông có vẻ đã 25, 26 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp, trên người mặc một bộ váy công sở càng làm tăng thêm mấy phần xinh đẹp lạnh lùng đương nhiên là thật, buổi sáng Tổng Giám Đốc Ninh đi ra ngoài, chính là vì muốn đón ngài ấy. Wow, bé Vân Kinh ngạc thốt lên một tiếng, thấp giọng nói, em nghe nói chủ tịch của chúng ta hình như còn chưa tới 30 tuổi, nhưng xuất thân cũng đã có thể so sánh được với Lý Quang Huy và Diệp Quang nhất. Không biết là có đẹp trai không nữa. Nhìn thấy dáng vẻ mê trai kia của bé Vân, bạn của cô cười nói, chị khuyên em đừng nên nghĩ đến chuyện đó, ở toàn bộ thành phố Vinh không biết có bao nhiêu cô gái đứng xếp hàng muốn quen biết với chủ tịch, nghe nói ngay cả tổng giám đốc của chúng ta cũng thích chủ tịch. Cho dù tới lượt cũng không đến e đâu. Đúng lúc này, thang máy tinh một tiếng dừng lại ở tầng 1, hai nhân viên lễ tân lập tức im lặng. Tổng giám đốc, sau khi nhìn thấy người từ trong thang máy đi ra, hai nhân viên lễ tân cung kính nói. Người đi tới chính là Dương Lộc, dưới chân cô mang một đôi giày cao gót, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế bộ đồ công sở bó sát người hiện ra đường cong hoàn mỹ duyên dáng của cô, lộ ra một đoạn chân nhỏ trắng như tuyết. Sau lưng cô, là tất cả các vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Thanh, một nhóm người đi đến cửa chính chờ đợi. Hai nhân viên lễ tân nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt của nhau. Từ khi các cô vào công ty cũng chưa từng thấy qua đội hình cao cấp như vậy, chẳng lẽ chuyện ngài chủ tịch kia quay trở lại là sự thật. Kho hai người đang còn suy đoán ở bên trong, một phút sau, một đoàn xe ngang nhiên đứng trước cửa chính của tập đoàn Thiên Thanh. Từ bên trên của chiếc xe Lincoln ở giữa có hai người đi xuống, sau đó hai nhân viên lễ tân thấy được một cảnh tượng mà suốt đời khó quên được. Với tổng giám đốc Dương Lộc dẫn đầu, tất cả các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Thanh đều khom lưng xuống, đồng thanh nói chủ tịch. Chương 707, cô đã làm rất tốt. Lời nói vừa dứt, tất cả lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Thanh mới lần lượt ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía Đường Tuấn phần lớn trong số bọn họ cũng không biết Đường Tuấn, khi nhìn thấy Đường Tuấn thật sự còn trẻ giống như trong tin đồn, sự tôn kính trong mắt bọn họ càng lớn hơn. Khi chưa đủ 30 tuổi tạo nên kỳ tích kinh doanh như vậy, toàn bộ thành phố Vinh cũng không tìm ra người thứ hai. Đây là chuyện anh xứng đáng nhận được, khóe miệng Dương Lộc hiện ra một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói. Giải tán đi, Ninh Đình chung xua tay, nhóm người lúc này mới lần lượt rời đi. Cô đã làm rất tốt, Đường Tuấn không keo kiệt chút nào mà khen ngợi Dương Lộc. Dương Lộc nở một nụ cười, giống như một đứa trẻ được phụ huynh khen ngợi sau bài kiểm tra 10 điểm. Cảnh tượng vừa rồi đúng lúc bị các lãnh đạo cấp cao của công ty đang chuẩn bị rời đi nhìn thấy, không khỏi sững sờ. Ngài tổng giám đốc này của bọn họ lại được mệnh danh là nữ vương của ngành y dược ở thành phố Vinh, bình thường luôn nghiêm túc thận trọng, ngay cả khi đối mặt với đại diện nhà họ Tề và nhà họ Lý cũng chưa bao giờ lộ ra ý cười. Nhưng bây giờ chỉ với một câu nói của Đường Tuấn lại khiến tổng giám đốc cười tươi như hoa, có mấy người còn ôm ảo tưởng với Dương Lộc, giờ phút này tất cả sự ảo tưởng đều tan biến. Nhưng Dương Lộc không thèm để ý chút nào, quan tâm nói, ngồi trên máy bay lâu như vậy, đi lên trên nghỉ ngơi một chút trước đi. Đường Tuấn lắc đầu, nhìn về phía lối vào, có mấy chiếc taxi vừa chạy đến, anh khẽ cười nói, đợi một lát, chúng ta còn có khách. Trong ánh mắt nghi ngờ của Dương Lộc, mấy chiếc taxi dừng lại ngụy Tiện dẫn đầu sau đó là các đại diện của chế dược thiên tinh lần lượt từ trên xe đi xuống. Ngoại trừ ngụy Tiện, những người khác đều nhìn về phía đường tuần với ánh mắt không thiện cảm. Bỏ họ là đại diện của chế dược thiên tinh, bình thường đi đến đâu cũng đều có Mercedes-Benz và BMW, thế nhưng hôm nay lại phải ngồi taxi. Chuyện này nếu như truyền về công ty, nhất định khiến cho người khác cười rụng răng. Mấy vị này chính là đại diện của chế dược thiên tinh, vừa rồi đường tuấn và bọn họ ở sân bay. Ninh Đình Trung nhanh chóng nói rõ chuyện đã xảy ra ở sân bay một lần. Nụ cười của Dương Lộc dần dần biến mất, lấy lại dáng vẻ người phụ nữ mạnh mẽ lạnh lùng, nhìn chế dược thiên tinh không có một chút thiện cảm. Ngài Đường, Tổng Giám Đốc Dương, tôi là ngụy tiện đại diện của chế dược thiên tinh, đối với chuyện không vui vừa rồi xảy ra ở sân bay, tôi thật sự xin lỗi cậu, hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta. Ngụy Tiện chủ động đưa tay về hướng Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn ông ta một cái, đưa tay ra bắt tay với Ngụy Tiện. Mấy phút sau, Đường Tuấn, Dương Lộc, Ninh Đình Trung còn có các thành viên của đoàn đại diện chế dược thiên tinh ngồi xuống trong phòng tiếp khách của tập đoàn Thiên Thanh. Chắc hẳn là Ngài Đường và Tổng Giám Đốc Dương đã biết được mục đích đến đây lần này của chúng tôi. Ngụy Tiện uống một ngụm trà, làm ấm cổ họng, kín đáo nói. Trường 708, ông đang uy hiếp tôi sao? 3 tỷ rưỡi, triệu trường thông cười lạnh một tiếng, Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, số tiền nghĩ ra cũng không cao hơn bao nhiêu. Đường Tuấn lắc đầu. Sắc mặt triệu trường thông hơi thay đổi, giọng điệu có chút không chắc nói, 35 tỷ. Đường Tuấn lắc đầu nói, 350 tỷ. Đầu tiên là triệu trường thông sửng sốt, sau đó đập bàn, nói, 350 tỷ. Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi? Đường Tuấn giễu cợt nói, không phải anh vừa mới nói tập đoàn thiên tinh có rất nhiều tiền sao? chỉ là 350 tỷ thôi mà, đối với các người mà nói thì có đáng là gì. Sắc mặt triệu trường thông lập tức tái nhợt, lửa giận trong mắt suýt chút nữa phun ra ngoài. Mặc dù tập đoàn thiên tinh có sự nghiệp vĩ đại, nhưng tất cả vốn lưu động cộng lại cũng chỉ gần 1.750 tỷ. Đường Tuấn mở miệng lại muốn 350 tỷ, tập đoàn thiên tinh nhất định phải đập nồi bán sắt mới có thể gom góp lại được. Ngụy Tiện trầm giọng nói, ngài đường, chúng tôi mang theo thành ý tới, không phải đến đây đùa giỡn với cậu. Đường Tuấn hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm Ngụy Tiện nói, "Mới nói chuyện đã muốn có được tất cả quyền đại lý của hai loại thuốc mới và 40% cổ phần, đây chính là thành ý của các người sao?" Nếu như giao hết tất cả quyền đại lý ra ngoài thì tập đoàn Thiên Thanh chẳng khác nào một cái xác rỗng, mặc cho người khác điều khiển." Ngụy Tiện chậm rãi nói, "Ngài Đường, chỉ là 40% cổ phần thôi mà." Hơn nữa chế dược thiên tinh chúng tôi là công ty y dược lớn nhất cả nước, công ty có chi nhánh ở 27 tỉnh, loại tài nguyên này không phải đại diện công ty bình thường có thể so sánh được. Nếu như ngài đường muốn giúp cho tập đoàn thiên thanh trở nên lớn mạnh hơn, vậy chỉ có thể chọn hợp tác với chúng tôi. Đường Tuấn nói, ông đang uy hiếp tôi sao? Ngụy Tiện lắc đầu nói, tôi chỉ đang trình bày một sự thật. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tôi không ngại nói cho ngài đường biết, Chuyện hợp tác lần này do trụ sở chính của tập đoàn Thiên Tinh chúng tôi trực tiếp quyết định. Nói thêm cho ngài Đường một chuyện, ông cụ nhà họ Hoàng Phủ của tập đoàn Yên Hòa sắp mừng thọ, cậu chủ Phạm của chúng tôi chuẩn bị mua hai loại thuốc mới này làm quà mừng cho cô chủ Hoàng Phủ. Nếu ngài Đường từ chối việc hợp tác với chúng tôi, vậy thì đồng nghĩa với việc nhà họ Phạm làm mất lòng nhà họ Hoàng Phủ. Dựa vào một tập đoàn Thiên Thanh nhỏ bé của cậu, thật sự có thể gánh nổi sao? Ngụy Tiễn càng nói càng sợ hãi ông ta cũng vừa mới nhận được cuộc điện thoại của trụ sở chính ở trên xe biết lý do thật sự của cái gọi là hợp tác lần này mặc dù nghe có vẻ vô lý nhưng ông ta lại càng không xem thường bởi vì cậu chủ phạm trong miệng ông ta chính là người thừa kế của nhà họ phạm chủ tịch đời tiếp theo của tập đoàn thiên tinh ngụy tiện nói ra lý do thật sự của việc hợp tác tình cảnh trở nên im lặng sắc mặt của ninh đình trung và dương lộc trở nên có chút khó coi mặc dù tập đoàn thiên thanh có tiềm lực to lớn thành lập chưa đến 2 tháng đã nhảy lên trở thành công ty hàng đầu của thành phố Vinh. Nhưng ở trước mặt hai thương nghiệp khổng lồ là tập đoàn Thiên Tinh và tập đoàn Yên Hòa, thì bọn họ chỉ nhỏ bé như sâu kiến, tùy tiện cũng có thể ép chết, huống hồ là nhà họ Phạm và nhà họ Hoàng Phủ liên kết với nhau. Ngụy Tiện thu hết biểu cảm của hai người vào mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, không phải vừa rồi đường Tuấn cậu còn rất kiêu ngạo hay sao? Vậy thì cậu có thể gánh nổi áp lực của nhà họ Phạm và nhà họ Hoàng Phủ không? chương 709 lập tức toàn bộ mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Ngài đường, bây giờ cậu vẫn không đồng ý sao? Ngụy tiện tính sẵn trong lòng, dáng vẻ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ninh Đình Trung và Dương Lộc nhìn về phía đường Tuấn, trong mắt có sự căng thẳng và lo lắng. Chuyện này, nhà họ Hoàng Phủ biết không? Đường Tuấn dường như không hề bị lay động, nhàn nhạt hỏi. Ngụy Tiện lắc đầu, nói chuyện này tôi cũng không rõ, có điều tới sinh nhật của ông cụ nhà họ Hoàng phủ ngày đó cậu chủ Phạm của chúng tôi sẽ đến tận nhà tự mình cầu hôn nhà họ Hoàng phủ, chuyện này xã hội thượng lưu ở Hà Nội đã truyền ra. Đến lúc đó nhà họ Phạm và nhà họ Hoàng phủ sẽ thành người một nhà. Cậu chủ Phạm tuổi trẻ tài cao, xét về gia thế, kỹ năng hay năng lực cũng coi như là đã đứng đầu ở Hà Nội. Cũng chỉ có cậu ấy mới có thể xứng với nữ tổng giám đốc nhà họ Hoàng phủ kia. Triệu Trường Thông cười nói, có vài người không biết tự lượng sức mình chỉ sợ là dù có phấn đấu tài sản cả đời thì cũng không đuổi kịp một phần nhìn tài sản của nhà họ phạm lúc nói chuyện ánh mắt anh ta khiêu khích nhìn về phía đường tuấn hàm ý trong đó không thể rõ ràng hơn được nữa nhà họ hoàng phủ và nhà họ phạm có khí thế thật sự rất lớn đường tuấn giận quá thành cười ngài đường cậu xem khi nào thì chúng ta có thể ký hợp đồng ngụy tiện cười hỏi ông ta thấy đường tuấn nên cúi đầu nói xong Triệu Trường Thông chuẩn bị lấy hợp đồng ra từ trong túi văn kiện, vừa nói, đã không thể làm gì từ sớm, không có bản lĩnh còn giả vờ ra vẻ kiêu ngạo, thật sự buồn cười. Anh ta lấy hợp đồng ra, đi đến bên cạnh Đường Tuấn, ném lên trên bàn một cây bút ký tên, khinh thường nói ký đi. Đừng làm lãng phí thời gian của chúng tôi. Chỉ dựa vào anh, cũng dám sỉ nhục tôi. Đường Tuấn liếc nhìn Triệu Trường Thông, thản nhiên nói. Bộp, bộp. Vừa mới dứt lời, Đường Tuấn cầm lấy bản hợp đồng kia, tát thẳng lên trên mặt của Triệu Trường Thông. Tuy rằng không phải lòng bàn tay của Đường Tuấn, nhưng sức mạnh của anh bây giờ lớn tới cỡ nào, tờ giấy mỏng đánh vào mặt Triệu Trường Thông, giống như tấm thép, đánh cho Triệu Trường Thông váng đầu hoa mắt. lảo đảo một cái, Triệu Trường Thông ngã trên mặt đất, răng rơi đầy trên đất, miệng đầy máu tươi. Lập tức toàn bộ mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Khốn kiếp, cậu dám đánh tôi. Triệu Trường Thông xứng sờ, ánh mắt căm hận nhìn về phía đường Tuấn, âm thanh mơ hồi tức giận nói. Đường Tuấn đứng dậy, nhẹ nhàng một cước đá vào bụng triệu trường thông, đá anh ta ra xa 7-8 mét. Sau đó triệu trường thông đau đến nổi ngất đi, một cước này của đường Tuấn đã thu lại phần lớn sức lực, nếu không thì đã đá cho triệu trường thông thành thịt muối. chương 710, khẩu khí rất lớn. Ánh mắt ngụy tiện lạnh lùng đe dọa nhìn đường Tuấn, lạnh giọng nói, ngài đường, ý của cậu là gì? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn trở thành đối thủ của nhà họ Phạm và nhà họ Hoàng phủ sao? Đường Tuấn đem hợp đồng trong tay tiện tay ném vào thùng rác, nói, "Không phải tôi muốn đối đầu với các người, mà là các người muốn gây khó dễ cho tôi." Ngài Đường, sắc mặt Ngụy Tiện u ám như nước. Đường Tuấn ngăn Cản Ngụy Tiện nói tiếp, nói quay về nói với cậu chủ Phạm của các người, muốn lấy lòng Hoàng phủ Ngọc thì cứ việc đi lấy lòng, nhưng muốn đạp lên trên mặt người nhà họ Đường thì đừng trách tôi không nể tình khẩu khí rất lớn, Ngụy Tiện còn chưa lên tiếng, đám người chế dược thiên tinh ở bên cạnh ông ta đã tức giận lên tiếng. Nhìn bản lĩnh của Ngài Đường, chắc là có võ công trong người, tu luyện ra sức mạnh bên trong. Thế nhưng mời Ngài Đường nhớ kỹ, pháp luật xã hội hiện tại, hơn nữa nhà họ Phạm là nhà quyền quý lớn ở Hà Nội, không hề thiếu võ giả có sức mạnh bên trong bảo vệ và phụng dưỡng. Những loại người như cậu, nhà họ Phạm ít nhất cũng có một hai chục người. Đường Tuấn nhìn người kia một chút, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ rằng trong nhóm người này lại còn có người biết đến giới võ đạo và sức mạnh bên trong của võ giả. Nhưng cũng chỉ là hiểu biết nhiều hơn chút mà thôi, Đường Tuấn cũng không phải là võ giả có sức mạnh bên trong bình thường, anh là cao thủ tông sư có thể chém giết cảnh giới thần hải siêu mạnh, ở giới võ đạo Việt Nam cũng được cho là có trình độ hàng đầu. Nhà họ Phạm có thể thu nhận các võ giả có sức mạnh bên trong làm vệ sĩ cao cấp, thậm chí là tông sư cung phụng, nhưng chắc chắn không có cách nào có thể mời đến được một võ giả cảnh giới thần hài. Võ giả có cảnh giới kia, xuôi ngược tùy tâm, một lòng nghiên cứu võ đạo, sao có thể chịu bị người ta đem ra sử dụng. Nhìn thấy đường Tuấn im lặng, ngụy Tiện cười nhạt một tiếng, nói, ngài đường, chỉ cần cậu ký vào bản hợp đồng này. Chuyện lúc nãy, tôi có thể giải quyết như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thế nào. Đáp lại ngụy Tiện là một chữ lạnh lẽo cút. Trước khi tôi còn chưa mất hết kiên nhẫn, cút cho tôi về phần nhà họ phạm chờ đến khi tôi tới hà nội thì sẽ tới tận cửa để gặp đường tuấn nói sắc mặt ngụy tiện tái nhợt cuối cùng hơi vung tay sai người đỡ triệu trường thông đang ngã trên mặt đất dậy sau đó nói với đường tuấn ngài đường chuyện hôm nay tôi sẽ báo cáo với nhà họ phạm hy vọng cậu tự mình giải quyết cho tốt nói xong ngụy tiện mang theo đám người chế dược thiên tinh quay người rời đi đường tuấn làm như vậy không sao chứ dù sao bọn họ cũng là nhà họ Phạm và nhà họ Hoàng Phủ. Chờ cho đến khi người của chế dược thiên tinh rời đi, Ninh Đình Trung mới do dự hỏi. Anh ta vốn cho rằng Đường Tuấn sẽ từ chối khéo léo, nào nghĩ rằng sẽ dùng cách thức hung dữ như vậy, gần như là phương pháp trở mặt. Đường Tuấn lắc đầu, nói, không sao. Dương Lộc tìm ra một bản văn kiện từ một đống tư liệu trên bàn, lên tiếng nói, cậu chủ Phạm trong miệng của bọn họ là Phạm Trung, là con trai độc nhất của Tổng Giám Đốc Phạm Châu Nam Tập đoàn Thiên Tinh. Người này 23 đã bắt đầu tiếp nhận chuyện làm ăn của gia tộc, mặc dù kém hơn so với Hoàng Phủ Ngọc, nhưng được giới thương nghiệp Hà Nội lựa chọn là cậu chủ trí. Cũng thấy được thủ đoạn và trí tuệ của anh ta người bình thường chắc chắn không thể so sánh được. Audio điện tử võ tấn bền chương 711, con thật sự đã giết Trương Tuyệt Minh sao? Đáng tiếc, nhà họ phạm các người chỉ là gia thế thương nghiệp, cho dù có cuộc cải quyền hành ngập trời, nhưng lại không biết sức mạnh của tôi. Đường Tuấn gõ gõ ngón tay, trong lòng bình tĩnh như mặt hồ. Đừng nói là nhà họ phạm, ngay cả gia thế võ đạo có truyền thừa mấy trăm năm ở Việt Nam, chỉ cần không phải là cao thủ cảnh giới thần hải chấn giữ, đường Tuấn cũng không thể tiện tay lật đổ. Dược y cốc lúc trước chính là bài học thất bại, xét về tài sản bên ngoài, dược y cốc so với nhà họ phạm chỉ mạnh chứ không yếu, xét về sức ảnh hưởng của võ đạo, nhà họ phạm lại càng thua kém hơn không biết bao nhiêu lần. Nhà họ phạm, thật sự không đáng để cho anh phải sợ hãi. Ngay hôm đó, tin tức tập đoàn Thiên Thanh từ chối việc thu mua của chế dược Thiên Tinh đã chuyển về trụ sở chính tập đoàn Thiên Tinh, mà chuyện triệu trường thông bị đường Tuấn đánh cho thương nặng càng khiến cho rất nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tức giận không thôi, tuyên bố muốn đánh cờ tuyên chiến cùng với tập đoàn Thiên Thanh, để bọn họ biến mất ở trong ngành y dược. Ai mà ngờ bị cậu chủ trí phạm trùng kia xuất hiện ở trụ sở chính của tập đoàn, nghe được chuyện này, chỉ cười nhạt một tiếng, về bình hai câu con nhà võ thô lỗ không có gì đáng lo đồng thời còn chủ động đè nén những âm thanh tức giận kia của trụ sở chính nói chờ sau khi sinh nhật của ông cụ nhà họ phạm qua đi hãy nói tiếp cách làm này của phạm trùng khiến cho tất cả mọi người trong tập đoàn đều khen ngợi hết lời nói phạm trùng bụng dạ rộng lượng còn nói nếu như đường tuấn biết điều thì nên chấp hai tay đem tập đoàn thiên thanh tặng cho phạm trùng đương nhiên những lời này đường tuấn không nghe thấy anh đang ngồi ở trong một sân vắng vẻ Ngồi đối diện với anh là Trình Tuấn Vũ, người thầy đã khai sáng võ đạo cho anh. Một đống lửa đang cháy từ từ, bên trên đống lửa đặt một ấm trà, hai người đang pha trà bàn luận. Thời gian đã tới tháng 12 âm lịch, thời tiết đã chuyển lạnh từ sớm. Ông già chỉ mặc một trang phục nhà họ Đường màu trắng bạc, gió rét lạnh lẽo thấu xương thổi vào người, ông già giống như là không nhận ra. Ông ta uống một ngụm trà nóng, thở ra một hơi nóng, nhìn người học trò làm chấn động cả giới võ đạo này của mình. Em mờ thanh khẽ run nói, con đã vượt qua thầy. Lúc ông mới quen Đường Tuấn, Đường Tuấn vừa mới bước vào cảnh giới chân khí không lâu, ngay cả cách tu luyện như thế nào cũng không biết, còn cần ông phải chỉ dạy. Nhưng sau mấy tháng, quyền của Đường Tuấn đã có thể giết chết thần hải, thực lực đã cao hơn ông không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu không phải vừa rồi hai người từng thử qua, Trình Tuấn Vũ cũng không dám tin. Là nhờ thầy đã chỉ bảo cách thức, Đường Tuấn cười nói. Trình Tuấn Vũ lắc đầu nói, thầy chỉ là người dẫn đường mà thôi. Ông khẽ nhíu mày nói, con thật sự đã giết Trương Tuyệt Minh sao? Trương Tuyệt Minh là cường giả cùng thế hệ với ông, năm đó hai người còn đã từng đánh nhau, Trình Tuấn Vũ thua nhiều thắng ít. Mấy năm nay ông chỉ dừng lại ở cảnh giới chân khí hậu kỳ, không có cách nào tiến thêm bước nữa. Khi nghe tin Trương Tuyệt Minh thăng cấp lên thần hải, nhưng sau đó lại bị một quyền của Đường Tuấn đánh chết, Trình Tuấn Vũ chỉ cảm thấy mọi chuyện khó hiểu và vô lý. Đường Tuấn gật đầu, tùy ý nói, dạ, chỉ là vì ông ta vừa mới đột phá lên thần hải không lâu, thực lực cũng không được coi là mạnh. Nhìn thấy dáng vẻ ung dung thoải mái của học trò mình, Trình Tuấn Vũ không khỏi có chút tức giận nói, cho dù như vậy, thì đó cũng là cao thủ cảnh giới thần hải. Con có biết là giới võ đạo ở Việt Nam bao nhiêu năm rồi không xuất hiện cao thủ thần hải không? chương 712, con biết được cái tên này từ nơi nào? Đường Tuấn gật đầu, anh suy tính một chút, chợt hỏi, thầy, người đã từng nghe qua Hàn Cung chưa? Hàn Cung, Trình Tuấn Vũ khẽ giật mình, suy nghĩ một lát, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nói, con biết được cái tên này từ nơi nào? Đường Tuấn nói sơ lược một lần chuyện của Thẩm Ngọc Nhu. Trình Tuấn Vũ sau khi nghe xong, thở ra một hơi nói, Việt Nam từ xưa đã có võ đạo truyền thừa. Mấy trăm năm trước sau khi võ đạo tàn lụi, gia thế võ đạo và các môn phái đã lui ra khỏi ánh mắt công chúng, mà Hàn Cung chính là một trong những môn phái võ đạo mạnh nhất ở mấy trăm năm trước, thống trị phương Bắc, có thể coi là môn phái lớn mạnh nhất ở phương Bắc. Nghe nói thời điểm hưng thịnh nhất năm đó, Hàn Cung có 5 vị cao thủ thần hải chấn giữ. Hơn nữa cách tu luyện của bọn họ vô cùng kỳ lạ, nhất định phải có sức khỏe đặc biệt mới có thể tu luyện, thầy vẫn luôn cho rằng họ đã sớm biến mất trong lịch sử, không nghĩ rằng thế mà vẫn còn có truyền thừa trên đời. Ông nhìn đường Tuấn, giọng điệu nghiêm trọng trước nay chưa từng có, nói mẹ của người bạn con chắc là nhân vật quan trọng ở hàn cung có lẽ sẽ không thể làm gì được bạn của con mặc dù thầy không biết dựa vào tông sư nào mà con có thể giết được thần hải nhưng thầy khuyên con trước khi bước vào cảnh giới thần hải đừng đi tới hàn cung truyền thừa của hàn cung vẫn còn đến bây giờ vẫn không cắt đứt có thể thấy được chút ít tình hình bên trong rất thâm hậu ở bên trong rất nhiều bí mật của võ đạo đều ghi lại hàn cung có khả năng tàn sát kinh khủng nói ra hai chữ này không khí dường như cũng một ngạt đi mấy phần. Đường Tuấn thở ra một hơi, nói con biết rồi. Trước khi bước chưa vào thần hải, con sẽ không đi tới Hàn Cung. Trình Tuấn Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói về chuyện nhà họ Phạm ở Hà Nội mà con nói. Hư chẳng qua chỉ là một gia tộc tầm thường mà thôi, có lẽ ở trong mắt bình thường cũng được như không tệ, nhưng ở trong gia thế có truyền thừa võ đạo mấy trăm năm, căn bản không được coi là cái gì dựa vào bản lĩnh hiện tại của con có thể dẫm đạp lên có điều nhà họ phạm không phải tất cả đều là kẻ ngu dốt nếu như biết chuyện của con ở dân tộc mèo chỉ sợ cũng không dám sinh ra ý nghĩ đối đầu với con trong tay bọn họ có cuộc cải quyền thế tầm thường nhưng con lại có thể nắm trong tay sống chết của bọn họ cảnh giới thần hải uy nghiêm không thể bị khiêu khích chỉ cần con không làm quá mức những người bên trên cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở lời nói này trình tuấn vũ nói với giọng điệu gay gắt trong sân dường như đều vang lên âm thanh hào hùng. Đường Tuấn không nghĩ rằng, người thầy luôn xử sự ôn hòa của mình lại có thể có một mặt dữ dằn như vậy, gật đầu cười. Sau đó Trình Tuấn Vũ không nói những chuyện khác nữa, ngoại trừ môn phái võ đạo và gia thế đỉnh cao như Hàn Cung, căn bản cũng không có gì xứng đáng để ông già đã trải qua nhiều tang thương này phải mở miệng. Nếu không phải lần này nhà họ phạm chọc tới đường Tuấn, ông già ngay cả nhắc đến cũng không muốn nhắc. Ba ngày sau, trong sân bay Hà Nội, Hai người một nam một nữ bước ra từ trong lối đi của khách VIP. Cô gái 27-28 tuổi, đi một đôi giày van màu trắng, quần jean bó sát người bày ra cặp chân thon dài thẳng tắp của cô vô cùng tinh tế. Trên người mặc một chiếc áo len màu hồng, làm vẻ đáng yêu tăng thêm mấy phần. Vẻ ngoài xinh đẹp tươi tắn càng thu hút vô số ánh mắt của đàn ông. Mà người đàn ông ở bên cạnh thì kém hơn rất nhiều, vẻ ngoài bình thường, thuộc loại nếu ném vào biển người kia cũng không thể phân biệt được chương 713, anh ấy là Đường Tuấn. Một nam một nữ tất nhiên là Đường Tuấn và Vân Thiên. Bởi vì lo lắng rằng Đường Tuấn sẽ bị kích động, mà ra tay quá nặng với nhà họ Phạm, Trình Tuấn Vũ mới cố tình để cháu gái Vân Thiên của mình đi theo Đường Tuấn. Gia tộc lớn nhà họ Trình ở phía Nam là một gia thế võ đạo, Trình Vân Thiên đã đi theo ông nội Trình Tuấn Vũ học tập võ đạo từ nhỏ, năm nay mặc dù mới 27 tuổi, nhưng tu vi của bản thân đã đến nội kinh đỉnh phong, chỉ cách cảnh giới chân khí một bước là thiên tri kiều nữ nhà họ trình trình vân thiên nhìn thấy vẻ mặt không thể làm gì của đường tuấn hé miệng cười khẽ vốn dĩ thời điểm trình tuấn vũ muốn để cô đi theo đường tuấn một chuyến tới hà nội nhà họ trình cũng không phải là không lên tiếng phản đối nhưng khi biết được đường tuấn chính là tông sư đã giết thần hải ở dân tộc mèo người nhà họ trình lập tức gật đầu đồng ý cái tên này xét về tuổi tác còn nhỏ hơn so với mình thế mà võ đạo lại có thể mạnh đến như vậy ngay cả ông nội của mình cũng không bằng, rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Trình Vân Thiên trong lòng không kìm nén nổi sự hiếu kỳ. Đương Tuấn và Trình Vân Thiên vừa bước ra khỏi sân bay, lập tức có một nam thanh niên tướng Mạo Anh Tuấn đến đón bọn họ, cùng kính hét lên với Trình Vân Thiên, chị Trình. Nam thanh niên tướng Mạo đẹp trai, chỉ là sắc mặt có hơi nhợt nhạt, khi đi hai chân loạn choạng vừa nhìn đã biết kết quả của việc ngày thường anh ta mê gái hú rượu chè. Anh ta mặc một bộ vest Armani sang trọng, trên tay đeo chiếc đồng hồ có thể kết hợp linh hoạt, thoạt nhìn là một anh chàng đắt giá. Trình Vân Thiên khẽ gật đầu, giới thiệu với Đường Tuấn, cậu ấy là Trình Dương. Nhà họ Trình chúng tôi ở Hà Nội cũng có chút sản nghiệp, là do cha cậu ấy phụ trách. Nhà họ Trình là một đại gia đình võ đạo ở phương Nam, được kế thừa qua hàng trăm năm. Mặc dù việc kinh doanh bề ngoài không đáng sợ như dược y cốc, nhưng bên trong lại vô cùng thâm sâu, sản nghiệp liên quan đến đủ loại phương diện dòng chính nhà họ Trình là dòng dõi của ông cụ Trình Tuấn Vũ, nhà họ Trình dùng võ lập ra, nhà chính tất nhiên buộc phải tu luyện võ đạo. Còn các chi khác được phân đến công ty ở các tỉnh thành để vận hành kinh doanh phục vụ cho nhà chính. Được sắp xếp đến Hà Nội, có thể thấy rằng dòng họ của Trình Dương này ở nhà họ Trình cũng khá có trọng lượng. Chị Trình, vị này là Trình Dương nghi hoặc nhìn đường Tuấn. Anh ta biết chị họ của mình là nhân vật kiêu hãnh như thế nào, ngay cả những chàng trai thiếu gia cấp tỉnh cô ta cũng chưa từng để vào mắt, thậm chí trong gia tộc còn có dự định để cô ta trở thành người kế vị tiếp theo của nhà họ Trình, có thể nói là một nhân vật thần nữ trên trời. Nhưng hôm nay Trình Vân Thiên vậy mà lại đi cùng cười nói với một vị nam thanh niên trước mặt anh ta, điều này khiến anh ta không khỏi kinh ngạc. Đường Vân Thiên cười như không cười nói, anh ấy là Đường Tuấn, là một học trò ông chị đã thu nhận cách đây không lâu. Lần này chị đến Hà Nội, chủ yếu là đi cùng anh ấy đến làm việc. Lúc này Trình Dương mới gật đầu, chỉ là nhìn thấy mặt mũi đường Tuấn bình thường, quần áo lại càng không có gì đặc sắc, đáy mắt không khỏi lóe lên một tia khinh thường. chương 714, đi xem thử cũng được. Nhưng anh cũng không có bất kỳ ý nghĩ tự tin nào, dù sao với thực lực bây giờ của anh. Một mình cũng có thể chống đỡ không hề thua kém gia tộc võ thuật nhà họ Trình. Trình Dương không nhìn đường Tuấn thêm lần nào nữa, toàn bộ tinh thần đều đặt trên người Trình Vân Thiên. Ra khỏi sân bay, ba người cùng ngồi trên chiếc Rolls Royce mà Trình Dương lái đến, đi vào trung tâm thành phố Hà Nội. Chị Trình, chị đến thật đúng lúc, mấy ngày nữa chính là đại thọ của ông cụ nhà Hoàng Phủ. Mấy ngày nay có rất nhiều cô chủ lớn nhỏ, từ khắp cả nước theo người lớn trong nhà tụ tập về đây, muốn gặp mặt ông cụ kia của nhà Hoàng Phủ. Trình Dương vừa lái xe vừa đĩnh đạc nói. Tối nay vừa đúng lúc có một buổi tiệc, là do nhà họ Phạm tổ chức. Đến lúc đó, hầu hết các cậu chủ cô chủ đều sẽ đến, nhà họ Trình chúng ta cũng được mời. Không biết chị Trình có hứng thú tham gia không? Trình Dương nhìn Trình Vân Thiên ở ghế sau bằng gương chiếu hậu, có chút mong đợi hỏi. Kiểu Mỹ nhân giống như Trình Vân Thiên này, nếu đặt ở Hà Nội sẽ có thể xếp lên hàng đầu. Nếu dẫn theo cô ta cùng đi dự tiệc, chắc chắn sẽ vô cùng nở mày nở mặt. Chỉ là vị trị họ này của anh ta dường như không thích loại tiệc tùng như thế này, ngược lại một lòng đam mê võ đạo, khiến anh ta không thể hiểu nổi theo quan điểm của trình dương cho dù võ công của cô có lợi hại hơn nữa thì thế nào chẳng phải cũng chỉ là một người bình thường có thể đỡ nổi đạn sao thay vì lãng phí thời gian vào võ đạo chỉ bằng hãy đầu tư thời gian có hạn đó vào đủ loại các thú vui khác nhau như thế mới không sống uổng phí một đời trình vân thiên nghe trình dương nhắc đến nhà họ phạm khẽ hừng một tiếng nhìn sang đường tuấn hỏi anh thấy thế nào đường tuấn gõ gõ ngón tay Vẻ mặt gió thoảng mây bay nói, đi xem thử cũng được. Trình Dương nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tuấn, không khỏi nhếch miệng. Cả người tên này mặc quần áo rẻ tiền ven đường, nhưng mà lại vờ như là một cậu chủ lớn trong gia tộc vậy. Nhà họ Phạm ở Hà Nội chính là danh gia vọng tộc chân chính, vô số người chen nhau muốn tham gia buổi tiệc này, kết giao được một hai người bạn tầng lớp thượng lưu, để bản thân có cái nhìn sâu sắc về xã hội. Mà rơi vào miệng Đường Tuấn lại giống như nhà họ trình đang cầu xin anh tham gia vậy nghĩ đến những điều này nụ cười trên mặt anh ta hơi cứng lại lộ ra vẻ làm khó nói chị trình chị là người xuất sắc của nhà họ trình chúng ta tham gia loại tiệc tùng như thế này tất nhiên sẽ không ai nói gì nhưng thân phận của người anh em này mặc dù lúc nãy trình vân thiên có nói đường tuấn là học trò của trình tuấn vũ nhưng mà trình dương hoàn toàn không để trong lòng chỉ là một tên học trò tầm thường mà thôi dù sao cũng là người ngoài không khác mấy với bọn người hầu, sao có thể so được với người có huyết thống nhà họ trình như anh ta, hơn nữa địa vị của cha anh ta trong nhà họ trình cũng khá cao, cũng xem như có tiếng nói trong gia tộc, vì vậy mặc dù anh ta kính trọng trình vân thiên, nhưng cũng không sợ cô ta. Dù trình dương không nói rõ điều này, nhưng hiển nhiên anh ta không muốn đường tuấn tham gia buổi tiệc tối nay. Tâm tư đường vân thiên nhanh nhẹn, sao có thể không hiểu được suy nghĩ của anh ta. Đôi mắt hơi nheo lại, diễu cợt nói, Trình Dương, Xem ra cậu ở Hà Nội lâu quá rồi nên đã quên mất nhà họ Trình chúng ta do ai làm chủ. Cậu nói xem nếu tôi giết cậu rồi, liệu cha cậu có nói gì không? Chương 715 mẹ nó thật là xui xẻo. Cũng chính từ lúc đó, Trình Dương mới hiểu được nhà họ Trình mà anh ta đang ở không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chỉ đáng tiếc cả cha anh ta và anh ta đều không có tư cách tiếp xúc với những cơ mật cốt lõi thật sự của nhà họ Trình. Chỉ là anh ta biết rõ địa vị của Trình Vân Thiên trong gia tộc còn cao hơn cha anh ta rất nhiều. Thậm chí chỉ cần một câu nói là có thể xóa bỏ vị trí của cha anh ta trong gia tộc nhà họ Trình. Chị Trình, giọng Trình Dương hơi run rẩy. Trình Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, nói đây là lần cuối cùng. Đường Tuấn không chỉ là học trò của ông nội, mà còn là vị khách cao quý nhất của nhà họ Trình. Nếu cậu còn có bất kỳ suy nghĩ không tôn kính nào, đừng trách tôi thủ hạ vô tình. Trình Dương nhanh chóng gật đầu nói, "Em biết rồi." Anh ta lặng lẽ liếc nhìn Đường Tuấn đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau, thầm nói, "Cái gì mà học trò với khách quý, tôi thấy anh chính là tên trai bao mà Trình Vân Thiên bao dưỡng." Có điều không ngờ đến ánh mắt của Trình Vân Thiên cô lại kém như vậy, vậy mà lại coi trọng món hàng này. Nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm oán hận và ghen ghét Đường Tuấn. Tên nhãi này có tài cán gì mà lại hái được đóa hoa tươi vô số người thèm muốn của nhà họ Trình chứ? Nhà họ Phạm không hổ danh là gia tộc được xếp hàng đầu, tuy chỉ là nơi tụ họp của những cậu chủ thuộc gia tộc danh môn, nhưng nhà họ Phạm lại dứt khoát bao cả một khách sạn năm sao. Khách sạn này thường được dùng để tiếp đãi các vị khách quý nước ngoài. Những cậu ấm cô chiêu gia tộc danh môn bình thường muốn sử dụng thì đều phải đặt trước. Nhà họ Phạm lại thẳng tay bao toàn bộ, có thể thấy được bọn họ rất giàu có hào sảng. Trình Vân Thiên đã thay một chiếc váy dài đen ôm ngực. Chiếc váy xẻ đùi để lộ ra thịt trắng ngần quyến rũ. Còn Đường Tuấn vẫn mặc bộ quần áo thể thao thoải mái kia, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ lười biếng. Trình Dương thấy vậy, ánh mắt anh ta càng thêm khinh thường, thầm nói một tiếng, đồ quê mùa. Có vẻ Trình Dương hòa nhập rất tốt với đám các cậu chủ ở Hà Nội, không cần đưa ra thiệp mời cũng có thể thuận lợi dẫn Đường Tuấn và Trình Vân Thiên vào cửa khách sạn. Nếu không phải Trình Dương dẫn đường, e rằng với bộ trang phục này của Đường Tuấn thật sự không vào nổi cửa khách sạn tối nay Phạm Trùng sẽ xuất hiện chứ? Tiến vào đại sảnh, Đường Tuấn nhìn những nam nữ thanh niên đang ăn uống linh đình, hỏi. Trình Dương cười nhẹ một tiếng, nói Phạm Trùng được biết là một người trẻ tuổi có trí tuệ, tầm nhìn, thủ đoạn, năng lực của anh ta từ lâu đã vượt qua những người cùng trang lứa. Những người có thể nói chuyện cùng anh ta ít nhất cũng phải là giám đốc tập đoàn lớn hoặc là thế hệ trước của gia tộc danh môn. Kiểu tụ họp nhỏ như chúng ta sao anh ta lại đến được, mấy chữ trẻ tuổi trí tuệ cũng không phải là nói không. Ồ, Nương Tuấn không khỏi có hơi thất vọng. Vậy người nhà họ Phạm chủ trì tối nay là ai? Trình Vân Thiên hỏi. Chắc là Phạm Vương, Trình Dương khẽ cau mày, nói, người này là anh họ của Phạm Trung, cũng là một nhân vật nổi tiếng trong thế hệ trẻ tuổi ở Hà Nội, chỉ đáng tiếc nhà họ Phạm đã có Phạm Trung, Phạm Vương dù có nổi bật đến đâu cũng chỉ có thể trở thành vật làm nên. Sau khi nói hai câu với Trình Vân Thiên, Trình Dương liền rời đi tìm đám bạn bè chó má của anh ta uống rượu trò chuyện. Chết tiệt, mẹ nó thật là xui xẻo. Trình Dương ngồi cùng vài người bạn, vội mắng một câu. Bên cạnh anh ta, có năm sáu thanh niên nam nữ khí chất không ai sánh nổi ngồi cùng, ăn mặc không tầm thường. Hầu hết những người này đều là các cậu ấm quần là áo lượt hàng hai ở Hà Nội, bình thường cùng làm loạn với Trình Dương, đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Audio điện tử võ tấn bền chương 716 lẽ nào cậu chủ ngô đây có cách gì hay sao? ô chuyện gì mà có thể khiến cậu chủ trình của chúng ta nổi giận lớn như vậy một người thanh niên trẻ tuổi với vẻ mặt nham hiểm ha ha cười nói người này họ ngô cha anh ta là chủ tịch của một công ty thương mại trình dương nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly và nói hư còn chẳng phải là vì vị chị họ trình vân thiên kia của tôi sao lúc trước cậu chủ trình khen chị họ kia của mình như bảo vật hiếm có bây giờ đã đến rồi hẳn phải là chuyện tốt sao lại thành không vui rồi có người hỏi. Ánh mắt Trình Dương u ám, kể lại một lần những chuyện đã xảy ra trước đó. Sau khi nói xong lại tức giận uống một ngụm rượu lớn, sắc mặt hơi đỏ lên, nói: "Mẹ nó, con tiện nhân kia vậy mà lại giúp cho người ngoài. Đừng để ông đây tìm được cơ hội, nhất định sẽ cho tên trai bao họ Đường kia ăn đủ." "Hê hê, nếu bọn họ đã dám đến tham gia tiệc rượu, cậu chủ Trình còn sợ không có cơ hội sao?" Cậu chủ Ngô cười nhạt nói: "Ồ, Lẽ nào cậu chủ Ngô đây có cách gì hay sao? Nếu cậu có thể giúp tôi chừng trị tên nhãi thối kia một trận, tôi có thể tặng cậu một chiếc xe thể thao. Trình Dương nói. Cậu chủ Ngô nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Chúng ta có thể mượn dao giết người. Chẳng phải Phạm Vương đặc biệt có hứng thú với các người đẹp cực phẩm sao? Hay đợi lát nữa chúng ta làm anh ta chú ý tới chị cậu. Đến lúc đó tên họ Đường kia nhất định sẽ không biết tự lượng sức mình mà nhảy ra. Tên Phạm Vương kia cũng không phải người bình thường nghe nói đã tu luyện được nội lực võ công gì đó mười mấy người bình thường cũng không phải là đối thủ của anh ta tên họ đường kia gặp phải anh ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp ít nhất cũng phải gãy tay gãy chân này việc này có được không trình dương hơi do dự dù sao trình vân thiên cũng từng có tiền lệ phế đi nòi giống của người ta anh ta thực sự sợ sẽ chọc giận người chị họ này hừ có gì mà không được chứ cậu chủ ngô hừ lạnh một tiếng nói chỉ cần cậu nói một câu Tôi sẽ lập tức giúp cậu thu xếp ổn thỏa. Đến lúc đó cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không truy cứu lên chúng ta." Lúc này Trình Dương mới gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia sảng khoái. Đường Tuấn và Trình Vân Thiên cũng không có người quen ở Hà Nội, vì vậy hai người đứng trong một góc cạnh cửa sổ, vừa uống rượu vừa tán gẫu. Chỉ có điều một trong hai người là mỹ nhân tuyệt thế, còn người kia mặc quần áo bình thường, trông giống như sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp sự kết hợp kỳ lạ này nhiễm nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bên cạnh có rất nhiều các cậu chủ tự cảm thấy hài lòng với chính mình và các tinh anh giới kinh doanh đang dục dịch ngọ nguậy, muốn tìm cơ hội để tiến lên bắt chuyện với Trình Vân Thiên. Đúng vào lúc này, ở cửa đại sảnh bỗng truyền đến một trận náo động. Cậu chủ cả và cô chủ nhà họ mộc đến rồi, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Một lúc sau, trước ánh mắt mong đợi của mọi người trong sảnh, một nam một nữ cùng nhau bước vào người nam thì anh Tuấn tiêu sái, người nữ nhan sắc thoát tục, xét về khuôn mặt đều là hạng nhất. Mà phong thái trên người họ lại càng ấn tượng hơn, từng cái giơ tay nhấc chân đều mang theo thái độ khinh thường hết thảy mọi thứ, vừa nhìn đã biết là xuất thân từ gia đình danh gia hào môn thật sự. Là bọn họ, đường Tuấn nhìn thấy hai người, trong chốc lát đã nhận ra. Một nam một nữ này lại chính là hai anh em nhà họ Mộc mà ngày đó khi Đường Tuấn và Mộ Dung Lan đi tế bái Hoa Đình Phong đã gặp phải, Mộc Nhược Phùng và Mộc Tĩnh Yên khi đó anh còn chữa trị cơn đau tim đột ngột cho ông cụ Mộc Sơn, chỉ là sau này không còn gặp lại nữa. Anh biết bọn họ à? Trình Vân Thiên hỏi. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Cậu chủ nhà họ Mộc, cô chủ nhà họ Mộc, chương 717, quả là rất trùng hợp. Trong giọng nói kính trọng của mọi người ở khán phòng, hai người Mộc Nhược Phùng và Mộc Tĩnh Yên tiến vào đại sảnh. Mộc Nhược Phùng dường như cảm giác được, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Đường Tuấn đang đứng cùng Trình Vân Thiên. Tổ hợp này, anh ta không muốn chú ý đến cũng khó. Vẻ mặt anh ta khẽ thay đổi, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi về phía hai người. Mục tĩnh yên sừng sốt, nhìn theo tầm mắt của anh trai mình, cũng nhìn thấy đường tuấn. Đôi môi mỏng gợi cảm với màu son rực rỡ của cô ta chu lên, cho thấy nội tâm không vui, nhưng cuối cùng vẫn cao mày đi theo sau mộc nhược phùng. Bác sĩ đường, không ngờ lại có thể gặp được anh ở đây, trùng hợp thật. Mộc nhược phùng nhẹ nhàng nói. Đường Tuấn gật đầu, điềm tĩnh nói, quả là rất trùng hợp. Một tĩnh yên bên cạnh lại diếu cợt nói, tôi thấy không phải là trùng hợp đâu. Sợ là anh đã sớm nghe ngóng được tôi và anh trai sẽ đến dự bữa tiệc tối nay, nên mới đặc biệt đến đây đợi chúng tôi. Có phải vẫn còn nhớ đến chuyện xem bệnh cho ông tôi lần trước, muốn tìm chúng tôi để lấy tiền viện phí? Tĩnh yên, im miệng, Mộc nhược phùng nghe vậy, sắc mặt thay đổi, quát mắng. Lần trước đám người nhà họ Mộc trở về Hà Nội, sau khi xác nhận sức khỏe ông cụ Mộc không có vấn đề gì, mấy người mới đánh tan nghi ngờ về y thuật của Đường Tuấn. Vốn Mộc Nhược Phùng cũng không coi trọng việc này, nhiều lắm cũng chỉ xem Đường Tuấn như một vĩ bác sĩ giỏi. Nhưng chú Long vệ sĩ của ông cụ lại nói Đường Tuấn là cao thủ tông sư gì đó, bảo bọn họ đừng chọc giận Đường Tuấn. Là người thừa kế của nhà họ Mộc danh gia hào môn hàng đầu, Mộc Nhược Phùng tất nhiên cũng biết đến sự tồn tại của giới võ đạo, cũng từng nghe nói về việc phân chia các võ giả. Ông nội của anh ta cũng vì có cao thủ tông sư như chú Long bảo vệ mới có thể sống sót sau vô số lần bị ám sát suốt bao nhiêu năm. Lúc đó Mộc Nhược Phùng mới biết được sự đáng sợ của Đường Tuấn, cũng may khi đó anh ta không làm ra hành động gì quá đáng với Đường Tuấn, nếu không thì đã kéo đến một vị tông sư làm kẻ địch lớn cho nhà họ Mộc. Còn về Tĩnh Yên, vì là con gái nên sớm muộn gì cũng phải gả cho người ta, vì vậy nhà họ Mộc không định nói cho cô ta biết những chuyện này. Thật không ngờ Hôm nay Mộc Tĩnh Yên lại dám nói chuyện với Đường Tuấn như vậy, suýt chút nữa khiến tim Mộc Nhược Phùng nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Phải biết rằng cả nhà họ Mộc từ trên xuống dưới chỉ có một vị cao thủ tông sư là chú Long luôn theo sát bảo vệ ông nội anh ta, cùng lắm là cộng thêm mười mấy vị cao thủ nội công. Nhưng nếu có một vị cao thủ tông sư thật sự muốn chiến đấu đến chết với bọn họ, e rằng các thành viên cấp cao trong nhà họ Mộc ngày nào cũng phải sống trong bất an lo sợ. Suy cho cùng nhà họ Mộc có gần trăm người liệu chú Long có thể bảo vệ được mấy người. Chương 718, tôi họ Trình. Khóe miệng Trình Vân Thiên nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn Mộc Tĩnh Yên như đang nhìn một kẻ ngốc. Nhà họ Mộc chỉ là một gia tộc thế tục, nếu không phải có vị cao thủ tông sư kia nhớ đến tình cũ mà bảo vệ bên cạnh ông cụ Mộc thì nhà họ Mộc ngay cả tư cách để Trình Vân Thiên đặt vào mắt cũng không có. Có thể nói, kiểu gia tộc giống như nhà họ Mộc, nhiều nhất chỉ có thể khiến cao thủ tông sư liếc nhìn một cái nhưng hoàn toàn không đủ để khiến người ta coi trọng. Nhưng Mục Tĩnh Yên lại vì đó mà kiêu ngạo, nói sằng nói bậy với Đường Tuấn, vài ba câu đã chụp cho Đường Tuấn cái mũ lớn ngưu hại nhà họ Mộc. Theo cách nhìn của Trình Vân Thiên, hành động của Mộc Tĩnh Yên quả thực khiến người ta bật cười. Phải biết rằng nếu Đường Tuấn thật sự nổi giận, một trường giết chết anh em nhà họ Mộc, e là các thành viên cấp cao cũng sẽ không làm gì Đường Tuấn ai lại vì một gia tộc thế tục mà đắc tội với người có thể giết cả cao thủ cảnh giới thần hải. Đáng tiếc, Mộc Tĩnh Nhiên hoàn toàn không biết bản thân cô ta có giá trị nặng nhẹ thế nào. Cô ta đã quen kiêu căng từ nhỏ, hầu hết những người từng gặp trước mặt cô ta đều phải khom lưng cúi đầu, phải có sự kính sợ xuất phát từ trong lòng. Bây giờ lại bị Trình Vân Thiên chế giễu như vậy, trong lòng lập tức nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Trình Vân Thiên, nói cô nói cái gì? Có biết tôi là ai không? ánh mắt Trình Vân Thiên lóe lên, khóe miệng lộ ra ý cười, nói cô cũng chẳng phải đồ điếc, chẳng lẽ còn cần tôi phải lặp lại lần nữa sao? Còn về tôi là ai, cô còn chưa đủ tư cách để biết. Những người xung quanh nghe thấy câu này, lập tức nhìn sang đường Tuấn và Trình Vân Thiên với ánh mắt kỳ lạ. Hai người này bị điên rồi à? Nhà họ Mộc ở Hà Nội được xếp vào top 5 gia tộc siêu cấp đấy, Mộc Tĩnh Yên còn là con gái độc nhất của nhà họ Mộc, là em gái ruột của Mộc Nhược Phùng. Vậy mà cô ta lại dám nói Mục Tĩnh Yên không đủ tư cách để biết tên cô ta. Chắc chắn là điên rồi, cô gái này cũng trắng trẻo xinh đẹp, thật không ngờ lại nói ra những lời thế này, đúng là không cần mạng nữa mà. Một đám tinh anh giới kinh doanh và các con cháu của gia tộc danh môn vốn còn muốn bắt chuyện với Trình Vân Thiên đã lập tức lặng lẽ lùi lại mấy bước, sợ sẽ khiến nhà họ Mộc chú ý đến. Mục Tĩnh Yên gần như tức giận đến bùng nổ nói, "Tốt lắm." Cô ta nhìn Đường Tuấn nói xem bộ dạng của anh lần này là có chuẩn bị mà đến nhà họ mộc của tôi chẳng lẽ lại sợ anh cô ta kéo mộc nhược phùng qua rồi nói đây là anh trai tôi mộc nhược phùng là người kế nhiệm tiếp theo của nhà họ mộc chúng tôi hiện tại đã là phó giám đốc của tập đoàn dương mộc trong tay đang nắm giữ hai công ty niêm yết cái tư cách này đã đủ chưa trình vân thiên liếc nhìn mộc tĩnh yên một cái nói miễn cưỡng cũng có thể xứng tầm vốn mộc nhược phùng cũng cảm thấy em gái mình vô lý gây sự trước nhưng nghe thấy đối phương lại liên tiếp xem thường nhà họ Mộc, trong lòng cũng không khỏi nổ cơn tức giận. Nhưng dù sao anh ta cũng đã được bồi dưỡng để làm người thừa kế, dù là tính tình hay cách đối nhân xử thế cũng đều hơn Mộc Tĩnh Yên rất nhiều. Trên mặt anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cười như không cười nói, vậy thì không biết cô chủ đây là gia tộc nào. Tôi họ Trình, Trình Vân Thiên cười nhẹ nói. chương 719, Phạm Vương. Đó là một gia tộc võ thuật giỏi nhất nhì ở phía Nam, nghe nói trong tộc có hơn 3 vị cao thủ tông sư, ông cụ trình kia là một siêu cao thủ cách cảnh giới thần hải chỉ có một bước chân. Chú Long mà nhà họ Mộc Anh phải dựa vào, trước mặt Trình Tuấn Vũ cũng phải cung kính gọi một tiếng Trình Lão tiền bối. Gia tộc võ thuật bình thường, chỉ cần không có tông sư thì nhà họ Mộc sẽ không e ngại. Nhưng đối diện với gia tộc võ thuật hiền hách như nhà họ Trình, đừng nói là một nhà họ Mộc mà ngay cả 10 nhà họ Mộc cũng sợ là chẳng thể giết nổi người ta. Dù có nhiều tiền tài hơn nữa, cũng cần phải có mạng để tiêu. Nếu không phải gần trăm năm nay, giới võ đạo xuống dốc rối tinh rối mù. Những gia tộc võ thuật giống như nhà họ trình sớm đã được mang danh là cả Việt Nam. Đặt vào thời cổ đại, thì đều là hào cường chấn giữ một phương. Anh, anh làm sao thế? Một tĩnh yên nhìn thấy anh trai kiêu hãnh của mình mất phong độ như vậy, không cho là đúng nói. Nhà họ trình ở phía nam tôi đã từng nghe qua, chẳng phải chỉ là một gia tộc thượng lưu thôi sao, nào có thể bị được nhà họ Mộc chúng tôi? Em gái, im miệng, Mộc Nhược Phùng gần như hét lên. Mộc tĩnh yên ngây ra. Mộc Nhược Phùng hơi cúi xuống, không người nói, Nhược Phùng không biết là cô chủ trình đến, vừa nãy có gì mạo phạm, mong cô chủ trình bỏ qua cho. Đám đông xung quanh vốn còn muốn xem kịch hay nhìn thấy cảnh này phải trợn mắt há hốc mồm, gần như không dám tin. Trình Vân Thiên nghiêng đầu cười nói, nói thật, nơi Hà Nội này tôi không thích đến nếu không phải ông nội sợ tên này gây chuyện bảo tôi đi theo anh ta thì dù có van cầu tôi cũng sẽ không đi à phải rồi đường tuấn là học trò của ông nội tôi vâng vâng mộc nhược phùng cũng không dám ngẩng đầu lên vội vàng nói vâng đúng rồi bản thân đường tuấn cũng là tông sư cũng chỉ có cao thủ tông sư hàng đầu như trình tuấn vũ mới có thể bồi dưỡng ra được không ngờ tên này vậy mà còn có thân phận như vậy chỉ mong anh ta đừng so đo những lời em gái nói lúc trước nhưng chỉ là một tên học trò mà thôi chắc không đến nổi khiến nhà họ trình đánh nhau đến chết với nhà họ mộc đâu suy nghĩ trong lòng mộc nhược phùng không ngừng chấp động anh sao anh lại như vậy chứ em cũng chẳng làm sai hơn nữa chỉ là nhà họ trình tầm thường thôi mà nhà họ mộc chúng ta có gì phải sợ mộc tĩnh yên chưa từng thấy anh trai mình thấp giọng nhún nhường như vậy không khỏi tức giận nói sắc mặt mộc nhược phùng lập tức thay đổi vừa muốn nói em gái mấy câu không ngờ lại có một giọng nói đùa cợt trong đám người vang lên trước, người ta đều nói cậu chủ cả nhà họ Mộc ngông nghênh cứng cỏi, trí tuệ tài năng, là niềm kiêu hãnh của nhà họ Mộc. Không ngờ biểu hiện hôm nay còn không bằng em gái của mình. Ha ha, xem ra nhà họ Mộc mấy người đang suy sụp thật rồi. Trong khi nói, một người ung dung bước ra từ trong đám người. Dáng người anh ta to lớn, cao gần 2 mét, vóc dáng cường tráng, nặng khoảng 180-190 cân, dáng đi mạnh mẽ uy vũ, tràn đầy khí thế. Mặt đất phát ra âm vang thùng thùng trầm thấp, anh ta giống như một chiếc xe tăng hình người, tạo cho người ta áp lực cực lớn. Khuôn mặt thô kệch, luôn có trạng thái nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt. Chương 720, lẽ nào cậu ta rất lợi hại sao? Cậu xem dáng người kia của Phạm Vương, rất giống với gấu đen vùng Đông Bắc, tôi thấy một trưởng của anh ta cũng có thể đánh chết tên họ Đường kia. Chỉ là không biết tên họ Đường kia có làm rùa đen rút đầu không đây cậu chủ ngô tặc lưỡi ngợi khen nói chỉ có trình dương nhìn đường tuấn khi đối diện với phạm vương vẫn mặt không đổi sắc trong lòng lại có chút không xác định được dù sao đường tuấn cũng là học trò của ông cụ trình thật sự sẽ không chịu nổi một đòn sao đường tuấn không khỏi liếc nhìn phạm vương người này vậy mà lại luyện tập võ đạo đã đạt tới giai đoạn nội công trung kỳ nhưng một phạm vương tầm thương không đáng để anh xem trọng đừng nói là nội công trung kỳ ngay cả võ giả nội kình điên phong đứng trước mặt đường tuấn cũng sẽ bị anh một trưởng đánh chết. Từ sau khi tự luyện thành hậu thiên đạo thể, người có thể làm đối thủ của anh chỉ ít cũng phải có thực lực cảnh giới chân khí hậu kỳ. Ha ha, Phạm Vương cười lạnh một tiếng, nói với mục Tĩnh Yên, em gái nhà họ Mộc, nếu anh trai em đã không chịu giúp em xả giận, vậy anh giúp em xả giận. Nhà họ Phạm bọn anh và nhà họ Mộc chẳng lẽ lại có thể để cho người ngoài khinh rể ngay trên đất Hà Nội. Nói đi, là ai ức hiếp em? Mộc tĩnh yên cũng bị dọa trước vóc dáng khổng lồ của Phạm Vương. Nhưng khi nghe thấy Phạm Vương muốn xả giận cho cô ta, cô ta lập tức tỉnh táo lại, chỉ vào đường Tuấn nói anh Phạm, chính là kẻ này. Ô, Phạm Vương híp mắt lại liếc nhìn đường Tuấn. Dáng người đường Tuấn hơi gầy, làn da trắng như của con gái, anh ta không thể cảm nhận được bất kỳ hơi thở nội công nào từ anh. Trong tiềm thức Phạm Vương đã xếp anh vào hàng ngũ những người bình thường. Mộc nhược phùng trừng mắt với Mộc tĩnh yên, sau đó nói với phạm vương phạm vương anh đừng làm loạn cô gái này là người nhà họ trình ở phía nam phạm vương liếm môi liếc nhìn cơ thể mềm mại uyển chuyển của trình vân thiên với con mắt như chuông đồng rồi nói nhà họ trình ở phía nam đúng là tôi có nghe nói đến chỉ là nhà họ mộc sợ nhà họ trình cô nhưng nhà họ phạm tôi không sợ ồ ánh mắt trình vân thiên ngưng lại có hơi khó hiểu không biết tên phạm vương này lấy sức mạnh từ đâu ra Phạm Vương lại không có ý định giải thích, xua tay nói, "Hừ. Hôm nay không nói về chuyện này." Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn nói, "Nhãi con, cậu muốn tự mình đứng ra nhận lỗi với cô chủ Mộc hay là để tôi lôi cậu ra đánh gãy hai tay hai chân?" Tất nhiên, nếu cậu thật sự muốn làm rùa rút đầu trốn sau lưng cô Trình, tôi đây thật sự chẳng thể làm gì cậu. Chỉ có điều là một người đàn ông mà lại cần đến phụ nữ bảo vệ, quả thực có chút buồn cười. Trình Vân Thiên thở dài, Nhìn Phạm Vương nói, anh thật sự không nên nói anh ấy như vậy. Phạm Vương hơi sừng sốt, rồi lại cười ha ha nói, lẽ nào cậu ta rất lợi hại sao? Trình Vân Thiên nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 721 chẳng lẽ người trước mắt này thật sự là cao thủ tông sư? Sau mấy lần bị Mục Tĩnh Yên và Phạm Vương liên tiếp chế giễu khiêu khích, cho dù có là Phật tổ cũng sẽ nổi giận. Kiêu ngạo cậu thật sự tưởng mình là tông sư à phạm vương hừ lạnh một tiếng bàn tay dày rộng như quạt hương bổ đánh về phía đường tuấn mộc nhược phùng và mộc tĩnh yên sớm đã lùi lại một bước nhưng khi phạm vương ra tay khí lực vẫn chuyển đến làm mặt bọn họ đau rát trong mắt mộc nhược phùng càng lộ ra vẻ kinh ngạc không nhờ võ đạo của phạm vương vậy mà lại tu luyện đến cảnh giới cao thâm như vậy nhà họ phạm có anh ta và phạm trùng trong các gia tộc danh môn ở hà nội e là không có bao nhiêu đối thủ mộc nhược phùng thầm nói mặc dù anh ta biết đường tuấn là cảnh giới tông sư nhưng hoàn toàn không biết được sự kinh khủng của cảnh giới tông sư mà uy lực lúc phạm vương động thủ lại mạnh mẽ như vậy anh ta tự nhiên sẽ nghiêng về phạm vương trong mắt mộc tĩnh yên lộ vẻ khoái trá khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh không chút che giấu ai đường tuấn thở dài đối diện với một trường khiến người ta kinh ngạc của phạm vương anh nhẹ nhàng đánh ra một trường cánh tay của anh không thô to Trước cánh tay to như bắp chân của Phạm Vương lại càng không đáng kể, như thể chỉ cần đối phương vừa dùng sức là có thể bẻ gãy cánh tay anh. Rất nhiều người ở đó đã nhắm chặt hai mắt, không nỡ nhìn thấy cảnh tượng này. Đắc tội ai không được, lại cứ phải đắc tội vị sát tinh này của nhà họ Phạm, cậu trai này ngày hôm nay chỉ sợ là phải nằm mà ra khỏi đây mất. Trong tiếng thở dài của mọi người, bàn tay của Đường Tuấn và Phạm Vương đập vào nhau. Tiếp đó một âm thanh, rắc rắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên rõ ràng bên tai họ, sau đó là vẻ mặt trắng bệch và tiếng hét thê thảm của Phạm Vương. À, à, à toàn bộ xương cánh tay của Phạm Vương bị đánh nát, rũ xuống. Anh ta ôm đầu vai, sắc mặt tái nhợt, những giọt mồ hôi to chừng hạt đậu lăn dài trên trán đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Phó đạo của anh ta là học từ một vị sư phụ tục gia ở Tây Nam Kim Cương Tự. Dựa vào sức mạnh thể chất của mình, anh ta tự tin có thể đánh gãy tấm thép dày hai ngón tay chỉ bằng một trường. Nhưng trước mặt đường Tuấn, cánh tay anh ta lại dễ dàng bị bẻ gãy giống như đũa vậy, ngay cả người thầy nội kình điên phong của anh ta cũng không có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Chẳng lẽ người trước mắt này thật sự là cao thủ tông sư? Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Phạm Vương. Sốt của cậu là ai? Phạm Vương gầm lên. Bây giờ mới hỏi đến, muộn rồi. Đường Tuấn nói, vừa nãy anh nói muốn phế hai tay hai chân của tôi, vậy tôi bèn trả lại cho anh. Nói xong, anh đánh ra một trường trước, tiếp đó dùng chân phải đá ra một tia điện, lần lượt đáp xuống cánh tay và chân còn lại của Phạm Vương. Động tác rất nhanh, khiến Phạm Vương chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. chương 722, nếu anh nói thêm một câu nữa thì kết cục sẽ giống như anh ta. Thân hình to lớn của Phạm Vương lúc này nằm dài ra trên mặt đất, dạng cả hai chân hai cẳng chỉ cảm thấy nỗi sỉ nhục chưa từng có dâng lên trong lòng. Anh ta có thể chất cường tráng, ý chí vượt qua sự kiên định của người bình thường, ngay cả khi chịu nổi đau nhức kịch liệt gãy tay đứt chân mà vẫn không hề ngất đi. Mục tĩnh yên lấy hai tay che miệng, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Người cao khỏe như Phạm Vương thế này mà cũng không chịu nổi một đấm một đá của Đường Tuấn. Nếu đổi lại là cô ta, vậy cô ta nào còn cơ hội sống tiếp nữa? Tao phải giết chết mày cơn giận trong mắt phạm vương gần như đã biến thành ngọn lửa thực sự anh ta căm uất hét lên ồn quá đường tuấn vỗ vào không trung trên mặt phạm vương đột nhiên xuất hiện năm dấu tay đỏ tươi phun ra một ngụm máu lẫn vào trong đó còn có vài cái răng lúc này anh mới nhìn sang mộc tĩnh yên cười ha ha nói bây giờ cô còn cho rằng tôi có mưu đồ làm loạn với nhà họ mộc của cô nữa không mộc tĩnh yên lập tức bị dọa chỉ vào đường tuấn thân thể mềm mại khẽ run lên nhất thời nói không nên lời ngài đường anh làm vậy cũng quá đáng quá đấy mộc nhược phùng bảo vệ mộc tĩnh yên ở sau lưng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm đường tuấn nói dù sao phạm vương cũng là người nhà họ phạm chẳng lẽ anh muốn dùng sức mạnh của một người chống lại toàn bộ nhà họ phạm ở đây là hà nội không phải giới võ đạo đường tuấn nhìn mộc nhược phùng nói nếu anh nói thêm một câu nữa thì kết cục sẽ giống như anh ta mộc nhược phùng do dự một lúc lại thật sự im lặng một câu nói đã khiến cậu chủ mộc im miệng Trình Dương, cậu chắc chắn tên nhãi này không phải là nhân vật lớn cải trang vi hành gì đó chứ. Bên ngoài đám người, nhóm cậu chủ ngô nhìn thấy đã sớm ngây cả người, choáng váng hỏi. Tay chân Trình Dương lạnh ngắt, âm thầm vui mừng vì mình đã không ra tay, nếu không người nằm trên mặt đất bây giờ sẽ chính là cậu ta. Đường Tuấn nhìn anh em nhà họ Mộc, nói, nhà họ Mộc mấy người vu khống bôi nhỏ tôi, nếu không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ đích thân đến cửa nhà họ Mộc, hỏi thăm ông cụ mộc rốt cuộc đã giáo dục thế hệ sau như thế nào mấy ngày nữa tôi sẽ tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ hoàng phủ đến lúc đó tôi hy vọng có thể nhận được câu trả lời của nhà họ mộc nếu không anh thật sự cho rằng chỉ dựa vào nhà họ mộc mà có thể bảo vệ được cô em gái không biết giữ miệng của anh đường tuấn lạnh giọng nói đối với ý đồ thâm độc của mộc tĩnh yên đường tuấn cực kỳ chán ghét trước đây chỉ là không muốn so đo với cô ta nếu thật sự tính toán chỉ dựa vào nhà họ một tầm thường sao có thể chống lại một đại tông sư. Đi thôi, Đường Tuấn phủi tay rồi nói với Trình Vân Thiên. Đợi hai người bước ra khỏi khách sạn, không khí trong đại sảnh đã dịu đi không ít. chương 723 tâm trạng có vẻ đã khá hơn. Đây chính là sức mạnh của võ đạo tông sư sao. Mộc nhược phùng nắm chặt nắm đấm, chất vấn chính mình ở trong lòng. Trước đó anh ta vẫn cảm thấy võ đạo tông sư cường thịnh trở lại, nhiều nhất cũng chỉ như chú Long này thôi, đều phải dựa vào thế gia lớn mạnh để tồn tại. Cho nên cùng lắm chỉ kính sợ đường Tuấn, cũng không có gì đáng phải xem trọng. Anh làm sao thế? Mục tĩnh yên nhìn thấy anh trai của mình dường như đang ngây ngốc, một đôi mắt đẹp tràn ngập hơi nước sương mù, đẩy mộc nhược phùng một cái, lo lắng hỏi. Lúc này mộc nhược phùng mới tỉnh táo lại, vốn còn muốn mắng mộc tĩnh yên vài câu. Dù sao mọi việc hôm nay đều là do cô ta dựng lên, thấy bộ dạng này của cô ta trong lúc nhất thời lời muốn mắng cũng không nói ra miệng nữa còn thất thần làm gì không mau đem mấy người cậu phạm đưa đến bệnh viện đi mộc nhược phùng quát về phía bọn bảo an đứng xung quanh của nhà họ phạm những người bảo an kia lúc này mới nhanh chóng hành động tìm cáng cứu thương đến muốn khiêng phạm vương đi mộc nhược phùng chuyện này nhà họ mộc mấy người định tính như thế nào trước khi đi khuôn mặt phạm vương nghiêm nghị hỏi mộc nhược phùng Mộc nhược phùng thở dài, nói yên tâm đi, nhà họ mộc chúng tôi sẽ không đứng ngoài nhìn, chờ ngày tiệc mừng thọ của nhà họ hoàng phủ, tôi đương nhiên sẽ cho nhà họ phạm một cái công đạo. Chờ sau khi phạm vương bị người khiêng đi, mộc tĩnh yên mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, anh, nhà họ mộc chúng ta phải làm sao bây giờ? Sẽ không phải thật sự đem giao ra chứ? Mộc nhược phùng dọn đường, em không nên chủ động chọc vào đường tuấn. Lúc trước đã nói với em rồi, vì sao lại không nghe, trong lòng mộc tĩnh yên khẽ run vẫn vảnh môi tức giận nói anh em chỉ là nói anh ta có hai câu mà thôi anh ta có phải cần đến nỗi vì chuyện này mà ra tay độc ác như vậy không còn bắt nhà họ mộc chúng ta phải cho anh ta câu trả lời theo ý em chúng ta cứ bảo mấy người chú long đến cửa phế anh ta luôn đi rồi vứt đến hà nội là được đến lúc đó nhà họ phạm cũng không trách lên đầu chúng ta mộc nhược phùng thấy em gái mình không có chút hối cải muốn nói lại thôi một lát sau nói, chuyện này em cũng không cần quan tâm nữa. Mấy ngày này nhất định đừng đi trêu chọc đường Tuấn, yên tâm đi, đường Tuấn có mạnh hơn nữa, nhà họ mộc chúng ta cũng không sợ cậu ta. Chỉ cần một ngày anh còn ở đây, sẽ không có người nào có thể bắt nạt được em. Trên mặt mộc tĩnh yên lập tức lộ ra biểu cảm vui vẻ, kéo mộc nhược phùng, tâm trạng có vẻ đã khá hơn. Mộc nhược phùng hơi ngửa đầu, nhìn qua những tòa nhà cao tầng và những ngôi nhà sáng đèn sáng trói cả bầu trời đêm bên ngoài, thầm nghĩ tông sư không thể bị vu khống bôi nhọ. Nhà họ mộc mình chẳng lẽ chỉ có thể chịu bị bôi nhọ sao? Mình thật sự muốn nhìn xem, chỉ với một mình đường tuấn, có thể tiếp nổi được nhà họ mộc chúng ta hay không? Bản thân Phạm Vương là người của nhà họ Phạm, ở yến tiệc của nhà mình bị phế bỏ đi hai tay hai chân, tin tức này bay nhanh như tốc độ của gió, trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ tầng lớp thượng lưu ở Hà Nội. Vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía nhà họ Phạm và nhà họ Mộc, muốn nhìn xem nhìn hai nhà này sẽ có phản ứng gì. Mà lúc này, tại bên trong một bệnh viện tư nhân của nhà họ Phạm, chương 724 Tông Sư không thể nhục. Bác sĩ Trương là chuyên gia hàng đầu về xương tại Hà Nội, không biết đã khám bệnh qua bao nhiêu người trước cao vọng trọng, bên trong giới y học cũng coi là đứng đầu. Lời nói của anh ta đương nhiên vô cùng đáng tin. Một người khác tương đối lớn tuổi hơn chính là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, Ngũ quan giống nhau với người trẻ tuổi này mất phần, hai đầu lông mày ẩn chứa sự uy nghiêm sâu sắc, trầm giọng nói, Vương à, cháu yên tâm đi. Nhà họ Phạm sẽ thay cháu báo thù. Nếu có mấy người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu nhìn thấy hai người, nhất định có thể nhận ra bọn họ. Người trẻ tuổi rõ được người gọi là Phạm Trung, con trai trưởng của nhà họ Phạm, mà người đàn ông trung niên nhân kia là trưởng quản của tập đoàn thiên tinh của nhà họ Phạm, Phạm Nam Châu, cha của Phạm Trung. Phạm Vương giống như không nghe thấy câu trả lời của hai người, trong đầu có âm thanh không ngừng vang lên, đúng là đồ bỏ đi. Anh ta cũng không phải là dòng chính của nhà họ Phạm, sinh ra chắc chắn anh ra không cách nào leo lên vị trí cao kia của nhà họ Phạm. Vốn cho là mình và những thế gia công tử giống nhau, luôn phải sống suy sụp một đời. Có thể do một lần tình cờ, anh ta bước vào giới võ đạo, lại bái được một người võ sư nội kình giỏi nhất ở chùa Tây Nam bái đính làm thầy. Đi theo ông ta võ đạo của anh ta ngày càng mạnh, vị trí của anh ta trong nhà họ Phạm cũng càng ngày càng cao, chỉ kém hơn Phạm Trùng. Vốn tưởng rằng chỉ cần võ đạo của mình tiếp tục mạnh mẽ tiến bộ lên, nói không chừng có thể thay thế Phạm Trùng. Nhưng hôm nay, tất cả tưởng tượng của anh ta đều tan vỡ. Hai tay hai chân bị phế, không có võ đạo, anh ta chẳng là cái thá gì. Tốt nhất anh nên nghỉ ngơi đi." Trên mặt Phạm Trùng nhìn không ra bất kỳ biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lùng giống như người nằm ở trên giường không phải người thân của anh ta vậy, mà chỉ là một người có quan hệ không quan trọng lắm. Phạm Trùng và Phạm Nam Châu đi ra khỏi phòng bệnh, vừa đóng cửa phòng, bên trong lập tức truyền ra tiếng hét bất lực của Phạm Vương, âm thanh bên trong tràn đầy sự không cam lòng và tức giận, làm người run sợ. Có phải trước đó con đã biết Đường Tuấn là cao thủ tông sư phải không? Phạm Nam Châu nhìn chằm chằm con trai của mình, đột nhiên hỏi. Phạm Trùng gật gật đầu, không phủ nhận phạm nam chây trong mắt thoáng hiện ra tức giận nói vậy con vì sao còn bảo tập đoàn thiên tinh đi thu mua hai loại thuốc mới của tên đó tông sư không thể nhục chẳng lẽ con không biết sao phạm trùng cười nhạt một tiếng nói chỉ là một cao thủ tông sư mà thôi cha sao cha phải tức giận như vậy phạm nam châu khẽ giật mình hô hấp có hơi nặng nề nói con có biết cao thủ tông sư đạo nhất thể hiện cho cái gì không nhà họ phạm chúng ta mặc dù không sợ nhưng hoàn toàn không cần thiết phải đi chiêu chọc cậu ta. Con mắt của Phạm Trùng hiếp lại, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh, nói, ha ha. Ai bảo anh ta và Hoàng Phủ Ngọc kia có hôn ước chứ? Hoàng Phủ Ngọc chỉ có thể là người phụ nữ của Phạm Trùng con thôi, những người khác cũng đừng nghĩ động chạm vào. mươi 725 cái gì mà tông sư trẻ tuổi. Đến cả bản thân Phạm Trọng cũng vô cùng tự hào về kế hoạch của mình. Phạm Nam Châu nhìn con trai của mình, từ từ thở dài nói, nếu con dám làm như vậy, chắc là đã có biện pháp xử lý tốt. Nếu lần này không thể khiến cho đường Tuấn chết đi, thì nhà họ Phạm chúng ta sẽ vĩnh viễn không có một ngày yên bình. Phạm Trùng cười nhạt, nói, ba có từng nghe qua trương tính hòa chưa? Phạm Nam Châu tự hỏi một lát, nói, người con nói chính là Tiểu Thiên Sư ở núi Yên Thế kia à? Hiện giờ thân là người chủ trì của nhà họ Phạm, đương nhiên Phạm Nam Châu cũng có chút hiểu biết đối với một số nhân vật trong giới võ đạo giới. Phạm Trùng gật đầu nói, "Không sai, không ngại nói cho cha biết, mấy năm nay con lâu lâu cũng hay qua đạo quán núi Yên Tử, vì vậy có quen biết với người tiểu thiên sư. Mấy năm gần đây, hai người bọn con cũng coi như có chút giao tình. Con đã bảo người thông báo cho Trương Tĩnh Hòa, không mấy ngày anh ta sẽ đến Hà Nội. Đến lúc đó thằng Đường Tuấn, còn không phải vung tay là có thể giết chết sao? Trương Tĩnh Hòa của núi Yên Tử." Phạm Nam Châu hít sâu một hơi, Ông ta cũng không rõ từ khi nào con trai mình lại kết giao với người thiên tài võ đạo như thế. Vừa nghĩ chiến tích bất bại của tiểu chân nhân vừa mới xuất đạo và đạo quan ở núi Yên Tử kia, trong lòng Phạm Nam Châu cảm thấy có chút lắng động. Nhưng lỡ như Trương Tĩnh Hòa không phải đối thủ của cậu ta. Mặc dù Trương Tĩnh Hòa mạnh, nhưng cũng còn chưa tới nỗi vô địch. Phạm Nam Châu nghĩ xa hơn, nói ra suy nghĩ của mình. Phạm Trùng nhìn thoáng qua cha mình, nói cha à, nếu như Trương Tĩnh Hòa thua chẳng lẽ nhà họ Phạm mình lại không còn người khác sao? Chú hai, chắc là mấy ngày này cũng đã về tới Hà Nội rồi nhỉ? Phạm Nam Châu ngơ ngẩn, nói chuyện này ông nội của con đã nói cho con biết rồi sao? Phạm Trùng gật đầu, nói quỷ đao Phạm Nam Thiên, Tông Sư đứng đầu, là sự tồn tại của vô địch. Không nghĩ tới ở nhà họ Phạm chúng ta có loại người như này tồn tại. Nước cờ ông nội bố trí hơn 20 năm, lúc này cũng nên thu cờ rồi. Xiết đường Tuấn, nhà họ Phạm có chỗ dựa là chú Hai và núi Yên Tử, đến lúc đó trong các thế gia khác còn có ai là đối thủ của chúng ta nữa. Cho dù là mấy thế gia lớn nhà họ Trình ở phía Nam, nhà họ Tôn ở phía Đông Bắc và nhà họ Võ ở phía Tây Bắc có võ đạo đỉnh cao cũng không dám xem thường. Phạm Nam Châu trầm mặc, ông ta cũng bị mưu kế của con trai mình thuyết phục, đồng thời cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Ông ta có thể giữ vững cơ nghiệp của nhà họ Phạm, mà con trai ông ta lại có thể khiến cho nhà họ Phạm tỏa sáng sánh ngang với những thế gia võ đạo đứng đầu chỉ trong mấy ngày nữa tên tuổi của nhà họ Phạm ở dưới võ đạo sẽ là vang danh mà tất cả những điều này đều do chính con trai mình ban tặng ha ha cái gì mà tông sư trẻ tuổi cái gì mà vô địch gì mà tiểu thiên sư của núi yên tử còn không phải sẽ trở thành quân cờ trong tay phạm trùng con sao phạm trùng gõ gõ ngón tay trong lòng khinh thường thầm nghĩ tòa nhà tổng bộ của tập đoàn yên hòa Hoàng Phù Ngọc ngồi ở ghế dựa lớn vị trí trung tâm, vùi đầu nhìn một phần tư liệu. Cô mặc một bộ quần áo màu đen công sở, mái tóc dài được buộc trên đỉnh đầu, tỏa ra một bộ dạng nghiêm túc chuyên nghiệp. Trên mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, mỗi động tác đều đủ để khiến cho lòng người rung động. Đây có thể nói là một người phụ nữ mang vẻ đẹp hải nước, đặt ở cổ đại, khiến cho bất kỳ anh hùng đế vương nào cũng phải khom lưng. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 726, rất khó. Cuối cùng anh ta vẫn tới. Hoàng Phủ Ngọc nói nhỏ, cô cảm thấy anh ta có thể đỡ được cả một nhà họ phạm sao. Một hình bóng không tiếng động xuất hiện ở phía sau cô. Thân thể thướt tha mềm mại, một cái quần jean bó sát người ôm chặt đôi chân thon dài của cô ta. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, chính là cô gái ngày đó bảo vệ Hoàng Phủ Ngọc ở nhà họ mộ dung. Cô gái đó nói, rất khó. Hoàng Phủ Ngọc không quay đầu lại, Hỏi tiếp nói, nghe nói nhà họ Trình ở phía Nam xuất hiện đều vì anh ta, một thế gia võ đạo thêm anh ta nữa, chẳng lẽ còn đánh không lại nhà họ Phạm. Cô gái kia nói ngắn gọn, Trương Tĩnh Hòa, Phạm Nam Thiên. Đúng vậy, tiểu thiên sư của núi Yên Tử thêm cả cao thủ tông sư tóc đầu, nhà họ Phạm như vậy sao có thể sánh ngang với thế gia võ đạo đứng đầu, ai có thể phản kháng lại ý chí của bọn họ? Trên mặt Hoàng Phủ Ngọc lộ ra một ánh nhìn bi thương nói, những chú gì trong nhà kia chỉ hận không thể gả tôi đến nhà họ phạm đúng chứ, đến lúc đó bọn họ có thể tiếp quản tập đoàn Yên Hòa. Không nghĩ tới nhà họ phạm lại che giấu bí mật lớn như vậy. Phạm Trùng đúng là người tài giỏi nhất của nhà họ Phạm, đây là muốn biến nhà họ Phạm trở thành một thế gia võ đạo. Tiếng nói của Hoàng Phủ Ngọc càng thêm lạnh lùng. Lúc trước nhà họ Phạm tới cầu hôn nhà họ Hoàng Phủ, những người lớn tuổi bên trong nhà Hoàng Phủ không hề suy nghĩ đã ép Hoàng Phủ Ngọc tới mức không dám ngẩng đầu lên, muốn để ông cụ Hoàng Phủ đồng ý việc hôn nhân này, chỉ là bị ông cụ Hoàng Phủ ép xuống. Chờ tiệc mừng thọ hôm ấy, nhà họ Phạm hoàn toàn biểu hiện ra hết năng lực của mình. Đến lúc đó, chỉ sợ ông nội cô cũng không có biện pháp ngăn lại chuyện này. Cô gái bím tóc đuôi ngựa đứng ở phía sau định nói gì đó nhưng lại thôi, cô xuất thân từ thế gia võ đạo, tuy rằng không bằng nhà họ trình hiển hách đã lâu, nhưng tin tức cũng biết rất rõ. Hành động của Đường Tuấn ở dân tộc người mèo sớm đã truyền vào tai cô, chỉ là những việc này vẫn chưa chứng cứ gì, hơn nữa cô gái bím tóc đuôi ngựa cũng không tin. Hôm đó cô ở nhà họ Mộ Dung nhìn thấy Đường Tuấn, cảnh giới của người này cũng tương tự như cô, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, sao Đường Tuấn có thể đạt tới cái trình độ cao như vậy? Cho dù võ đạo của anh ta tiến bộ nhanh như thế nào, trừ khi anh ta thật sự giống trong lời đồn, có được thực lực vượt qua cả thực lực thần hải, nếu không thể thay đổi không được thế cục, chỉ là anh ta có thể làm được như vậy không? Cô gái tóc bím đuôi ngửa cúi đầu, trong lòng mình cũng đều không tin. Hôn sự của Hoàng Phủ Ngọc tôi chỉ có thể tự mình làm chủ, Phạm Trung, Đường Tuấn đều không phải là đối tượng phù hợp của tôi. Trong mắt của Hoàng Phủ Ngọc ánh lên tia kiên định, lẩm bẩm Hoàng Phủ Ngọc tôi coi trọng người đàn ông trong lòng phải có hoài bão, có khí phách mạnh mẽ như hổ. Trong ánh mắt của cô gái tóc bím đuôi ngựa lộ ra chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Ngọc thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với người khác. Chỉ là trên đời này thật sự có loại người này sao? Thời gian ba ngày nháy mắt đã qua, nhà họ Mộc, nhà họ Phạm không có tiếp tục làm phiền đường Tuấn. chương 727 hôm nay, đáp án dường như có thể sẽ được công bố. Trong ba ngày này, đường Tuấn ở chỗ nhà họ Trình mua một đống biệt thự xa hoa ở Hà Nội. Cậu cả Trình Dương này tự mình xử lý những chuyện vụn vặt trước sau, vô cùng tận tâm tận lực. Từ ba ngày trước sau khi nhìn thấy đường Tuấn phế Phạm Vương, Trình Dương cũng không dám mở miệng không tôn trọng đối với đường Tuấn nữa. Trong sân, Trình Vân Thiên đang đánh quyền, đường Tuấn thì đứng một bên hướng dẫn. Trình Vân Thiên chưa luyện ra chân khí, yêu cầu dựa vào đánh quyền để cảm ứng khí cơ. Đường Tuấn thuận miệng hướng dẫn một hai câu, cũng gỡ bỏ thắc mắc từ lâu của Trình Vân Thiên. Qua ba ngày, võ đạo của Trình Vân Thiên tiến bộ rất lớn cô cũng dần hiểu được vì sao ông nội lại cho mình đi theo đường tuấn tuy rằng cô còn có chút nghi ngờ về thực lực của đường tuấn nhưng ba ngày được hướng dẫn giờ chỉ còn lại sự kính nể đường tuấn con đường võ đạo người dạy là thầy đương nhiên trình vân thiên không biết hiện tại cảnh giới của đường tuấn có thể ngang với cảnh giới cao thủ thần hải bất kỳ võ công quyền thuật gì trong mắt anh ta chỉ là chuyện không có gì đáng nói có thể được một cao thủ cảnh giới thần hải tự mình hướng dẫn nếu như cô còn không tiến bộ, mới là chuyện cười. Một chiếc Maserati dừng lại ở trước cửa sân, Trình Vân Thiên cũng dừng đánh quyền. Chị Trình, ngài đường, hôm nay là tiệc mừng thọ nhà Hoàng Phủ. Trình Dương đi từ trên xe xuống, nhanh chóng bước đến trước mặt hai người, cung kính nói. Tôi đi thay quần áo khác, đường Tuấn Anh muốn chuẩn bị cái gì sao? Trình Vân Thiên hỏi, đường Tuấn đứng dậy, khoanh tay đứng, nhìn phía phương hướng nhà Hoàng Phủ, nói, không cần. Một mình tôi là đủ rồi. Từ khi ông cụ Hoàng phủ thành lập nên cơ nghiệp lớn như họ Hoàng phủ đến nay, tập đoàn Yên Hòa đã đi qua hơn 30 mùa xuân. Từ một công ty nhỏ tầm thường nhảy lên trở thành một gia tộc lớn và tập đoàn hàng đầu nhất nhì ở Hà Nội. Chuyện này trong giới kinh doanh ở Việt Nam quả thực là một kỳ tích, đặc biệt là ở một nơi đầy nguy hiểm rình rập như Hà Nội này, là nơi một viên gạch cũng có thể phá hủy hai ba học trò thế gia, càng khiến cho người khác chố mắt đứng nhìn. Người xưa đã từng nói không ai giàu quá ba đời cùng với chuyện ông cụ hoàng phủ già đi mỗi năm có rất nhiều gia thế quyền quý ở hà nội đang đợi nhà họ hoàng phủ lộ ra xu hướng suy tàn để thừa cơ hội tốt cắn một cái ai có thể ngờ hoàng phủ ngọc của nhà họ hoàng phủ mặc dù là con gái nhưng năng lực còn xuất chúng hơn phần lớn đàn ông không chỉ giữ vững được cơ nghiệp mà còn thừa còn mở rộng đất đưa nhà họ hoàng phủ và tập đoàn yên hòa tới đỉnh cao mà Hoàng Phủ Ngọc còn được tạp chí kinh tế tài chính có uy tín nhất trong nước đánh giá là có hy vọng trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. Trong nước không biết có bao nhiêu người đang chờ nhìn xem người con gái trong truyền thuyết cuối cùng sẽ gả vào nhà ai, là người đàn ông như thế nào mới có thể làm cho Hoàng Phủ Ngọc chui đầu vào. Hôm nay, đáp án dường như có thể sẽ được công bố. Tin tức nhà họ Phạm cầu hôn nhà họ Hoàng Phủ sớm đã truyền ra khắp tầng lớp thượng lưu của xã hội Hà Nội, tất cả mọi người đang chờ kết quả cuối cùng. Nếu như thành công, thì nhà họ Phạm sẽ trở thành gia tộc đứng đầu Hà Nội thậm chí là cả Việt Nam, e rằng tìm không ra nhà thứ ba có thể so sánh cùng. chương 728, tôi đã quyết định rồi. Ba người đường tuấn, Trình Vân Thiên và Trình Dương đi tới chân núi Thượng Vân, liếc mắt nhìn thấy dòng xe cộ trên đường lớn vòng quanh núi như một con rồng quấn quanh núi Thượng Vân, nhìn ra không có chiếc xe nào thấp hơn một tỷ, xe sang trọng quả thật là như mưa, nhưng mà trong số đó phần lớn mọi người cũng chỉ đến góp náo nhiệt, có thể tham gia vào bữa tiệc nhà họ Hoàng Phủ, ít nhất cũng phải là cậu ấm có gia thế như Trình Dương. Hầu hết mọi người đều dừng xe ở dưới chân núi, đi bộ lên núi. Nửa giờ sau, ba người đường tuấn cuối cùng cũng đi lên tới khu biệt thự trên đỉnh núi. Ở bên ngoài biệt thự, một cậu ấm dáng dấp vô cùng tuấn tú đang nghênh đón khách quý. Vị cậu ấm mặc âu phục, trên mặt vui vẻ, hai đầu lông mày lại có một chút giống với hoàng phủ ngọc chỉ là hoàng phủ ngọc khi thế hơn mà cậu ấm trước mặt thì lại có khí chất ảm đạm hơn anh ta là hoàng phủ ngạo là thế hệ trẻ trong nhà họ hoàng phủ ngoại trừ hoàng phủ ngọc ra thì anh ta xuất sắc nhất trình vân thiên thấp giọng giới thiệu đường tuấn khẽ gật đầu toàn bộ nhà họ hoàng phủ đều không nằm trong mắt anh nói chi là hoàng phủ ngạo trình dương đưa thiệp mời ra hoàng phủ ngạo nhìn hai người đường tuấn và trình vân thiên nhiều hơn một chút nhưng không nói thêm gì sau khi ba người tiến vào bên trong sảnh hoàng phủ ngạo lúc này mới gọi một người hầu lại hỏi phạm trùng và người nhà họ mộc đã tới chưa người hầu trả lời bảo vệ dưới núi vừa mới gọi điện thoại đến nói cậu chủ phạm và cậu chủ mộc đã tới rồi vừa mới tới chân núi đang trên đường đi lên núi hoàng phủ ngạo nhẹ gật đầu khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh từ lẩm bẩm hoàng phủ ngọc cô nên ngoan ngoãn gả vào nhà họ phạm đi Nhà họ Hoàng phủ tôi không cần đến bàn tay của phụ nữ. Đi vào bên trong sảnh, Đường Tuấn thấy ông cụ Hoàng phủ và Hoàng phủ Ngọc đang ngồi tại vị trí cao nhất trong sảnh. Ông cụ Hoàng phủ năm nay đã 80 tuổi, râu tóc bạc trắng, mặc trên người một bộ quần áo đường trang màu trắng bạc, trên mặt hiện đầy nếp nhăn như vỏ cây già. Nhưng tinh thần đầu óc của ông ta lại hết sức minh mẫn, dòng suy nghĩ khi nói chuyện với người khác rất rõ ràng, giống như là ông già vẫn đang còn tung hoành thương trường mà Hoàng Phủ Ngọc thì đứng bên cạnh ông ta, thỉnh thoảng nói lên vài câu. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy dài màu đỏ nhạt, tóc rủ xuống trên vai, cột tóc bằng một dây cột tóc màu hồng. Mặc có không ít các cô gái quyến rũ duyên dáng ở đây, nhưng ở trước mặt cô, trong nháy mắt tất cả đều mất đi nhan sắc, trở thành phông nền. Ông nội Hoàng Phủ, Đường Tuấn đi đến trước mặt ông cụ Hoàng Phủ, cung kinh vui vẻ nói. Ông cụ Hoàng Phủ nhìn Đường Tuấn, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng suốt, nói, Đường Tuấn, là nhà họ Hoàng Phủ tôi có lỗi với nhà họ Đường cậu. Đường Tuấn lắc đầu nói, không có gì, hôm nay tôi đến, chính là muốn hủy bỏ hôn ước mà hai nhà đã quyết định năm đó. Ông cụ Hoàng Phủ nói, cậu muốn hủy thật sao? Chỉ cần cậu cưới Phủ Ngọc, 10 năm sau, nói không chừng cậu sẽ là nhà giàu nhất Việt Nam. Đường Tuấn vẫn lắc đầu, nói tôi đã quyết định rồi. chương 729, Trương Tĩnh Hòa ở núi Yên Tử. Hoàng Phủ Ngọc khẽ cười nói, không phải người tầm thường thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể trở thành nhà giàu nhất thế giới, được nghìn người ngưỡng mộ? Cả đời này, anh ta cũng không thể đuổi kịp được Hoàng Phủ Ngọc con. Loại người này không có tư cách trở thành người đàn ông của Hoàng Phủ Ngọc con. Xem như đền bù, nếu như hôm nay nhà họ Phạm và nhà họ Mộc gây khó dễ anh ta, còn giúp anh ta ngăn cản, xem như thanh toán xong ân oán. Ông cụ Hoàng Phủ ngơ ngác một chút, lại không nói gì thêm nữa ông nhìn về phía đường tuấn đang ngồi ở một bên sắc mặt bình tình dáng vẻ an lành như một lão tăng đang ngồi thiền chẳng biết tại sao trong lòng lại xuất hiện một chút bất an giống như trong lúc vô tình đã bỏ qua một bảo bối thực sự đường tuấn vừa bước vào trong sảnh lập tức đã có người nhận ra anh ba ngày này tin tức anh phế bỏ phạm vương đã truyền đi khắp hà nội không ngờ là cậu nhóc này thật sự dám đến nhưng thật ra là có mấy phần dũng cảm này có dũng cảm đi nữa thì có thể làm gì anh không thấy được tình hình ngày đó cậu ta phế bỏ phạm vương còn muốn mộc nhược phùng nhắn nhủ cho cậu ta đắc tội cùng lúc hai gia thế lớn này ở hà nội này ai có thể bảo vệ cho cậu ta chứ không sai tôi nghe nói nhà họ phạm đã liên kết với nhà họ mộc cậu nhóc này hôm nay e rằng gặp nạn rồi đủ loại âm thanh truyền vào trong tai đường tuấn nhưng sắc mặt của anh không có bất kỳ thay đổi nào nhà họ phạm phạm nam châu phạm trùng đến nhà họ mộc mộc mạnh nam, mộc nhược phùng đến. Đúng lúc này, liên tiếp hai tiếng sướng hỏa từ ngoài cửa truyền đến. Tiếp theo, âm thanh xôn sao dâng lên từ đám người, sau đó khi mọi người đang nhìn chăm chú, mấy bóng người từ cổng bước vào. Dẫn đầu là hai người đàn ông trung niên, trong đó một người chính là mộc mạnh nam người nắm quyền nhà họ mộc mà Đường Tuấn đã từng gặp qua một lần, ngoài ra người mày rậm tai to, ngũ quan lộ ra hơi thở lạnh lẽo cứng rắn, vô cùng nguy hiểm, chính là Phạm Nam Châu. Mà ở phía sau hai người, là hai người trẻ cùng tuổi Phạm Trùng và Mộc Nhược Phùng theo sát phía sau. Ánh mắt Đường Tuấn lướt qua mấy người kia, sau đó dừng lại ở một người bên cạnh Phạm Trùng. Người kia là một đạo sĩ còn trẻ tuổi mặc chiếc áo choàng đạo sĩ màu xanh biếc, khoảng 30 tuổi, hai tay rộng lớn khép lại giấu trong tay áo, đầu hơi rủ xuống, thỉnh thoảng trả lời Phạm Trùng vài câu. Vẻ mặt anh ta bình thản, lại không che giấu được sự kiêu ngạo ở hai đầu lông mày. Chương 730, mời tiểu thiên sư ra tay. Bỗng nhiên trong lòng Trình Vân Thiên có chút lo lắng, không ngờ rằng nhà họ Phạm lại có thể mời được Trương Tĩnh Hòa, người này là một cường giả rất mạnh trong thế hệ trẻ của giới võ đạo. Phía sau Trương Tĩnh Hòa là đại phái có truyền thừa đạo thuật ngàn năm, thiên sư đạo ở núi Yên Tử được gọi là đạo phái đứng đầu thế giới. Đây là môn phái võ đạo còn mạnh hơn gấp mấy lần nhà họ Trình ở phía Nam. Thuật pháp, bổ chú, Đường Tuấn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng bỗng nhiên lại có chút hứng thú đối với đạo phái trong truyền thuyết này. Sau khi người nhà họ Phạm và một chút thọ ông cụ Hoàng phủ xong, đi thẳng tới chỗ ngồi của Đường Tuấn. Hô hấp của tất cả mọi người trong sảnh cũng ngừng lại, nhìn chằm chằm hai bên không chớp mắt. Bọn họ biết rằng trò hay đã bắt đầu. Cậu chính là Đường Tuấn, không biết là Phạm Vương nhà tôi đã đắc tội với cậu như thế nào, mà cậu lại phế hai tay hai chân của nó. Phạm Nam Châu tiến lên trước một bước âm thanh lạnh lùng nói. Đường Tuấn cầm ly sứ tinh xảo trên tay, cũng không thèm ngẩng đầu nói, Phạm Vương muốn đánh nhau với tôi, còn mở miệng sỉ nhục tôi, tôi phế hai tay hai chân của anh ta đã là nhẹ rồi. Chẳng lẽ cậu lại muốn giết nó sao? Em mờ thanh của Phạm Nam Châu lạnh dần. Đường Tuấn nhập một ngụm trà, lúc này mới ngẩng đầu, nói trước tiên là nhà họ Phạm ông phái người tới muốn ra tay cướp đoạt, muốn cướp đi phương thuốc của tôi. Sau đó lại cho người tới ngưu hại tôi giết anh ta làm sao mà đủ. Ngang ngược, kiêu ngạo. Phạm Nam Châu tức giận đến nỗi vẻ mặt run run, từ trước đến nay chỉ có nhà họ Phạm ngang ngược với người khác, từ lúc nào lại bị người khác bắt nạt như thế này. Đường Tuấn không quan tâm Phạm Nam Châu, nhìn về phía Mộc Mạnh Nam, nói, đây chính là cách nhà họ Mộc ông nhắn nhủ giúp tôi sao. Tôi rất thất vọng. Vẻ mặt Mộc Mạnh Nam lạnh dần, nói, Đường Tuấn, hiện nay là xã hội pháp chế. Nhà họ Mộc tôi cũng không có đắc tội với cậu, không cần phải nhắn nhủ cho cậu Cậu có hơi đề cao bản thân mình quá Nhà họ mộc tôi cũng không phải là không có tông sư bảo vệ Mộc tĩnh yên đứng sau lưng mộc mạnh nam Dáng vẻ vinh váo tự đắc mà nhìn đường tuấn Trong mắt lộ ra vẻ khinh thường nói còn nhắn nhủ Anh cho rằng mình là cha của vua sao Hay là tổng thống nước Mỹ Hôm nay anh có thể đi ra khỏi nơi này hay không cũng khó mà nói được Ồ, thật sao, đường tuấn tùy ý mà nói Phạm Trùng cười khẩy nói, cậu cho rằng chỉ có mình cậu là cao thủ tông sư sao? Anh ta nhìn về phía Trương Tĩnh Hòa có chút khom người nói, mời tiểu thiên sư ra tay. Tiểu thiên sư, anh ta là tiểu thiên sư Trương Tĩnh Hòa ở núi Yến Tử. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 731, lửa đến đây. Ngay cả ông cụ hoàng phủ cũng nheo mắt, vốn dĩ hoàng phủ Ngọc còn muốn nói chuyện giúp Đường Tuấn, nhưng thấy Đường Tuấn vẫn có dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược. Không khỏi tức giận, thầm nghĩ, hừ. Trước tiên để cho anh ta chịu thiệt thòi một chút, nếu không thì anh ta thật sự sẽ cho rằng bản thân có chút bản lĩnh mà có thể ngang ngược. Trương Tĩnh Hòa chậm rãi đi ra, nhìn Đường Tuấn một chút, nói, không ngờ rằng có thể gặp anh ở đây. Đường Tuấn nói, nếu đã biết tôi, còn không rút lui đi. Trương Tĩnh Hòa cười nhạt một tiếng nói, tại sao tôi phải rút lui? Chỉ dựa vào lời đồn một quyền giết thần hải của anh. Ha ha, tôi không tin sau khi hôm nay tôi đánh bại anh, người đời sẽ biết được cái gọi là một quyền giết thần hải chỉ là cho cười. Mà đường Tuấn Anh sẽ trở thành đối tượng bị giới võ đạo khinh thường. Từ khi tin tức đường Tuấn một quyền giết thần hải truyền đi khắp giới võ đạo, Trương Tĩnh Hòa chưa bao giờ tin vào điều đó. Cho dù là có các cường giả thế hệ trước của huyền Long Tử đứng ra chứng minh, anh ta vẫn không tin. Anh ta thấy, loại tin đồn này chẳng qua cũng chỉ là nói điêu, Đám người Huyền Long tử chỉ là kiếm cớ cho sự thất bại của mình thôi. Vậy nên sau khi biết được đối thủ hôm nay là Đường Tuấn, anh ta chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn có khát vọng muốn nhanh chóng đánh bại Đường Tuấn, chứng minh suy đoán của chính mình. Trên mặt Phạm Trùng lộ ra nụ cười thản nhiên, tỏ đã tính trước, nắm trong tay tất cả. Mấy người Mộc Mạnh Nam, Mộc Nhược Phùng và Mộc Tĩnh Yên cũng cười khẽ. Trước đó bọn họ còn muốn mời chú Long ra tay nhưng sau khi từ trong miệng Phạm Trùng biết được Trương Tĩnh Hòa muốn ra tay vào tối hôm qua, bọn họ đã bỏ đi quyết định này. Dù sao thì ngay cả chú Long cũng nhận mình không bằng Trương Tĩnh Hòa. Ha ha, có Trương Tĩnh Hòa ra tay, tình hình chung đã được quyết định. Tảng đá lớn trong lòng Mộc Mạnh Nam đã buông xuống. Ánh mắt Mộc Tĩnh Yên vô cùng đắc ý, hất cầm lên, tỏ ra khinh thường đối với Đường Tuấn. Anh không nên đến đây, Đường Tuấn thở dài, dường như có chút thương tiếc. Trương Tĩnh Hòa cười khẩy nói, anh quá đề cao mình rồi. Nói xong, anh ta bỗng nhiên dậm chân một cái, kêu lên một tiếng, nổi gió lên. Vừa dứt câu, đột nhiên trong sảnh xuất hiện gió lớn mãnh liệt, thổi đến mức áo choàng đạo sĩ của Tiểu Thiên Sư ở núi Yên Tử này bay phấp phới. Mà nhất là nhà họ Phạm và nhà họ Mộc ở gần Trương Tĩnh Hòa bị luồng gió lớn này đẩy lui ra khỏi vòng chiến, ngay cả Trình Vân Thiên cũng bị ép lùi lại, ở giữa xuất hiện một chỗ trống lớn, chỉ còn hai người Trương Tĩnh Hòa và Đường Tuấn đứng đối mặt với nhau. Thân thể Trương Tĩnh Hòa nhảy lên, người vẫn còn ở giữa không trung, anh ta lấy ngón tay làm bút vẽ lên trên không trung. Chờ đến anh ta đáp xuống đất cách Đường Tuấn hơn 10 bước, khẽ quát một tiếng, nói, lửa đến đây. Một con hỏa diễm trường long dài 5-6 mét đột nhiên xuất hiện, nhiệt độ bên trong sảnh đột nhiên tăng cao lên rất nhiều. Vẽ bùa vào hư không, Trình Vân Thiên thấy thế, sắc mặt đột nhiên thay đổi, Chương 732, chút tài mọn. Về phần những người khác, đã sớm nhìn đến sững sờ, mặc dù bọn họ từng nghe nói Tiểu Thiên Sư Trương Tĩnh Hòa có pháp lực cao cường, nhưng trong tiềm thức của bọn họ cho rằng đây chỉ là mê tín cổ hủ. Nhưng hôm nay Trương Tĩnh Hòa vẽ bùa vào hư không, nói là làm ngay, gần như giống với nhân vật trong truyền thuyết thần thoại, phá vỡ nhận thức của bọn họ. Tiên nhân, dường như ý chí của học trò ra thế có chút không vững, sắc mặt trắng nhợt, hai chân mềm nhũn quỷ gối trong miệng run rẩy thì thầm. Trên mặt của Trương tính Hòa lộ ra vẻ tự đắc, dường như vô cùng đắc ý với bản lĩnh vẽ bùa bằng ngón tay này, khóe miệng anh ta khẽ nhếch, quát đi. Hỏa Diễm Trường Long lập tức gào thét cuộn lại tiến về hướng Đường Tuấn, ngọn lửa màu đỏ thắm đang cuồn cuộn, mang theo uy thế kinh khủng đốt cháy hết tất cả. Chút tài mọn, Đường Tuấn khẽ cười một tiếng. Anh đưa tay ra, nguyên khí tạo thành một bàn tay xuất hiện trên không trung, đột nhiên bóp lấy Hỏa Diễm Trường Long. Oanh. Hỏa diễm trường long lập tức bị bóp nát, biến thành vô số nguyên khí và đốm lửa nhỏ mà tiêu tan đi. Nếu tiểu thiên sư chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì thật là khiến người ta thất vọng. Đường Tuấn lắc đầu, dáng vẻ lười biếng như vậy giống như đang cùng bạn cũ ôn lại chuyện xưa, chứ không phải là đang chiến đấu. Trương Tĩnh Hòa thấy vậy, nhắm mắt lại, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Ngón tay anh ta lại vẽ vào trong hư không lần nữa, chỉ là lần này tốc độ càng nhanh hơn gần như chỉ có thể nhìn thấy từng đường ảo ảnh. Thời gian lần này anh ta vẽ bùa lâu hơn, nguyên khí trong không khí chợt bắt đầu chấn động dữ dội, nhưng Đường Tuấn không ngăn cản. Nếu như anh thật sự ra tay, chỉ cần một quyền là có thể đánh nổ Trương Tĩnh Hòa lúc này. Anh rất muốn nhìn xem đạo pháp của núi Yên Tử một chút, có chỗ nào hơn người, có thể truyền thừa mấy ngàn năm, vững vàng không đổ. Khi Trương Tĩnh Hòa đang không ngừng bấm tay niệm thần chú vẽ bùa, cả người anh ta lại đang lơ lửng cách mặt đất hơn ba thước. Nguyên khí trời đất vô hình chấn động trong ống tay áo anh ta, phát ra tiếng gầm, tinh mang trong mắt của anh ta không ngừng lấp lóe, nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay của anh ta ngưng tụ lại xuất hiện một thanh kiếm dài chừng ba thước. Trên thân kiếm giống như là ngưng tụ từ sương mù, nhưng bị trương tĩnh hoàn nắm thật chặt, giống như là một thanh kiếm thật sự. Người ở bên ngoài nhìn thấy, giống như là trương tĩnh hòa đang làm ảo thuật, chỉ là động tác này thần kỳ hơn gấp mấy lần so với ma thuật, trong nháy mắt thân kiếm đã hoàn toàn ngưng tụ, Trương Tĩnh Hòa chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt anh ta tái nhợt đi rất nhiều, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ hưng phấn đắc ý. Chương 733, cô cảm thấy anh ta có phần thắng không? Lấy ngũ hành nguyên khí kim mộc thủy hỏa thổ làm vật dẫn, cùng với đạo pháp phù thuật của núi yên tử, kết hợp ra thanh kiếm nguyên khí này, trong núi yên tử quả thực là không thể xem thường. Cho dù là Trương Tuyệt Minh mới đột phá cao thủ thần hải không lâu, chỉ sợ cũng không dám đỡ một kiếm này. Đường Tuấn suy nghĩ trong lòng. Không thể thi triển được ở nơi này, tôi chờ anh ở bên ngoài. Trương Tĩnh Hòa lạnh lùng nói. Thân hình anh ta khẽ động, cầm kiếm pháp ngũ hành đi ra bên ngoài phòng, giống như là tiên nhân cưỡi gió mà đi, trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đường Tuấn, kiếm pháp ngũ hành này tôi đã từng nghe ông nội tôi nhắc tới, nghe nói có thể phá hết tất cả pháp tướng thân thể. 300 năm trước, chỉ có hàn long tịch của chùa bái đính có thể chống đỡ một lần nhờ vào hậu thiên đạo thể. Anh nhất định phải cẩn thận, dù sao thì Trương Tĩnh Hòa cũng chưa vào thần hải, pháp lực không đủ mạnh, nhiều nhất chỉ có thể chém ra ba kiếm. Anh chỉ cần tránh được ba kiếm là có thể chắc chắc thắng. Trình Vân Thiên đến gần bên người đường Tuấn, nhỏ giọng nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng ngay cả cô cũng không chắc chắn trong lòng. Nếu như có thể tránh được kiếm pháp ngũ hành dễ dàng như vậy, thì cũng không phải là bí thuật chấn giáo của núi Yên Tử, càng không thể chém được cao thủ thần hải. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, nói chỉ là kiếm pháp mà thôi, có thể làm được gì tôi. 300 năm trước Hàn Long tịch có thể làm được, bây giờ đường Tuấn tôi cũng có thể làm được. Nói xong, đường Tuấn từng bước phóng ra, hơn mấy mét, lập tức đi ra ngoài sảnh lớn. Trình Vân Thiên khẽ giật mình, không khỏi có chút tức giận dậm chân, thầm nghĩ cái tên này tại sao lại không nghe khuyên bảo chứ hậu thiên đạo thể của Hàn Long tịch kia mấy trăm năm mới xuất hiện, dù anh có mạnh hơn thì cũng có thể so sánh với ông ta sao? Đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Phủ Ngọc khẽ động, khi Đường Tuấn nói ra lời nói vừa rồi, trong lòng cô lại sinh ra một chút cảm giác đặc biệt. Cô hỏi cô gái tóc thắt bím đuôi ngựa bên cạnh, nói cô cảm thấy anh ta có phần thắng không? Cô gái tóc thắt bím đuôi ngựa không chút do dự lắc đầu, nói trừ khi thần hải nhập vào anh ta hoặc là tu thành thân thể hậu thiên đạo, nếu không hôm nay chắc chắn thua kiếm pháp ngũ hành đương thời ở núi Yên Tử đều là đạo pháp nhất nhì. Hoàng Phủ Ngọc nghe vậy, lại có chút khó chịu, giống như là không có chút đành lòng nhìn thấy đường Tuấn bị đánh bại. Đi, họ đường kia kiêu ngạo như thế, chúng ta đi tận mắt chứng kiến cậu ta thảm bại như thế nào. Phạm Nam Châu cắn răng nói. Trên mặt mộc manh nam lộ ra vẻ vui mừng như chút được gánh nặng, giọng điệu không khỏi mang theo vài phần nịnh nọt nói, không ngờ là nhà họ Phạm lại có thể có quan hệ với núi Yên Tử sau này hôm nay, e rằng nhà họ Phạm sẽ thống trị Hà Nội này. Anh Phạm đến lúc đó cũng đừng quên nhà họ Mộc tôi. Tâm trạng của Phạm Nam Châu rất tốt, cười nói, đồng ý, đồng ý. Nhà họ Phạm chúng tôi và nhà họ Mộc các anh chưa từng có thủ oán gì, đến lúc đó tất nhiên sẽ có cơ hội hợp tác. Mộc Mạnh Nam khẽ gật đầu, chỉ là vẻ mặt có chút ảm đạm. Chương 734 Trương Tĩnh Hòa không thể tin được. Hoàng Phủ Ngọc im lặng, đỡ ông cụ theo đám người đi ra khỏi sảnh lớn. Bên ngoài biệt thự, chính là đất trống trên đỉnh núi Thượng Vân. Đường Tuấn vẫn đứng chắp tay, Trương Tĩnh Hòa cầm kiếm pháp ngũ hành trong tay, giống như tiên nhân chảm yêu trừ ma trong sách. Xuất kiếm đi, Đường Tuấn nhìn Trương Tĩnh Hòa, lơ đãng nói. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám kiêu ngạo, hôm nay tôi sẽ để cho anh mở mang một chút kiến thức về uy lực kiếm pháp ở núi Yên Tử. Em mờ thanh của Trương Tĩnh Hòa mờ mờ ảo ảo, vang lên khắp bốn phương tám hướng. Thân hình anh ta thoáng một cái, lưu lại tàn ảnh trên không trung. Một lát sau, anh ta xuất hiện trên đỉnh đầu đường Tuấn, kiếm pháp ngũ hành lập tức chém xuống. Mặc dù kiếm pháp ngũ hành được tạo thành từ nguyên khí tinh khiết, nhưng theo một chém này của Trương Tĩnh Hòa, kiếm khí lập tức tung hoành trong sân, làm dâng lên một trận chi thế rung trời. Trương Tĩnh Hòa giống như là một kiếm khách tuyệt thế chảm yêu trừ ma. Trương Tĩnh Hòa không hề nương tay. Một chém này của anh ta đánh xuống phía đường Tuấn, thề là có thể chém anh thành hai khúc, tái hiện lại uy thế của tổ sư núi Yên Tử lấy kiếm chém thần hải 300 năm trước. Đáy mắt trương tính hòa lộ ra vẻ đắc ý, trông thấy đường Tuấn ngay cả ý định tránh né cũng không có, không khỏi nghĩ thầm, đương thời ngay cả học trò kiệt xuất nhất ở chùa Bái Đính cũng không dám chống lại một kiếm này, anh thật sự xem mình là hàn long tịch tái sinh hay sao. Ý nghĩ này của anh ta vừa mới xuất hiện, một phút sau, một cảnh tượng khiến cho anh ta nhìn thấy phải trợn mắt há mồm. Đối mặt với một thanh kiếm bậc thầy không có gì sánh được này, vậy mà Đường Tuấn chỉ cần nâng một tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy, đã bắt được kiếm pháp ngũ hành. Dáng vẻ tùy ý kia, giống như là đang nắm lấy một cây rơm giả. Làm sao có thể, Trương Tĩnh Hòa thất thanh, con người bỗng nhiên co rút lại. Khoảng cách gần như thế, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng đường vân trên bàn tay của Đường Tuấn, hiển nhiên là có thể nhìn thấy được kiếm pháp ngũ hành thậm chí cũng không làm bị thương da thịt của Đường Tuấn. Thanh kiếm này của anh ta đủ để tung hoành ở cảnh giới tông sư, có thể so sánh với thần hải, vậy mà không thể phá vỡ phòng thủ của Đường Tuấn. Trương Tĩnh Hòa không thể tin được. Lại chém, anh ta xoay eo, rút kiếm pháp ngũ hành trong tay Đường Tuấn ra, chém về phía eo của Đường Tuấn, muốn chặt ngang anh. Ha ha, Đường Tuấn cười khẽ. Anh duỗi hai ngón tay ra, như linh dương mọc sừng nắm lấy thân kiếm pháp ngũ hành. Kiếm pháp ngũ hành lập tức không có cách nào tiến thêm. Kiếm thế dung trời bùng nổ, nhưng lại không thể cắt đứt được ra thịt anh. Tôi không tin, Trương Tĩnh Hòa chợt quát một tiếng, thúc dục chân khí toàn thân, kiếm pháp ngũ hành dài ra một tấc. Trương 735 mà càng như vậy, anh ta càng sợ hãi. Kiếm pháp ngũ hành vừa vỡ, Trương Tĩnh Hòa lập tức gặp phải phản phệ, thân hình lảo đảo một cái, ngã xuống từ trên không trung sắc mặt anh ta vô cùng tái nhợt, máu tươi tràn ra ở khóe miệng, bên trong cơ thể trống rỗng, sức lực chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng mà anh ta hoàn toàn không để ý tới những điều này, đôi mắt gắt gao nhìn đường Tuấn, giọng run rẩy nói, làm sao anh làm được. Dựa vào tu vi của anh thì không thể nào chống đỡ được kiếm pháp ngũ hành. So với trường tính hòa đang thảm hại, đường Tuấn vẫn có dáng vẻ cậu ấm lười biếng kia. Trên người không dính một hạt bụi, giống như là vừa rồi không phải là đang chiến đấu, mà là đang chơi đùa cùng với người bạn nhỏ. Có điều theo đường Tuấn, so tài cùng với Trương Tĩnh Hòa quả thật là cũng không khác gì đang chơi đùa. Trương Tĩnh Hòa ngay cả tư cách để anh phải thi triển quyền pháp phá em mờ trưởng cũng không có, không phải chơi đùa thì là cái gì. Khi Trương Tĩnh Hòa lên tiếng, nhóm người vây xem cuối cùng cũng phản ứng lại. Trương Tĩnh Hòa thua, vị tiểu thiên sư ở núi Yên Tử này, thiên tri kiêu tử của giới võ đạo cứ như vậy thất bại. Phạm Trùng nắm chặt nắm đấm, trong lòng anh ta lần đầu tiên có cảm giác tính sai. Đám người nhà họ Mộc càng giống như cha mẹ chết, Mộc Tĩnh Hiên há to miệng nhỏ, sợ hãi nhìn về phía đường Tuấn. Thì ra là anh ta lại mạnh đến như vậy, trong lòng Hoàng Phủ Ngọc có chút chua sót, giống như là lần đầu tiên cô quen biết đường Tuấn. Cộc cộc cộc, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đường Tuấn từng bước một đi về phía Trương Tĩnh Hòa. Anh muốn làm gì, tôi là tiểu thiên sư của thiên sư đạo, thầy của tôi là trưởng giáo ở núi Yên Tử, anh không thể giết tôi. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng kia của Đường Tuấn, vị học trò kiệt xuất nhất ở núi Yên Tử đương thời cuối cùng cũng sợ, anh ta lúc này mới biết được tin đồn kia là sự thật, Đường Tuấn thật sự có năng lực giết được thần hải. Mà càng như vậy, anh ta càng sợ hãi. Đường Tuấn ngay cả thần hải cũng dám giết, giết một tiểu thiên sư ở núi Yên Tử như anh ta thì đáng là gì. Khi mọi người ở đây tưởng rằng Đường Tuấn sẽ ngang nhiên giết chết Trương Tĩnh Hòa, anh chợt dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn về phía đường núi. Đám người không hẹn mà cùng theo ánh mắt của anh nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc quần áo luyện công màu trắng, mang theo một thanh vũ khí trên lưng đang đi tới từng chút một trên đường núi. Hình dáng của người này dần dần rõ ràng. Người này hơn 40 tuổi, khuôn mặt thô kịch, hai đầu lông mày lại có chút giống với ông chủ nhà họ Phạm Phạm Nam Châu, nhưng ông ta lại mang theo một loại phong thái siêu nhiên, giống như là tất cả vật xung quanh không liên quan đến ông ta, kể cả mạng người. Quỷ đao Phạm Nam Thiên, đệ nhất tông sư, Trình Vân Thiên nhìn thấy người này, nhịn không được thất thanh nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 736 chứng minh ông ta là tông sư vô địch. Trong lòng Trình Vân Thiên hơi ngạc nhiên, đệ nhất tông sư Phạm Nam Thiên lại là người nhà họ Phạm ở Hà Nội. Chẳng trách nhà họ Phạm không có lo ngại gì như thế. Nếu như truyền đi, e rằng nhà họ Phạm có thể nhảy lên trở thành một trong những gia thế võ đạo hàng đầu lúc bấy giờ, không có chút thua kém nào với nhà họ Trình. Phạm Nam Thiên lại không hề liếc mắt nhìn đến người nhà họ Phạm một chút nào, ông ta cúi đầu đi về phía trước, tốc độ như chậm nhưng thực ra lại nhanh, gần như đạt đến đạo gia xúc địa thành thốn thần thông. Ông muốn ra tay vì người nhà họ Phạm sao? Đường Tuấn nhìn Phạm Nam Thiên hỏi. Khi anh biết được Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Tinh là Phạm Nam Châu, Đường Tuấn cũng suy đoán rằng Phạm Nam Thiên có quan hệ đến Phạm Nam Châu, lúc này cũng không ngạc nhiên nhiều. Phạm Nam Thiên vừa gỡ vũ khí sau lưng xuống, vừa lắc đầu, âm thanh lành lạnh, nói, sau khi bản thân tu thành tông sư, tôi đã không còn bất kỳ liên quan gì đến toàn bộ thế đời. Cuộc đời của tôi đều dâng hiến hết cho thanh đao trong tay, cùng tôi theo đuổi võ đạo. Trong mắt không thể chấp nhận thêm cái khác. Lúc này, mọi người mới thấy rõ vũ khí mà ông ta đem tới kia rõ ràng là một thanh đao thân đao hẹp thẳng, sáng đến nổi có thể soi gương, cao khoảng chừng 130 đến 140 cm, khí tức lạnh lẽo đập vào mặt. Cậu rất mạnh, hôm nay tôi tới đây chính là muốn đánh một trận với cậu. Phạm Nam Thiên cầm đao trên tay, khí tức bỗng nhiên thay đổi, biến thành một vị trinh chiến trên chiến trường, anh hùng dũng sĩ giết người như cắt cỏ. Say mê võ nghệ. Đường Tuấn nhìn Phạm Nam Thiên, không khỏi hiện ra từ này trong lòng. Anh đã nghe qua chuyện của Phạm Nam Thiên trong miệng của đám người Trần Thiên Dương, biết rằng ông ta rất chân thành với võ đạo, vì có thể tiến thêm một bước, thậm chí dám khiêu chiến với cao thủ thần hải. Nhưng cũng chính là trận chiến kia, ông ta sống sót từ trong tay cao thủ cảnh giới thần hải, tên tuổi trở thành đệ nhất tông sư, chấn động toàn bộ giới võ đạo. Mãi cho đến khi tin tức quyền của đường Tuấn giết thần hải truyền ra, vị đệ nhất tông sư này mới mơ hồ có chút lay động. Đường Tuấn có thể nghĩ được mục đích mà ông ta tới đây, chắc là vì muốn đánh bại mình, chứng minh ông ta là tông sư vô địch. Chú hai, giết cậu ta, người này dám đắc tội tới nhà họ Phạm chúng ta, đáng chết. Phạm Trùng bỗng nhiên kêu lên, ngậm miệng, nói thêm câu nữa, tôi sẽ giết cậu trước tiên. Phạm Nam Thiên lạnh lùng nhìn anh ta một cái, ánh mắt sắc bén như đau, khiến cho người ta cảm thấy ông ta không nói đùa chút nào. Nụ cười đắc ý trên mặt Phạm Trùng đột nhiên cứng đờ, giống như là không tin. Ít hầu anh ta nhấp nhô, muốn nói chuyện nhưng mà không nói được lời nào trình vân thiên đặt vào trong mắt lắc đầu cười thầm người đam mê võ nghệ như phạm nam thiên này làm sao để ý gì đến gia tộc phạm trùng không tự mình hiểu lấy lại còn muốn ra lệnh cho ông ta cô không nghi ngờ chút nào chỉ cần phạm trùng nói thêm một câu nữa phạm nam thiên nhất định sẽ giết đứa cháu ruột này của mình trước tiên nghe nói cậu từng dùng một quyền giết thần hải tôi muốn thỉnh giáo một quyền kia một chút Phạm Nam Thiên không để ý, trong mắt chỉ có đối thủ đường tuấn này. chương 737, một người đam mê võ nghệ tốt. Mặc dù anh kính nể Phạm Nam Thiên, nhưng không có nghĩa là anh sẽ nương tay, như vậy đối với hai người mà nói chính là sỉ nhục. Phạm Nam Thiên bỗng nhiên đưa tay ra, trường đao trong tay lại phát ra từng trận tiếng kêu thê lương, giống như là bầy quỷ đang chút hết oán hận trong lòng. Ông ta chém một đao xuống, sau lưng lại xuất hiện một cái bóng hư ảo, cái bóng có ba phần giống với Phạm Nam Thiên, giống như là quỷ thần, làm ra động tác giống như ông ta, cầm đao chém về hư không phía trước người. Quỷ đao Phạm Nam Thiên, danh bất hư truyền. Tất cả mọi người hết sức khó hiểu, Đường Tuấn cũng không ra tay, Phạm Nam Thiên chém đao vào hư không làm gì. Nhưng ngay lúc đó, tất cả mọi người nhìn ngây người. Chỉ thấy bóng dáng của Đường Tuấn dần dần tiêu tan, anh dường như trong chớp mắt đã xuất hiện trước người Phạm Nam Thiên đập một quyền hướng về phía trường đao của ông ta. Một vệt mây màu trắng quấn vòng quanh bên trên nắm đấm của anh. Mãi cho đến lúc này, mọi người mới nghe được âm thanh đường Tuấn chuyển ra, giống như là tiếng sấm gào thét, lại như vạn thú lao nhanh. Phá em mờ trưởng, đám người kinh hãi. Trên đời này lại có người chỉ dựa vào thân thể lại có thể đánh ra một quyền pháp tốc độ siêu thanh. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể tin được. Quynh, nắm đấm của đường Tuấn va chạm với đao trong tay Phạm Nam Thiên, phát ra một âm thanh vang trầm, giống như người khổng lồ gõ vang chống trời. Trong lòng mọi người vì vậy mà run lên, như muốn ngã nhào trên đất. Hiển nhiên đao trong tay của Phạm Nam Thiên không phải bình thường, lại không vỡ vụn dưới một quyền của đường Tuấn. Nhưng cánh tay của ông ta lại không may mắn như vậy. Khi sức mạnh tràn trề không có gì chống đỡ nổi lan truyền trôi qua, cánh tay của ông ta lại nổ tung thành một đám xương máu, một trận âm thanh của xương cốt vỡ vụn truyền ra. Cái bóng hư ảo phía sau ông ta oành, một tiếng vỡ tan, hóa thành một ít ánh sao rơi vào trong cơ thể ông ta. Cả người Phạm Nam Thiên bay ngược ra ngoài, trường đao vẫn bị ông ta nắm thật chặt, nhưng cánh tay ông ta đã bị máu tươi nhuộm đỏ. May mắn là một quyền này của Đường Tuấn đánh lên bên trên trường đao của ông ta, nếu không thì cũng đủ làm cho ông ta mất mạng. Nhưng cho dù như thế, Phạm Nam Thiên vẫn không dễ chịu lục phủ ngũ tạng dường như đã đặt sai chỗ chân khí lại càng tán loạn ở trong cơ thể giống như là muốn nổ tung cơ thể mà đi ra chỉ một quyền phạm nam thiên đã bị thương nặng thất bại thảm hại toàn cảnh lập tức yên tĩnh giống như chết cơ thể phạm nam thiên lảo đảo giống như là đứng không vững ông ta nhìn đường tuấn nói tôi thua nhưng mà lần gặp mặt sau tôi nhất định sẽ đột phá đến thần hải sẽ đánh lại với cậu một trận mặc dù bị thương nặng nhưng từ trong một quyền này của Đường Tuấn, Phạm Nam Thiên đã có chút hiểu rõ, lòng tin mạnh mẽ có thể đột phá thần hải. Giọng nói kiên định, Đường Tuấn cũng vì điều đó mà lộ vẻ cảm động. Nói xong câu đó, Phạm Nam Thiên liền quay người rời đi, trong nháy mắt đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 738, một quyền của anh ta là có thể giết được tôi. Hơn nữa trong lòng Đường Tuấn cũng có một lòng tin không gì sánh được, chính là dù Phạm Nam Thiên đạt được thần hải thì như thế nào, vẫn không phải là đối thủ của anh. Than thở một lát, Đường Tuấn lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía đám người. Đã đến lúc thu dọn tàn cuộc. Phạm Nam Châu bị ánh mắt của Đường Tuấn quét đến, toàn thân lập tức trở nên run rẩy. Phạm Nam Thiên là người bảo vệ phía sau, được nhà họ Phạm ông ta bố trí hơn 20 năm, là át chủ bài giúp nhà họ Phạm nhảy lên trở thành gia thế võ đạo lúc bấy giờ. Nhưng hôm nay lại bị một quyền của Đường Tuấn đánh bại, tất cả ảo tưởng cũng vì vậy mà sụp đổ lại nghĩ đến việc nhà họ phạm mưu tính với đường tuấn phạm nam châu đã nghĩ đến kết cục của nhà họ phạm có thể sẽ rất bi thảm sắc mặt của phạm trùng ở bên cạnh cũng tái nhợt vị cậu ấm hàng đầu ở hà nội được người khác gọi là cậu chủ trí đã không còn ung dung bình tĩnh như trước đám người nhà họ mộc mặt ai đều xám xịt ánh mắt e ngại sợ hãi nhưng đường tuấn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mấy người đi tới phía trương tĩnh hòa từ trên cao nhìn xuống anh ta vị tiểu thiên sư của thiên sư đạo lúc này đang ngồi xếp bằng trên mặt đất anh ta ngẩng đầu lên nhìn đường tuấn đôi môi khẽ run phun ra mấy chữ hậu thiên đạo thể trương tính hòa xuất thân ở núi yên tử đọc qua vô số sách cổ về võ đạo nếu lúc này còn nhìn không ra thân thể bí ẩn của đường tuấn thì cái tên tiểu thiên sư của anh ta chỉ là hư danh chỉ có thân thể và khí phách mạnh mẽ này trong truyền thuyết mới có thể có uy thế kinh khủng như thế có thể đỡ kiếm pháp ngũ hành của anh ta mà không bị thương ngay cả một đao của Phạm Nam Thiên cũng không có cách nào gây ra tổn hại thực sự đến anh. Những người khác nghe được như sương mù lọt vào trong tai, bọn họ không dành về võ đạo, tất nhiên không hiểu rõ hàm ý của bốn chữ này. Nhưng Trình Vân Thiên và cô gái có bím tóc đuôi ngựa lập tức thay đổi sắc mặt, sự kinh hãi trào dâng trong lòng, thất thanh nói anh ta thật sự đã tu thành hậu thiên đạo thể. Trình Vân Thiên trước đó còn hờn dỗi, chế diễu đường Tuấn là hàn long tịch tái sinh. Nhưng bây giờ, một câu của trương tĩnh hòa nói ra bí mật đường tuấn đã tu thành hậu thiên đạo thể đạt đến thành quả năm đó của hàn long tịch quả thực là đánh vào mặt cô một cái hậu thiên đạo thể rất mạnh sao hoàng phủ ngọc thấp giọng hỏi cô gái có bím tóc đuổi ngựa bên cạnh sự kinh hãi trong ánh mắt của cô gái có bím tóc đuổi ngựa chưa hết vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có trước đó nói từng chữ một đạo thể đã hoàn thành vô địch tông sư thấy hoàng phủ ngọc vẫn còn có chút không hiểu rõ cô gái có bím tóc đuổi ngựa nói tiếp, một quyền của anh ta là có thể giết được tôi. Trong lòng Hoàng Phủ Ngọc rung động mãnh liệt, nhìn về phía đường Tuấn trong mắt hiện lên sự hưng phấn và kinh ngạc. Thời gian dần trôi qua, hình ảnh của đường Tuấn đã phủ lên hình tượng nào đó ẩn sâu trong lòng của cô. Ông cụ Hoàng Phủ thấy vậy than nhẹ một tiếng, ông ta biết đứa cháu gái kiêu ngạo như thiên nga trắng này của mình đã động lòng, thế nhưng... Đường Tuấn đã vừa mới hủy bỏ hôn ước với nhà họ Hoàng Phủ tôi. Cường giả giống như cậu ta, đã nói ra thì chính là nguyện vọng, sao có thể tùy ý thay đổi. Cuối cùng thì phủ Ngọc đã bỏ lỡ, nhà họ Hoàng phủ ta đã bỏ lỡ. Chương 739, chẳng lẽ anh ta thật sự dám giết người? Trương Tĩnh Hòa không hổ là đến từ núi Yên Tử cho nên hiểu rất rõ tình hình bên trong, vậy mà anh ta chỉ dựa vào hai lần ra tay đã nhận ra được. Phải biết rằng, lúc trước ngay cả cường giả nổi tiếng từ xưa Huyền Long tử cũng không nhận ra được bí mật thân thể của anh trên mặt trương tính hòa lộ ra nụ cười khổ, tự nhủ, tôi sớm nên nghĩ tới, có thể dựa vào cảnh giới tông sư một quyền giết thần hải. Ngoại trừ giống với hàn long tịch 300 năm trước luyện thành hậu thiên đạo thể, còn ai có thể làm được như vậy? Anh quá nhiều lời, đường tuấn tiến lên trước một bước, sát khí trong mắt bắn ra. Thân thể trương tính hòa run lên, biết rằng đường tuấn đã có ý định giết anh ta. Đường tuấn, nếu như anh không giết tôi, núi yên tử tôi sẽ nợ anh một ân tình. Trương Tĩnh Hòa run giọng nói. Không đủ, Đường Tuấn lại tiến lên trên một bước, khí tức trên cơ thể nổi lên, sát ý lạnh lẽo làm cho những vị cậu ấm cô chiêu không tu võ đạo kia cũng có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ anh ta thật sự dám giết người? Mục Tĩnh Yên ngạc nhiên nói. Cô gái có bím tóc đuôi ngựa cười nhạo lên tiếng, hậu thiên đạo thể có thể sáng ngang với cao thủ cảnh giới thần hải, địa vị vô cùng kính trọng. Ngay cả đại phái võ đạo như núi Yên Tử cũng phải cân nhắc thật kỹ, Giết một tiểu thiên sư thì có đáng là gì? Núi Yên Tử tôi có truyền thừa mấy ngàn năm, bên trong cất giữ vô số sách cổ võ đạo và bí pháp. Chỉ cần anh không giết tôi, núi Yên Tử tôi sẵn lòng để anh tới đọc." Trương Tĩnh hòa cắn răng nói. Bí mật sách cổ ở núi Yên Tĩnh không truyền ra ngoài, ngay cả anh ta là tiểu thiên sư cũng không thể tùy ý đọc. Chỉ có trưởng giáo chân nhân và một số ít các vị trưởng lão mới có thể tùy ý đọc. Điều kiện này đối với núi yên tử mà nói thật giống như là nhục nước mất chủ quyền. Đường Tuấn dừng bước lại, trên mặt tỏ ra cảm thấy hứng thú, như đang ngẫm nghĩ. Mặc dù anh tu thành Hậu Thiên Đạo thể, tông sư vô địch, có thể ngang hàng với thần hải. Nhưng anh lại giống như Hàn Long kịch 300 năm trước, bị thân thể mạnh mẽ nhốt lại, rất khó để đột phá thân thể bị ràng buộc, không có hy vọng mở ra thế giới trong cơ thể, không có cách nào thăng cấp lên thần hải. Núi yên tử có truyền thừa mấy ngàn năm, có vô số sách cổ thuật pháp có lẽ trong đó có thể có phương pháp giúp anh đột phá những sự ràng buộc trong thân thể những tới những điều này đường tuấn nhẹ giọng nói có thể chuyện chỗ này tôi theo anh đi lên núi yên tử trương tính hòa lập tức như được đại xá áo đạo sĩ trên người đã bị ướt vì mồ hôi chỗ sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia đắc ý núi yên tử tôi cũng có cao thủ cảnh giới thần hải chấn giữ chờ đến khi trở lại núi yên tử tự có trưởng lão và thầy bọn họ ra tay đối phó. Đến lúc đó, dựa vào đường Tuấn Anh thu thành hậu thiên đạo thể, thì có thể làm gì được tôi? Một người ngoài như anh, lại muốn xem bí mật của núi yên tử tôi, vọng tưởng. 300 năm trước Hàn Long Tịch cũng không làm được, đường Tuấn Anh chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn so với Hàn Long Tịch sao? chương 740 rõ ràng là tự tìm cái chết. Nhìn thấy đường Tuấn đang từng bước một đi về hướng bọn họ, suýt nữa muốn quỷ xuống xin tha. Đường Tuấn, cậu đi tới phía trước thêm một bước, đừng trách tôi nổ súng. Đúng lúc này, Phạm Trùng bỗng nhiên kêu lên. Đám người lúc này mới nhìn thấy, chẳng biết từ lúc nào Phạm Trùng đã cầm một khẩu súng ngắn màu trắng bạc trong tay, họng súng đen nhánh hướng về phía đường Tuấn. Bước chân đường Tuấn hơi ngừng lại, nghiêng đầu, giống như thật sự là bị hù sợ. Phạm Trùng đi ra từ sau lưng Phạm Nam Châu, vẻ mặt đắc ý nhìn đường Tuấn nói, dù võ đạo của cậu có mạnh đến đâu, chẳng lẽ có thể mạnh đến mức qua được khẩu súng này trong tay tôi? Hiện tại là xã hội pháp chế, cậu dám làm loạn, tôi có một trăm cách thức có thể giết chết cậu. Phạm Trùng vô cùng đắc ý. Từ lúc còn rất nhỏ, anh ta đã mang theo khẩu súng ngắn này trong người, lại còn được các chuyên gia về kỹ thuật bắn súng hàng đầu dạy bảo, kỹ thuật bắn súng tự nhận là không thua kém chút nào so với quân đội binh sĩ. Hơn nữa anh ta từng dùng khẩu súng này bắn chết rất nhiều đối thủ, cho nên không những không sợ nổ súng, ngược lại còn cảm thấy có chút hưng phấn khó hiểu, nóng lòng muốn nhìn thấy viên đạn bắn vào bên trong cơ thể Đường Tuấn, cảnh tượng nổ tung máu bắn tung tóe. Phạm Nam Châu không ngăn cản, giống như gia thế đại tộc như nhà họ Phạm này, giết một hai người thì có đáng gì. Ông ta có đủ tiền tài và quan hệ để đè chuyện này xuống. Chuyện đến nước này, nhà họ Phạm và Đường Tuấn hoàn toàn không thể giữ mối quan hệ tốt được. Người nhà họ Mộc cũng thở phào nhẹ nhõm, thân thể của người làm sao có thể chống đỡ được đạn còn hậu thiên đạo thể gì đó trong miệng Trương Tĩnh Hòa, bọn Hòa hoàn toàn không quan tâm nhiều. Họ lại không nhìn thấy trong mắt của Trương Tĩnh Hòa, Trình Vân Thiên và cô gái có bím tóc đuôi ngựa cùng lúc lộ ra vẻ mặt diếu cợt. Cao thủ nội kình có lẽ còn e ngại súng ngắn, nhưng võ giả vừa vào cảnh giới chân khí, tâm trí và hơi thở hòa hợp, nguyên khí của bản thân cộng hưởng với trời đất, chỉ cần không phải khoảng cách quá gần, đạn hoàn toàn không bắn được cao thủ tông sư. Mà một khi rút ngắn khoảng cách, thậm chí trong 10 bước, đối mặt với một vị tông sư võ đạo, người bình thường ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có. Mà Đường Tuấn lại tu thành Hậu Thiên Đạo thể, có thể nói là tông sư có thân thể mạnh nhất trong vòng 300 năm nay ở giới võ đạo. Nếu như súng ngắn có thể uy hiếp được Đường Tuấn thì tông sư vô địch kia quá là vô dụng. Hừ, rõ ràng là tự tìm cái chết, Trương Tĩnh Hòa cười lạnh trong lòng. Võ đạo đột nhiên suy tàn từ 300 năm trước, võ giả mạnh mẽ dần dần bị người đời quên lãng, chứ đừng nói là kính sợ mà con cháu ra thế cao cao tại thượng như Phạm Trùng lại càng chưa từng đem cái gọi là võ giả để vào trong mắt cho nên mới cho rằng một khẩu súng sẽ có thể uy hiếp được Đường Tuấn. Phạm Trùng không hề nhận ra chút nào, súng ngắn vẫn chĩa vào Đường Tuấn, thậm chí còn rất kiêu ngạo lung lay họng súng nói, tông sư vô địch, võ đạo đứng đầu, ta khinh. Cậu cho là mình đang đóng phim sao, có tin một phát súng của tôi có thể hạ gục được cậu không? Ha ha, anh có thể nổ súng để xem thử một chút, Đường Tuấn búng ngón tay một cái, vẻ mặt không có chút căng thẳng nào. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 741, 40%. Vừa nói chuyện, Đường Tuấn vừa nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước. Oanh. Cậu thật sự cho rằng tôi không dám nổ súng sao? Phạm Trùng khẽ quát một tiếng, nổ súng không chút do so dự, trong sân vang lên tiếng súng trầm thấp, mục tiêu chính là ấn đường của Đường Tuấn, anh ta muốn giết bằng một phát súng duy nhất cảnh tượng máu bắn ra tung tóe trong tưởng tượng của Phạm Trùng đã không xảy ra, đạn bắn ra, sau đó đột nhiên dừng lại cách ấn đường của đường Tuấn 1 mét, vẫn còn duy trì tư thế xoay tròn với tốc độ cao. Đường Tuấn đưa tay ra, hai ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy viên đạn bằng hai hạt lạc kia. Làm sao có thể, Phạm Trùng cứng đờ, ánh mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh ta muốn tiếp tục bóp cò, nhưng đường Tuấn lại không cho anh ta cơ hội này. Ngón tay của đường Tuấn búng ra một cái, mắt thường không thể nhìn thấy được tốc độ bắn ra của viên đạn, lập tức xuyên thủng ấn đường của phạm trung. tốc độ quá nhanh, phạm trung gần như không cảm nhận được cảm giác đau đớn. mãi đến khi máu tươi nhuộm đỏ tầm mắt anh ta, lúc này anh ta mới kịp phản ứng. trong mắt mang theo sự oán hận và không cam lòng, phạm trung phù phù một tiếng rồi té ngã trên mặt đất. người này tự nhận là đã tính toán hết tất cả mọi người, cậu chủ chí một lòng muốn đem nhà họ phạm tới đỉnh cao ở hà nội cứ thế mà chết đi tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng bước chân đường tuấn bước về phía trước, giống như một cây búa đập vào trong lòng mọi người. Phù phù, Phạm Nam Châu cũng không thể nén được sự sợ hãi ở đáy lòng nữa, dứt khoát quỳ xuống. Xin Tông Sư thứ tội, tha cho nhà họ Phạm ta một mạng, Phạm Nam Châu cúi đầu, gần như là cầu xin mà nói. Dưới võ đạo như thần tiên của Đường Tuấn, vị tổng giám đốc tập đoàn thiên tinh này cuối cùng cũng sợ. Ngay cả việc Đường Tuấn giết con trai ông ta, Ông ta cũng không dám lên tiếng chống lại, chỉ muốn có thể sống sót từ trong tay Đường Tuấn. Ồ, nhà họ Phạm ông năm lần bảy lượt mưu tính tôi, ông còn muốn sống sót sao? Đường Tuấn cười khẽ. Tôi bằng lòng đem 20% cổ phần của tập đoàn thiên tinh tặng cho Tông Sư, xin Tông Sư tha thứ. Phạm Nam Châu cắn răng nói, giá trị của tập đoàn thiên tinh đến mấy chục nghìn tỷ, 20% cổ phần tương đương với 100 tỷ, chuyện này đối với Phạm Nam Châu mà nói không khác nào cắt ra. 40%, Đường Tuấn nói. Phạm Nam Châu khẽ giật mình, nhà họ Phạm tuy là cổ đông lớn nhất trong tập đoàn thiên tinh, nhưng trong tay cũng chỉ nắm giữ 70% cổ phần. Nếu giao 40%, đồng nghĩa với chuyện tập đoàn thiên tinh sẽ đổi chủ. Hả, chỉ là do dự lúc này trong nháy mắt, Đường Tuấn nhíu mày, một luồng uy thế kinh khủng đặt lên trên vai Phạm Nam Châu, khiến ông ta khó thở. Trường 742 nếu như tôi muốn anh chết thì sao? Đối với anh hiện tại mà nói, tiền nhiều hay ít cũng chỉ là con số mà thôi. Tài chữa bệnh và võ đạo của anh mới là chỗ đứng lớn mạnh ở thiên hạ, mới là át chủ bài khiến nhà họ phạm cúi đầu. Nhà họ Mộc bằng lòng giao 40% cổ phần của tập đoàn Dương Mộc, xin Tông Sư bỏ qua cho nhà họ Mộc. Mộc Mạnh Nam lên tiếng nói. Cha, dựa vào cái gì? Một câu của anh ta lại muốn nhà họ Mộc ta giao ra 40% cổ phần. Anh ta cũng đã giết người, anh ta phải bị bắt đi ngồi tù. Mục Tĩnh Nhiên la lớn, trong mắt vẫn còn e ngại đối với Đường Tuấn, nhưng càng như vậy, cô lại càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ thắng lợi của Đường Tuấn. Ngồi tù, Trương Tĩnh Hòa lúc này đi đến sau lưng Đường Tuấn, chế nhạo nhìn Mục Tĩnh Nhiên, nói chính là ngài Đường cho dù có tàn sát tất cả nhà họ Mộc mấy người ở đây, thì anh ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Mục Tĩnh Nhiên cuối cùng cũng không chạm vào được cốt lõi của nhà họ Mộc căn bản không biết được một người gần như là tông sư vô địch kinh khủng cỡ nào loại sức mạnh này ngay cả quốc gia cũng chỉ có thể giữ thái độ trần an làm sao lại vì một người không quan trọng như phạm trùng mà chọc giận đường tuấn đường tuấn nhìn về phía mục tĩnh yên ánh mắt lạnh lùng giống như đang nhìn một con run dế. mục tĩnh yên hét lên một tiếng suýt nữa ngã nhào trên đất tinh thần lực của đường tuấn thật là đáng sợ mặc dù chỉ hơi phóng ra một chút tinh thần lực nhưng cũng làm cho Mộc Tĩnh Yên kích động muốn quỳ phục xuống. Mộc Nhược Phùng đỡ lấy Mộc Tĩnh Yên, sau đó, phù phù, một tiếng rồi quỳ xuống, dùng giọng điệu vô cùng cung kính nói, nhà họ Mộc sai rồi. Xin tông sư Đường tha thứ. Anh, anh quỳ anh ta làm cái gì? Mộc Tĩnh Yên cố gắng kéo Mộc Nhược Phùng, cô biết anh trai mình kiêu ngạo như thế nào, nhưng lúc này lại quỳ gối về phía Đường Tuấn ở trước mắt bao nhiêu người, lúc này cô mới có chút hối hận. Đùng Mộc Nhược Phùng tát vào mặt Mộc Tĩnh Yên một cái. Mộc Tĩnh Yên ngây người, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên anh trai đánh cô. Tĩnh Yên, câm miệng, Mộc Nhược Phùng có chút đau lòng, nhưng lại cần phải làm như vậy. Nếu không đừng nói là Mộc Tĩnh Yên, nhà họ Mộc bất cứ khi nào cũng có thể gặp nguy hiểm bị lật đổ. Em gái tôi nói không biết lựa lời, xúc phạm tới tông sư. Tôi là anh trai của nó, nguyện thay nó chịu phạt. Mộc Nhược Phùng kiên định nói. Thật chứ? nếu như tôi muốn anh chết thì sao? Đường Tuấn nhìn Mộc Nhược Phùng diễu cợt nói. Mộc Nhược Phùng ngẩng đầu, nói chỉ cần cậu bỏ qua cho em gái tôi và nhà họ Mộc, tôi bằng lòng nhận lấy cái chết. Đường Tuấn hơi đưa tay ra, một luồng khí thức sắc bén lập tức xuất hiện, có thể so sánh với đao kiếm sắc bén nhất. Mộc tĩnh yên có ngu xuẩn, lúc này cuối cùng cũng đã hiểu rõ rồi. Cô bỗng nhiên nhào tới bên người Mộc Nhược Phùng, ôm anh trai. Trong lòng sinh ra sự hối hận tột cùng, nếu có thể làm lại lần nữa, hôm đó cô nhất định sẽ không nhiều lời, chủ động khiêu khích đường Tuấn. Là một tĩnh yên tôi làm sai, một mình tôi gánh chịu. Anh đừng giết anh trai tôi. Một tĩnh hiên gần như gào thét kêu lên, bên trong âm thanh mang theo sự cầu xin vô tận. chương 743 đây chính là vô địch. Tông sư đường, mời vào bên trong phòng khách nghỉ ngơi một lát, để cho nhà họ Hoàng Phủ hoàn thành trách nhiệm chủ nhà một chút. Ông cụ nhà họ Hoàng Phủ lên tiếng nói. Lúc này, ngay cả một ông già một tay sáng lập nên sự nghiệp nhà họ hoàng phủ lớn như vậy cũng không dám coi Đường Tuấn là thế hệ sau, giọng điệu mang theo sự cung kính. Đường Tuấn khẽ gật đầu, theo người của nhà họ hoàng phủ đi vào bên trong phòng khách, đám người trình vân thiên, trương tĩnh hỏa theo sát phía sau. Đường Tuấn không ký hiệp ước với người nhà họ phạm và nhà họ mộc, chẳng lẽ không sợ bọn họ đổi ý sao? Trong đám người, có người nói nhỏ. Nhà họ Phạm và nhà họ Mộc chỉ cần không phải bị điên, cũng không dám đổi ý. Nếu là tông sư bình thường, hai nhà chưa chắc sẽ sợ hãi nhiều. Nhưng vừa rồi anh không nghe thấy sao, ngài đường là tông sư vô địch đó. Ở toàn bộ Việt Nam có hơn 1 tỷ người, mới xuất hiện một vị tông sư vô địch như thế, so với nhà giàu nhất ở Việt Nam thì lợi hại hơn gấp mấy trăm lần, nhà họ phạm và nhà họ mộc dám chống đối lại sao. Có người cười lạnh giải thích, ngay cả tên của đường Tuấn mà bọn họ cũng không dám gọi, chỉ kính trọng mà gọi ngài đường. Lời vừa nói ra, không ai dám nói thêm gì nữa. Một người có thể ép được hai gia thế hàng đầu ở Hà Nội là nhà họ Phạm và nhà họ Mộc phải cúi đầu. Tiểu thiên sư ở núi Yên Tử phải quỳ xuống nất cầu xin tha thứ. Vị tông sư đệ nhất đầu tiên Phạm Nam Thiên phải chủ động nhận thua. Đây chính là vô địch. Một trận chiến hôm nay nếu chuyển ra ngoài, tên của Đường Tuấn sẽ chuyển đi khắp tất cả giới võ đạo mà không có người nào dám nghi ngờ. Trong phòng khách của nhà họ Hoàng phủ, Đường Tuấn ngồi ở vị trí cao nhất, mà ông cụ Hoàng phủ thì lại ngồi bên cạnh anh. Hoàng phủ Ngọc đang pha trà cho hai người, đôi mắt đẹp liên tục nhìn về phía Đường Tuấn, trên mặt lộ ra vẻ khác thường. "Tông sư Đường," ông cụ Hoàng phủ nói. Đường Tuấn khoát tay, nói, "Ông nội Hoàng phủ gọi tên tôi là được rồi." Ông cụ Hoàng phủ ngượng ngùng cười một tiếng, nói, "Đường Tuấn, hiện tại thì Phạm Trùng đã chết, vậy hôn ước của cậu và phủ Ngọc thì sao?" Hoàng phủ Ngọc nghe đến đây, lộ ra ánh mắt mong đợi. Nếu như mọi khi, cô chắc chắn sẽ dứt khoát lên tiếng từ chối. Nhưng hôm nay, khí thế của Đường Tuấn đã làm cô rung động, dáng vẻ vô địch của anh khiến cho cô động lòng. Đây còn không phải là vị hôn phu lý tưởng của Hoàng phủ Ngọc cô sao? Sắc mặt Đường Tuấn không thay đổi, nói: "Ông nội Hoàng phủ, tôi đã nói rồi. Hôn ước của tôi và Hoàng phủ Ngọc đã hủy bỏ, từ nay tự do kết hôn, hai người không liên quan." Ông cụ hoàng phủ thở dài, thực ra thì ông đã sớm đoán được kết quả sẽ như vậy, chỉ là vì liên quan đến hạnh phúc cả đời của hoàng phủ ngọc, ông ta mới hỏi câu này. chương 744, tôi có lý do để cần phải đi. Chỉ là từ trước tới nay sự kiêu hãnh trong lòng tuyệt đối không cho phép cô chủ động nói ra, lặng lẽ nhìn đường tuấn một chút, trong lòng hoàng phủ ngọc thầm nghĩ, hoàng phủ ngọc tôi làm sao có thể thua mộ dung lan được, tuyệt đối không được. Tôi là nữ vương ở thương trường, về mặt tình cảm, cũng nhất định phải là người thắng. Hoàng Phủ Ngọc lại yêu nghiệt có thiên phú kinh doanh, cuối cùng vẫn là cô gái không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Trước ngày hôm nay, có lẽ cô chỉ có một lòng muốn điều hành việc kinh doanh nhà họ họ An Phủ, không nghĩ đến chuyện tình cảm này, nhưng điều này chỉ là bởi vì không có một người đàn ông nào có thể tiến vào trong trái tim cô, kể cả Phạm Trùng đã từng là cậu chủ trí. Nhưng hôm nay sau khi được chứng kiến đường tuấn, trong lòng của cô lại rung động, muốn giành được người đàn ông này. Ý nghĩ này giống như cỏ dại, một khi đã xuất hiện thì không có gì ngăn cản nổi. Ông cụ Hoàng phủ muốn tạo ra cơ hội cho Hoàng phủ Ngọc nên bảo Đường Tuấn ở lại nhà họ Hoàng phủ mấy ngày. Nhưng Đường Tuấn khéo léo từ chối, mang theo Trình Vân Thiên và Trương Tĩnh Hòa, còn có Trình Dương sớm đã bị dọa cho đến nỗi không nói nên lời rời khỏi nhà họ Hoàng phủ. Hoàng phủ Ngọc đứng ở cổng nhà họ Hoàng phủ, nhìn mấy người Đường Tuấn đi xa, hai tay hơi nắm chặt, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Ông cụ Hoàng Phủ nhìn như thế nào cũng đoán không được ý nghĩa trong lòng cô, thầm thở dài, tình trường không thể so sánh với thương trường, cháu gái ngoan, con đã thua rồi. Trở lại biệt thự do nhà họ Trình đã sắp xếp ở Hà Nội, Trình Dương rất biết điều mà chủ động rời đi, chỉ để lại ba người đường tuấn, Trình Vân Thiên và Trương Tĩnh Hòa ở lại phòng khách. Chuyện ở núi Thượng Vân ngày hôm nay một khi truyền ra ngoài, cho dù là rất nhiều gia thế đại tộc ở Hà Nội, giới kinh doanh ở Việt Nam, hay là giới võ đạo cũng sẽ vì vậy mà chấn động. Anh nóng lòng muốn chia sẻ tin tức này với những người bạn không tốt kia, khoe khoang thật tốt một phen. Nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta sẽ lên đường đi tới núi Yên Tử. Đường Tuấn tựa vào ghế sofa, hai con mắt híp lại thản nhiên nói. Đường Tuấn, anh thật sự muốn tới núi Yên Tử sao? Trình Vân Thiên nhìn Trương Tĩnh Hòa bên canh, lo lắng nói, núi Yên Tử không như nhà họ Phạm, chắc chắn có cao thủ cảnh giới thần hải sống ở đương thời, nếu anh đi chỉ sợ không có gì tốt. Cô có thể đoán ra được dự định của Trương Tĩnh Hòa, cho nên lên tiếng nhắc nhở. Sách cổ ở núi Yên Tử quý giá cỡ nào, dựa vào thiên sư đạo có truyền thừa ngàn năm, trong đó thậm chí có công pháp đột phá cảnh giới thần hải, trưởng giáo chân nhân và các trưởng lão trên núi làm sao có thể tùy tiện để Đường Tuấn xem. Trương Tĩnh Hòa im lặng không nói gì, chỉ là khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Tôi có lý do để cần phải đi." Đường Tuấn nhẹ giọng nói. Trong lòng Trình Vân Thiên khẽ lay động, nói chẳng lẽ anh giống như Hàn Long Tịch 300 năm trước, bị đạo thể làm khó khăn. Đường Tuấn gật đầu, cũng không giấu giếm. Một khi chuyện anh tu thành Hậu Thiên Đạo thể truyền ra ngoài, e rằng có rất nhiều người cũng sẽ nghĩ đến những điều này. Trong mắt Trình Vân Thiên không khỏi lộ ra một chút thương xót. Chương 745 dù sao đấy là cũng là đạo phái đứng đầu thế giới. Cuối cùng cả đời Hàn Long Tịch Dùng hết trăm năm tuổi cũng không thể phá bỏ được những ràng buộc trong thân thể, cuối cùng không rõ sống chết. Anh có chắc chắn không?" Trình Vân Thiên trầm giọng nói. Cảnh tượng Hàn Long Tịch năm đó là tông sư vô địch cỡ nào, chiến đấu khắp thế giới, thậm chí chém giết cả thần hải, nhưng cuối cùng lại biến mất trong dòng sông lịch sử. Loại trải nghiệm này quá giống với Đường Tuấn bây giờ, Trình Vân Thiên sợ Đường Tuấn sẽ bước vào con đường cũ của Hàn Long Tịch. Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi không còn lựa chọn nếu như núi yên tử không có vậy thì tôi sẽ tới chùa bái đính không được nữa tôi sẽ đọc hết sách võ đạo trong thế giới tôi cũng không tin không tìm thấy cách đột phá trình vân thiên khẽ giật mình há to miệng nhưng không nói gì thêm ha ha hàn long tịch năm đó cũng đã từng tới núi yên tử muốn xem bí mật bên trong sách cổ đáng tiếc là ông ta bị một đại tổ sư của thiên sư đạo ngăn lại ở cửa ngay cả cửa cũng không vào được cuối cùng chỉ có thể ôm hận rời đi Mặc dù tôi đồng ý điều kiện của anh, nhưng tôi cũng không dám đảm bảo rằng trưởng giáo sư phó và các trưởng lão bên trong có đồng ý hay không. Ánh mắt của Trương Tĩnh Hòa mang theo một tia chế nhạo, nói khẽ. Trong lòng Trình Vân Thiên hơi sợ, nhưng lại không biết được năm đó đã xảy ra loại bí ẩn này. Đường Tuấn nhìn lướt qua Trương Tĩnh Hòa, nói chuyện Hàn Long tịch không làm được, đường Tuấn tôi chưa chắc là làm không được. Anh đừng cho rằng tôi không biết suy nghĩ của anh, cho dù không có anh, tôi vẫn dám lên núi yên tử. Chờ tôi đập phá cửa núi, tôi không tin là các người còn bảo vệ không bỏ mấy quyển sách nát ra. Đạp phá cửa núi của thiên sư đạo tôi, dựa vào anh, ánh mắt trương tĩnh hòa tràn ngập sự khinh thường. Ngay cả trong lòng Trình Vân Thiên cũng không chắc, cảm thấy lời này của Đường Tuấn là nói nhảm. Trong lịch sử 5.000 năm của Việt Nam, đã thay đổi vô số triều đại, nhưng chỉ có núi yên tử vẫn đứng vững không ngã, tòa đạo quán kia vẫn yên ổn nằm ở nơi đó. Cửa của thiên sư đạo có lẽ từng bị đập phá trong cuộc đại chiến, nhưng đó là sức mạnh của quân đội, là sức mạnh của chục nghìn người. Có lẽ chưa từng nghe qua có người có thể tự mình đập phá cửa núi yên tử, ép tới thiên sư đạo phải cúi đầu. Dù sao đấy là cũng là đạo phái đứng đầu thế giới. Ngày hôm sau, tập đoàn Thiên Tinh và tập đoàn Dương Mộc Triệu tập hội đồng quản trị. Ký kết thỏa thuận tại chỗ, chuyển nhượng 40% cổ phần của tập đoàn cho tập đoàn Thiên Thanh ở tỉnh Khánh Hòa xa xôi. Một số cổ đông của hai tập đoàn lớn vô cùng khó hiểu, có không ít ý kiến phản đối trái chiều, nhưng đều bị Phạm Nam Châu và Mộc Mạnh Nam lấy tư thế gần như là cưỡng ép để đè xuống. Tập đoàn Thiên Thanh vốn dĩ chỉ là một công ty mới nổi, nhưng tin tức vừa truyền ra đã lập tức nhảy lên trở thành cổ đông lớn nhất của hai tập đoàn siêu cấp Việt Nam, thành công đi một bước đi mà vô số người khởi nghiệp và công ty khác nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Đại biểu tập đoàn Thiên Thanh ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần chính là tổng giám đốc đương nhiệm Dương Lộc cô thiếu nữ còn có chút ngây thơ này lần đầu tiên xuất hiện trong mắt các vị đại lão trong giới kinh doanh Việt Nam bây giờ đã trở thành một vị khách quý trong giới kinh doanh, danh tiếng nhất thời lên như diều gặp gió, thậm chí còn được ca ngợi là nữ hoàng của giới dược phẩm Việt Nam trong tương lai. Việc chuyển nhượng cổ phần của hai tập đoàn lớn có thể là chuyện bình thường đối với cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù có vô số loại nghi ngờ, thậm chí còn lời đồn chủ tịch của tập đoàn Thiên Thanh là một thần tiên chuyển thế, có thể chắn được đạn, bay lên trời chui xuống đất nhưng đa số mọi người nghe đều cười nhạt, thờ ơ lạnh lùng. Trên đời này làm gì có thần tiên cơ chứ? Audio điện tử võ tấn bền chương 746 sư đệ không cần phải quan tâm Mà đối với giới võ đạo mà nói, hai trận đấu trên núi Thượng Vân có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Hậu thiên đạo thể trăm năm mới xuất hiện một lần. Sau khi chủ nhân của hậu thiên đạo thể đường tuấn đánh bại thiên sư đạo đương nhiệm tiểu thiên sư, một quyền đánh bại quỷ đao Phạm Nam Châu, Trở thành tông sư mạnh nhất hiện tại, tái hiện lại uy lực của đạo thể thiên hậu 300 năm trước. Cái này khác với lời đồn ở dân tộc mèo, có vô số người chứng kiến, gần như không có ai dám hoài nghi thật giả. Núi Yên Tử có giữa một miếu đạo quan cổ kính. Huyền Long Tử đang chỉ dạy võ đạo cho Mục Phương, hai tròng mắt của vị tiểu chân nhân đạo phái Hồng Lĩnh này tinh quang đầy nội hàm, lúc giơ tay nhấc chân đã có phong phạm của đại gia võ đạo. Rõ ràng làm sau khi rời khỏi dân tộc mèo võ thuật của ông ta đã tiến bộ hơn một bậc. Một vị đạo sĩ trẻ tuổi vội vàng đi vào, cung kính nói với hai người, chú Huyền Long Tử, anh Mục Phương, hậu thiên đạo thể đã xuất thế. Cái gì, Huyền Long Tử và Mục Phương đồng thời dừng tay lại, thất thanh nói. Chẳng lẽ Kim Cương Tự lại xuất hiện một hàn nhật long? Huyền Long Tử nghi hoặc, đột nhiên trong lòng của Mục Phương có chút bất an. Người đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hai người nói, không phải, người này chính là Đường Tuấn mà chú và anh đã nói. Anh ta ở trên núi Thượng Vân Hà Nội đánh bại tiểu thiên sư Trương Tĩnh Hòa một quyền đánh lui Phạm Nam Châu. Cuối cùng Trương Tĩnh Hòa đã nhìn ra được hậu thiên đạo thể mà Đường Tuấn kia cũng đã thừa nhận. giữa sân đột nhiên trở nên tĩnh lặng. một lát sau Huyền Long Tử vuốt râu thở dài nói hậu thiên đạo thể cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi. khó trách cậu ta có thể một quyền đánh chết Trương Viễn Quốc chỉ có loại đạo thể trong truyền thuyết này mới có uy lực như thế vốn dĩ tôi còn đang nghi ngờ cậu ta có phải là có thể chất đặc thù gì hay không không nghĩ tới vậy mà lại là hậu thiên đạo thể mục phương nắm chặt nắm tay cơ mặt khẽ run rẩy rõ ràng là bị tin tức này kích thích huyền long tử thấy thế nói đạo thể nhất thành tông sư vô địch sư đệ không cần phải quan tâm ông ta biết vị sư đệ này sau khi trở về từ dân tộc mèo đã tu luyện như thế nào chính là vì muốn đuổi kịp đường tuấn Ông ta sợ Mục Phương vì tin tức này mà tinh thần bất ổn, để lại tâm ma. Mục Phương cắn răng, "Cháu hiểu, chú, chúng ta tiếp tục đi, không đạt được cảnh giới thần hải, cháu sẽ vĩnh viễn không xuống núi yên tử." Anh ta, Trương Tĩnh Hòa và vị tiểu hòa thượng thiếu lâm tu luyện bế quan ngồi thiền kia được gọi là tam đại thiên tài trong giới võ đạo bây giờ. Là thế hệ trẻ có hy vọng bước vào cảnh giới thần hải. Nhưng mà bây giờ Hậu Thiên Đạo thể Đường Tuấn đã xuất hiện trên thế giới bọn họ căn bản không có cách nào để cạnh tranh với anh ta, ngoại trừ tu hành thần hải thì mới có thể đuổi kịp bước chân của đối phương. Chương 747 đó là vì tu vi của tôi không đủ. Ngày đó tin tức truyền đến Thiên sư đạo núi Yên Thế, đã có người nhìn thấy trên núi Yên Thế nổi lên gió lốc sấm sét, cứ như thiên nhiên đang nổi giận lôi đình. Học trò xuất sắc nhất của núi Yên Thế hiện tại bị Hậu Thiên Đạo thể bắt giữ, thậm chí còn lấy điều kiện dùng sách cổ mở cửa cơ quan để đổi lấy cơ hội sống sót là một sự sỉ nhục lớn lao với toàn bộ thiên sư đạo. Trình Nam ở phía Nam, Trình Tuấn Vũ sau khi nghe được tin tức này, ông ta đã lấy loại rượu đại bạch nhiều năm tuổi uống hết ba ngày ba đêm. Ngay khi cả giới võ đạo đang chấn động thì đường Tuấn đã mang Trình Vân Thiên và Trương Tĩnh Hòa lên đường đến núi Yên Thế. Thay vì đi bằng máy bay thì cả ba người chọn ngồi tàu hỏa đến tỉnh Bắc Giang. Trình Vân Thiên ngồi đối diện đường Tuấn, trong tay cầm một sắp tư liệu chậm rãi nói hiện tại thiên sư đạo đang quản lý chân nhân tên là Trương Tín Chiết, nghe nói đạo thuật của ông ta đã đạt tới mức không thể tưởng tượng được, xuất quỷ nhập thần. Một tay lôi thuật đạo Pháp có năng lực hàng yêu trừ ma. 30 năm trước, ông ta đã ở đỉnh cao của cảnh giới chân khí. Nhiều năm trôi qua ông ta đã rất ít khi tự mình ra tay. Ông tôi đoán rằng có thể ông ta đã đạt tới cảnh giới thần hải. Đường Tuấn không hề kinh ngạc, có lẽ cảnh giới thần hải đối với loại võ giả từ phượng cần dựa vào dược y cốc mà nói là rất khó, nhưng mà đối với đạo chính thống núi yên thế truyền thường ngàn năm thì cũng không tính là gì. Nếu như núi yên thế không có cường giả cảnh giới thần hải tỏa chấn, Đường Tuấn mới có thể cảm thấy là chuyện lạ. Trương Tĩnh Hòa nghe vậy thì kiêu ngạo nói, lôi pháp của núi yên thế của tôi chính là đạo thuật đứng đầu trong giới võ đạo. Nếu như các người thức thời thì tốt nhất là thả tôi ra. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, Thầy trưởng giáo của tôi 10 năm trước thật sự là đã tu thành cảnh giới thần hải, cho dù anh có là Hậu Thiên Đạo thể cũng không phải là đối thủ của ông ấy." Đường Tuấn cười cười, nói, "Lôi pháp của núi Yên Thế lợi hại như vậy, vậy sao lúc trước lại không thấy anh dùng tới?" Sắc mặt của Trương Tĩnh Hòa có chút mất tự nhiên, nói, "Đó là vì tu vi của tôi không đủ, không thể khống chế lôi pháp cho nếu không thể tùy tiện thi triển lôi đạo, nếu không thì sẽ đánh chết người." Đường Tuấn nhìn Trương Tĩnh Hào Mâu Thuẫn mà cười nói, tôi thấy không phải là tu vi không đủ, mà là tinh thần tâm trí không đủ. Lôi Nguyên khí là loại nguyên khí mạnh mẽ nhất trong tất cả nguyên khí trời đất, nếu như tinh thần không đủ thuần khiết, ý chí của trái tim không đủ kiên định thì đừng nói đến dùng sấm sét đánh người, mà còn khiến bản thân bị sấm sét đánh chết. Sắc mặt của Trương Tĩnh Hòa đột nhiên trở nên rất khó coi, bởi vì lời Đường Tuấn nói gần như là giống hệt với lời của thầy trưởng giáo anh ta nói. Tinh thần của anh ta thật sự không ổn định. Cho nên mới bị cấm không được tu hành đạo thuật lôi pháp. Nhưng mà vị thầy trưởng giáo kia của anh ta đã tu luyện cảnh giới thần hải gần 10 năm, thông thạo các loại đạo thuật tín thủ, là trụ cột của toàn bộ núi Yên Thế. Mà Đường Tuấn chỉ dựa vào Hậu Thiên Đạo thể mới mạnh mẽ đến như vậy, thậm chí trong mắt của anh ta, nếu như Đường Tuấn không có Hậu Thiên Đạo thể thì anh hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng mà bây giờ Đường Tuấn một câu đã vạch trần được điểm yếu của anh ta thể hiện ra kiến thức và cảnh giới giống như thầy trưởng giáo Trương Tiến Chiết, khiến cho anh ra có chút kinh hãi. Hừ, không chừng cậu ta cũng chỉ là đoán lung tung, mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi. Phó đạo của cậu ta mới có bao nhiêu năm, làm sao có thể so với thầy trưởng giáo của mình chứ? Trương Tĩnh Hòa tức giận nghĩ. Trường 748, trưởng giáo chân nhân và mấy vị trưởng lão đâu? Lần đầu gặp vị tiểu thiên sư này Đường Tuấn còn có chút tò mò, nhưng mà càng tò mò hơn về đạo thuật của núi yên thế sau khi ở chung mấy ngày này anh đã nhìn thấy rõ bản chất của trương tĩnh hòa ngông cuồng kiêu ngạo trong mắt không có ai cả tâm tính như thế thua xa rất nhiều so với tiểu chân nhân mục phương của cổ hồng lĩnh nếu như trương tĩnh hòa không tu tâm dưỡng tính để tinh thần lắng đọng xuống đừng nói là tu luyện lôi pháp mà cho dù là đột phá cảnh giới thần hải cũng là chuyện không thể tiểu chân nhân và tiểu thiên sư đạo của cổ hồng lĩnh Tôi đều đã gặp qua, chỉ còn lại vị hòa thượng Câm đang tu luyện bế quan ngồi thiền kia là chưa từng gặp. Không biết ông ta so với hai người này ai mạnh ai yếu. Đường Tuấn nhìn phong cảnh đang lùi xa bên ngoài xe, cứ như là một vị tiền bối võ đạo đang bình phẩm ưu khuyết điểm của cả ba người. Bất chi bất giác tinh thần của Đường Tuấn đã thoát khỏi tuổi của anh, giống như là một ông lão đã trải qua hết thế sự tang thương. Bản thân, bản thân vẫn còn là thiếu niên nhưng mà trong tim cứ như thoải mái và tách biệt nhìn hàng nghìn con thuyền trôi xa. Một ngày sau, ba người đến chân núi Yên Tử ở Yên Giang. ngẩng đầu nhìn lên bao nhiêu danh lam thắng cảnh trên núi, đường Tuấn dường như là đã nhìn thấy dấu chân của các bậc tiền bối đi trước thăm dò võ đạo. Ngay cả chỉ đứng ở chân núi thôi, anh cũng đã cảm giác được một cỗ khí tức lạnh lẽo đè nén đến tận xương thủy. Nếu như có võ giả tu luyện võ công tà đạo lệch môn ở nơi này, thì sợ là ngay cả một phần mười dũng khí đi lên cũng không có. đi thôi, đường tuấn vòng hai tay, trình vân thiên và trương tĩnh hòa ở phía sau cùng đi lên núi. trương tĩnh hòa mặc một thân đạo phục thiên sư đạo, dọc đường vô cùng khiến người ta chú ý. nhiều du khách còn dùng ánh mắt tôn trọng và thờ phụng với anh ta. cái này khiến cho trái tim của trương tĩnh hòa không khỏi có chút phiêu nhiên, nhìn về phía đường tuấn giống như là đang nói nhìn đi. thiên sư đạo nha tôi đặt ở thế tục đều được tôn sùng đường tuấn anh làm được không đối diện với ánh mắt của trương tĩnh hòa đường tuấn chỉ là cười nhạt nói nếu như anh cởi bỏ đạo phục này ra anh cảm thấy bọn họ còn có thể nhận ra anh nữa không bọn họ cung kính chính là thiên đạo sư của núi yên tử và thiên sư đạo truyền thừa chứ không phải tiểu thiên sư trương tĩnh hòa của anh sắc mặt của trương tĩnh hòa nhất thời trở nên vàng khe anh anh đã trở về sau khi lên đến đỉnh núi một thanh niên mặc đạo phục khuôn mặt trong suốt nhận ra Trương Tĩnh Hòa lập tức chạy tới hỏi thăm. Trương Tĩnh Hòa hơi gật đầu, nói trưởng giáo chân nhân và mấy vị trưởng lão đâu? Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn Đường Tuấn và Trình Vân Thiên, trong lòng trở nên căng thẳng, nói anh ta sẽ không phải là đạo thiên hậu thể đánh bại anh Trương chứ. Cái này cũng trẻ quá rồi, có phải không? Đạo sĩ trẻ tuổi trước mặt cũng là học trò dòng chính thiên sư đạo, đối với chuyện hai tin đồn truyền đi ồn ào trong giới võ đạo hai ngày nay cũng có nghe qua chương 749 quả nhiên là một con dê béo. Đạo sĩ trẻ tuổi lập tức dẫn đường ở phía trước, phòng qua đại điện phía trước cho du khách tham quan. Rất nhanh một tòa miếu đạo quan tràn ngập cổ kính đã xuất hiện ở trước mắt mấy người. Trong đại sảnh miếu đạo quan, ba vị lão già tóc bạc trắng nhìn qua tỏa ra tiên khí ngút trời đang ngồi uống trà. Ngoại trừ ba người bọn họ ra thì trong đại sảnh còn có hai người. Một người trong đó là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, Diện mạo to lớn, bụng bia rất to, trên cổ còn đeo một chuỗi vàng lớn, một bộ dáng giàu có. Mà một người khác lại là một thiếu nữ trẻ tuổi 17-18 tuổi, dung nhan thanh tú, khí chất không tầm thường. Cô gái đang được người đàn ông trung niên đỡ lấy, sắc mặt tái nhợt không ngừng ho khan, hình như là bị bệnh nặng. "Mấy vị tiên sư thiên sư đạo, con gái của tôi một tháng trước bỗng nhiên mắc phải bệnh lạ. Tôi đã mời rất nhiều bác sĩ trong và ngoài nước nhưng vẫn không có ích gì." Nghe nói tiên sư của núi Yên Tử có pháp lực thần thông quảng đại, cho nên mới muốn mời các vị xem bệnh cho con gái của tôi. Người đàn ông trung niên lo lắng nói. Một vị trưởng lão của núi Yên Tử ngồi ở phía dưới chậm rãi uống một ngụm trà trước, nhìn sợi xích vàng thô trên cổ người đàn ông trung niên, đáy mắt lộ ra một chút khinh thường. Bọn họ là trưởng lão của núi Yên Tử, mặc dù đôi khi sẽ xem bệnh bói bình an cho người ta, nhưng bình thường người tới cửa đều là một số quý nhân và con cháu thế gia có bối cảnh phi phàm, nào thô thiển giống như tên đàn ông trước mắt này. Nếu như không phải người đàn ông trung niên này đã đến đây mấy ngày rồi, hơn nữa còn rất biết làm người, đã tiêu không ít tiền từ trên xuống dưới rồi, nếu không thì bọn họ cũng lười gặp ông ta. Bệnh của con gái ông đúng thật là không nhẹ, nếu như cứ kéo dài thêm nữa chỉ sợ ba tháng sau sẽ ngọc nát hương tan. Sau khi uống xong một ngụm trà, trưởng lão mới thở ơ nói. Thật ra vị trưởng lão này cũng không nhìn ra được bệnh của cô gái là như thế nào chỉ là loại lời thoại này cũng giống như cách tiếp cận trước tiên phải chiếm được thế chủ động như thế thì ông ta mới dễ mồi giá ban đầu quả nhiên sau khi người đàn ông trung niên nghe xong trên khuôn mặt mập mạp nhất thời lộ ra biểu cảm kinh hoàng thất thố run rẩy nói cầu xin tiên sư cứu mạng chỉ cần là có thể chữa khỏi bệnh cho con gái của tôi tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào nói xong ông ta thậm chí còn đỡ con gái của mình quỳ xuống không ngừng dập đầu Mấy vị trưởng lão của núi Yên Tử cảm thấy bây giờ đã không ngoài dự đoán lắm, lúc này mới mở miệng sâu kín nói, mặc dù bệnh không nhẹ, nhưng mà đối với núi Yên Tử chúng tôi mà nói thì cũng không khó. Chỉ là chúng tôi tu hành vốn dĩ không dễ dàng gì, lần này chữa bệnh cho con gái của ông, không chỉ là tiêu hao pháp lực mà còn trì hoãn tu vi của chúng tôi. Nói đến đây, ba vị trưởng lão đồng thời lộ ra vẻ khó xử. Làm sao Thành Đại Hải không biết được hàm ý của mấy vị trưởng lão? Hội Vàng lấy từ trong túi ra ba tấm thẻ ngân hàng màu vàng, nói: "Ba vị tiên sư, trong ba thẻ này đều có 35 triệu, đây là một chút thành ý của tôi. Trì hoãn việc tu hành của ba vị khiến tôi rất áy náy, hy vọng ba vị hãy nhận cho." Quả nhiên là một con dê béo. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm gật đầu. Đang nghĩ đến nên khó xử đồng ý thì một âm thanh đột nhiên truyền từ bên ngoài vào, không nghĩ đến núi Yên Tử truyền thừa ngàn năm hậu thế vậy mà lại không biết xấu hổ như thế. Nếu như để tổ tiên núi Yên Tử biết được thì sẽ có cảm nghĩ như thế nào đây? chương 750, tà khí xâm lấn. Cả ba người đều là cao thủ võ đạo, dẫn đầu lại là một vị võ giả cảnh giới chân khí, đồng loạt quát một tiếng cả không gian cứ như nổi lên sấm sét chấn động đến mức khiến hai cha con đại hải lung lay, sắc mặt của cô gái trẻ lại lần nữa trở nên trắng bệch thêm mấy phần. Dưới ánh nhìn chăm chú đầy sát khí của ba vị trưởng lão, Đường Tuấn, Trình Vân Thiên cùng Trương Tĩnh Hòa xuất hiện ở ngoài đại sảnh. Tĩnh Hòa sư điệt, ba người nhìn thấy Trương Tĩnh Hòa mặc đạo phục cực kỳ bắt mắt, lại nhìn khuôn mặt của Trương Tĩnh Hòa trầm như nước, không khỏi thất thanh nói. Thiên sư đạo nhất mạch của núi Yên Tử từ xưa lấy họ Trương làm tôn, mà bọn họ chỉ là trưởng lão họ ngoại. Mặc dù luận về vai vế so với Trương Tĩnh Hòa lớn hơn một bậc, nhưng mà đối mặt với vị tiểu thiên sư thân truyền của trưởng giáo này bọn họ nhất thời mất đi sức lực trương tĩnh hòa càng tức giận hơn lúc trước anh ta còn khoe khoang núi yên tử siêu phàm như thế nào địa vị được người ta sùng bái như thế nào được người khác tôn kính ra làm sao nhưng mà lại bị đường tuấn bắt gặp cảnh tượng giao dịch dơ bẩn như vậy hơn nữa còn là quan sát thực tế tĩnh hòa nhất thời cảm thấy trên mặt mình xuất hiện một cơn đau rát nóng bỏng mặc dù sớm biết đám học trò và trưởng lão của núi yên tử không được sạch sẽ nhưng mà không nghĩ bọn họ lại có thể làm đến mức khó coi như vậy Tịnh Hòa Sư Điệt trở về khi nào vậy? Tại sao không báo với chúng tôi một tiếng, để chúng tôi chuẩn bị ninh đón? Vị trưởng Lão Tông Sư dẫn đầu cười nói. Hừ, sắc mặt của Trương Tịch Hòa không tốt, nói các ông thật sự là rất to gan. Nhân lúc tôi và thầy không có ở đây lại dám làm ra loại hành vi đê tiện như vậy, cũng không sợ tôi báo cáo lại với trưởng giáo, đuổi các ông xuống núi sao. Sắc mặt của cả ba người cứng đờ, ấp úng không dám nói bệnh của con gái ông không phải là một căn bệnh nan y chỉ là bị người ta dùng nội lực đả thương đến kinh mạch mà thôi khi trương tính hòa dậy dỗ lại ba vị trương trưởng lão đường tuấn đi tới trước mặt hai cha con bình tĩnh nói nội lực đả thương đến kinh mạch đây là căn bệnh gì tại sao tôi chưa từng nghe qua thành đại hải nhíu mày lại mặc dù ông ta đã có một khoảng tài sản không nhỏ nhưng ông vẫn thuộc về tầng lớp các nhà giàu mới nổi nhà họ thành cũng không tính là thế gia thật sự đương nhiên cũng chưa từng nghe qua những từ như giới võ đạo giới và nội lực võ giả thế này thằng nhóc này không phải là tay mơ đấy chứ mình vẫn là nên để cho các vị cao nhân của núi yên tử nhìn thì hơn các vị ấy nhìn đáng tin cậy hơn cái tên này thành đại hải âm thầm nghĩ trong lòng nhóc con cậu đang nói cái gì vậy cái gì mà bị nội lực đả thương chứ cô gái trẻ này là bị tà khí xâm lấn trong cơ thể gây tổn thương căn bản cậu không hiểu thì đừng nói cũng không có ai nghĩ cậu câm đâu nhìn thấy việc làm ăn bị cướp mất, ba vị trưởng lão của núi Yên Tử nhất thời tức giận, vội vàng phun ra một tràng. Tà khí xâm lấn, Đường Tuấn cười nhạo một tiếng nói, vậy xin hỏi là loại tà khí nào vậy? Ba vị trưởng lão nhất thời cạn kiệt vốn từ, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của thành đại hải và ba tấm thẻ vàng trói mắt kia, bọn họ lại mạnh mẽ nói, tà khí trên thế giới này nhiều không đếm xuể, chúng tôi còn phải bắt mạch. Chẩn đoán thật rồi mới có thể nhận ra được đây là loại tà khí gì audio điện tử võ tấn bền hết chương 750